Cố Yên nghe anh nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Tay cô được đặt vào lòng bàn tay Lệ Nghiêm, cô ấy xinh đẹp rực rỡ đứng bên cạnh anh. Mục bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Dù sống hay chết, dù nghe hay phú quý, dù trời đất có sập xuống cũng phải lấy tay nhau cả đời, không rời không bỏ. Đọc lời tuyên thệ xong thì sẽ là màn trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn đó sắp được anh đeo vào ngón áp út của cô thì không ngờ điện thoại Lệ Nghiêm lại reo lên. Nó trong túi phát ra tiếng rung rung. Điện thoại của Lệ Nghiêm phải được mở 24 tiếng chờ lệnh. Tiếng rung đó khiến động tác của Lệ Nghiêm khẽ khựng lại. Anh ta thoáng do dự rồi vẫn lấy điện thoại di động ra nhìn. Mẹ Bạch dưới sân khấu nhíu mày nói, Doanh, là một dãy số xa đang làm cái gì thế? Con đang làm lễ thành hôn mà, đưa điện thoại cho mẹ đi, để mẹ nghe cho. Lệ Nghiêm cũng biết tình huống bây giờ không thích hợp để nghe điện thoại, tất cả mọi người đang chờ anh ta hoàn thành hôn lễ này. Đờ nhưng lòng anh ta vẫn yên tâm về Bạch Thư Hân. Cô ấy đến muộn, lễ cưới của anh trai mà cô lại đến muộn, liệu có như mấy năm trước bỏ nhà ra đi không? Anh ta không dám nghĩ quá nhiều, sợ bản thân mình càng nghĩ càng không kiểm soát được. Anh ta cắn răng để kiềm chế bản thân mình, đưa điện thoại di động cho mẹ Bạch. Dãy đó xa lạ đó vẫn gọi tới mãi, mẹ Bạch nhấc máy nghe. Alo, xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế? Chúng tôi là bệnh viện thành phố, cho hỏi bà là người nhà của Bạch Thư Hân ư? Ở ngã tư đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng phải cô Bạch Thư Hân. Bây giờ cô Bạch Thư Hân đang nằm trong phòng phẫu thuật bệnh viện, làm phiền gia đình đến đây một chuyến. Cái gì? Bệnh viện? Mẹ Bạch giật mình bật thốt lên, đứng bật dậy khỏi ghế. Lệ Nghiêm nghe bà nói thế thì lập tức giật mình. Cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được nữa, vội vàng nhảy xuống bục. Chiếc nhẫn chỉ mới đeo được một nửa, vì anh ta vội vàng bỏ đi nên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Khoảnh khắc nó rơi xuống, dường như Cố Yên đã nghe thấy tiếng tim mình tan nát. Cuối cùng cô vẫn không ngăn được, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Lệ Nghiêm đi tới trước mặt mẹ Bạch và lấy điện thoại di động lại. Lệ Nghiêm, con đang làm gì thế, con đang kết hôn mà. Nhưng Lệ Nghiêm hoàn toàn không nghe được lời bà nói vì anh ta đang bận lo lắng hỏi người ở đầu dây bên kia điện thoại. Chuyện gì thế, đã xảy ra chuyện gì rồi? Xin chào, cho hỏi anh có phải là người nhà của cô Bạch Thư Hân không? Phải, bây giờ cô ấy đang nằm viện vì tai nạn giao thông, đang cần làm phẫu thuật và cần chữ ký của người nhà. Phiên người nhà nhanh chóng tới bệnh viện. Lệ Nghiêm nghe thế thì tim chót hãng đi một nhịp. Thư Hàn xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ phải vào phòng giải phẫu. Anh ta lao đi không hề do dự nhưng bị mẹ Bạch cản lại. Con điên rồi, con đi có ích lợi gì, mẹ sẽ thay con đi, mẹ cũng là người nhà và có thể ký tên. Cố Gia Huy cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đặt tay lên vai bạn mình. Đây là hôn lễ của cậu và Yên, họ hàng hai bên gia đình đều có mặt ở đây. Hơn nữa cũng có khá nhiều người có máu mặt, bây giờ cậu bỏ rơi Yên ở không thèm quan tâm tới U. Người nào cũng có thể đến bệnh viện thay cậu, chỉ có cậu là không được. Đây là lễ cưới của cậu với Yên, không thể vắng mặt. Lệ Nghiêm nghe anh nói như thế bèn xoay người nhìn về phía Cố Yên. Cô ấy cũng nhìn anh ta, tay cầm hoa cô dâu, gương mặt xinh đẹp động lòng người, đẹp đẽ nhưng không hề đánh mất vẻ trong sáng. Ánh mắt của cô ấy xa xăm như thế, đau lòng như thế. Lệ Nghiêm, anh đã nói là không cần biết có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ buông tay em ra mà. Những lời đó chỉ là giả dối thôi ư. Cô ấy điên cuồng gào thét trong lòng nhưng dường như thứ gì đó đã chặn ngang cổ họng khiến cô ấy không thể nói nên lời. Cô ấy chỉ có thể đứng đó và lặng lẽ nhìn anh ta. Lệ Nghiêm siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, anh ta không nên rời đi, anh ta là chú rể. Khách khứa đang ngồi đây nhìn, anh ta mà đi thì ra thế thống gì nữa. Anh ta cắn răng, xoay người lại. Mẹ Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng lao ra ngoài để chạy tới bệnh viện. Cố Yên trông thấy cảnh đó cũng thở phào, lòng đầy vui mừng chờ Lệ Nghiêm trở về để đeo nhẫn lên cho mình một lần nữa. Nhưng mà... Xin lỗi em, Thư Hàn là em gái anh. Anh đã mất bố mẹ rồi, anh không thể mất cả Thư Hàn được. Dù tai nạn giao này nặng hay nhẹ thì anh cũng phải ở bên cạnh con bé. Con bé cần anh, em hãy chờ anh về. Lệ Nghiêm đột nhiên trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng xoay người lao đi thật nhanh. Cố Gia Huy đã ngồi xuống rồi nhưng trông thấy cảnh đó thì lập tức nổi trận lôi đình, vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Cố Yên gọi lại. Đừng đuổi theo nữa,
anh không cản được anh ấy đâu. Cái em còn không thể cản được thì anh làm thế nào? Cố Gia Huy đờ đẫn quay đầu nhìn cô em gái cứng cỏi của mình đang rơi nước mắt. Bạch Tùng Dương cũng không ngờ một buổi lễ kết hôn lại âm ỉ thành thế này. Ông áy náy nhìn Cố Gia Bảo, nói, thưa ông, là tôi không biết dạy dỗ châu nó nên mới để thằng bé làm ra chuyện hoang đường như thế. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho Yên, để thằng nhóc đó quay lại kết hôn ngay. Cố Gia Bảo tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, không muốn một câu nào. Bạch Tùng Dương tự biết mình đuối lý nên cũng không nói thêm gì nữa mà quay sang an ủi khách khứa. Thế nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, Lệ Nghiêm vẫn không trở lại. Mẹ Bạch gọi điện thoại lại nói Bạch Thư Hân mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa ra, sống chết không rõ. Lệ Nghiêm vẫn trông chừng trước cửa phòng phẫu thuật, khuyên thể nào cũng không nghe. Bạch Tùng Dương vẫn ra lệnh bảo Lệ Nghiêm nhanh chóng trở về. Thế nhưng Bạch Tùng Dương còn chưa nói hết lời thì Cố Gia Bảo đã đi tới và giật lấy điện thoại ném xuống đất thật mạnh. Chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ thành mảnh nhỏ. Không lấy cưới hỏi gì nữa, hôn lễ hủy bỏ. Ông ấy đã sôi máu sắp điện lên rồi, nhanh chóng tiền khách khứa ra về. Cố Yên nhìn khách khứa lục tục rời đi, trước khi đi thì dù ít dù nhiều gì bọn họ cũng liếc nhìn cô ấy vài lần. Ánh mắt đó như đang cười cợt rồi lại thương hại cho cô. Lễ cưới. Một cột mốc lớn như thế nhưng chú rể lại bỏ chạy. Anh ta quan tâm đến em gái, ai cũng hiểu được nhưng chẳng lẽ anh ta không thể chờ đến khi đeo nhẫn xong rồi đi ư? Anh ta thật sự vội vã không chờ nổi một vài phút nữa ư? Anh ta đi thì có ích lợi gì? Phẫu thuật không thể đổi bác sĩ mổ chính giữa chừng, anh ta tới đó cũng chỉ có thể đứng chờ mà thôi. Anh ta thà đứng đó chờ cũng không muốn đeo cho cô ấy chiếc nhẫn rồi đi. Đó là chuyện nực cười và mỉa mai đến mức nào cơ chứ? Cô là người tìm lễ đường, cô là người chọn váy cưới chọn nhẫn, tất cả những vị khách ngồi đầy trong lễ đường hôm nay đều nhận được từng tấm thiệp và món quà cưới tự tay cô chọn lựa. Cô có thể trả giá hết tất cả mọi thứ, không tiếc mọi uất ức, buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo của mình. Chỉ mong một điều, chú rể của cô có thể đến đúng giờ làm lễ. Đúng là anh ta đã đến đây, rồi lại rời đi trước khi kết thúc. Cô ấy đoán được đoạn mở đầu nhưng lại không ngờ được kết thúc. Bạch Tùng Dương cũng đã bị bố cô đuổi đi, ông cụ muốn đưa cô về nhưng Cố Yên lại khăng khăng đòi ở lại đây đợi, cô ấy muốn chờ Lễ Nghiêm trở về. Ông cụ thấy cô ấy vẫn còn muốn chờ tên vô liêm sỉ kia thì lập tức giơ tay lên tát cô ấy trong cơn nóng giận. Cú tát quá nhanh, cả mọi người đều sợ ngây người và trong đó có cả ông cụ. Ông run run nhìn tay mình rồi lại nhìn Cố Yên nhếch nhác cưới đất. Gương mặt nhỏ nhắn đó đang sưng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ông ấy muốn đỡ cô dậy nhưng vẫn cố kìm nén. Hai tay bắt chéo phía sau, siết lại thật chặt. Được thôi, con muốn ở đây chờ rồi muốn mất mặt thể nào cũng được, bố không cấm cản. Chúng ta đi, mặt mũi nhà họ Cố này đều bị thang vô liêm si đó giảm nát hết rồi. Cố Gia Bảo xoay người rời đi, Cố Gia Huy nhờ chú An chạy theo đi cùng ông ấy. Ban nãy lễ cưới vẫn còn đầy khách khứa ngồi chật cả lễ đường thì bây giờ chỉ còn mỗi ba người họ. Hứa Minh Tâm từng nhìn thấy cảnh Cố Yên chật vật nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy tuyệt vọng và đau khổ như lòng này. Nếu đây là hôn lễ của cô, Cố Gia Huy bỏ lại cô ở đây nửa chừng để đi cứu lấy em gái mình. Cô biết có cũng là lẽ thường tinh nhưng thể thì quá là vô tình với người bỏ lại. Lần này bác sĩ Lệ Nghiêm đã làm quá đáng rồi, cô cũng lo lắng cho Thư Hàn rồi lại không yên tâm về Yên Yên. Để tôi tìm bác sĩ Lệ Nghiêm về cho cậu được không? Cậu đừng khóc, cậu khóc tôi sẽ đau lòng lắm. Để anh đi tìm cậu ta về, anh là đàn ông nên sẽ dễ nói chuyện với cậu ấy hơn. Cố Gia Huy lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Chẳng cần phải nói nhiều làm gì, cứ dùng nắm đấm giải quyết thôi. Em đi cho, em sợ anh đánh nhau với bác sĩ Lệ Nghiêm, em cũng phải đi thăm Thư Hàn, anh cứ ở đây chăm sóc cho Yên, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Đi đường nhớ chú ý an toàn. Cuối cùng Cố Gia Huy đành bất lực buông lỏng tay. Anh cũng không soi mói gì, nhanh chóng ngồi xuống đất bên cạnh Cố Yên. Anh ngẩng đầu thở dài rồi giơ tay ôm Cố Yên vào lòng mình, để cô ấy tựa vào vai anh. Con bé ngốc nghếch này, ở trước mặt anh trai mà vẫn còn cổ kìm nén ư. Muốn khóc thì cứ khóc đi, ai dám chế cười em thì anh sẽ cắt đứt lưỡi người đó, bẻ hết tăng người đó. Anh nghĩ là bệnh viện cũng khá là thiếu tiêu bản, Cố Gia Huy nói với sự lạnh lùng và giết chóc. Anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam, thấy Cố Yên đau khổ thì người làm anh như anh làm sao vui được.
Ban đầu Cố Yên vẫn còn nhỏ giọng nức nở, nhưng sau khi nghe thấy những lời Cố Gia Huy nói thì cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, gào khóc lên. Anh, Lệ Nghiêm, tại sao Lệ Nghiêm lại có thể đối xử với em như thế? Anh, bây giờ trong lòng em đau quá. Làm sao bây giờ, em nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể thắng được Bạch Thư Hân? Em luôn nghĩ rằng mình sẽ không thua nhưng đến bây giờ thì em đã thua thảm hai. Cố Gia Huy nghe cô ấy khóc thút thít thì tim lại nhói lên từng đợt. Bây giờ thì tất cả mọi lời nói trên đời đều trở nên nhỏ bé, anh bỗng trở thành một tên ngốc không biết nên an ủi một cô gái bị tổn thương như thế nào. Cố Yên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô ấy không dễ dụ như là Hứa Minh Tâm. Đó cũng là điều khiến anh đau lòng nhất. Anh vuốt khế lên tóc Cố Yên, mong em gái mình có thể trút hết ra. Cô ấy khóc khoảng hơn nửa tiếng. Cả lề đường chỉ còn mỗi tiếng khóc tuyệt vọng và đau thương của cô ấy. Cuối cùng, giọng cô ấy đã trở nên khàn khàn nhưng dề của cô ấy vẫn không thấy quay trở về. Cố Yên dần tỉnh táo lại, nhấc đầu ra khỏi vòng tay Gia Huy, nhìn bộ tây trang của anh đã bị nước mắt mình thấm ướt cả mạng lớn và dính nhiều bọt nước mũi cô ấy lại mặt. Lỗi anh, cô ấy lấy ống tay áo định lau cho anh nhưng nghĩ tới đây là chiếc váy cưới mình tỉ chọn lựa thì lại tiếc. Cô ấy vội vàng tìm khăn tay lau cho anh nhưng lại bị cổ. Gia Huy ngăn cản, Cố Gia Huy đã chuẩn bị khăn từ trước, anh khẽ lau mặt cho Yên, sau đó lau hết nước mắt còn vương trên đó. Lớp trang điểm đã trôi khi cô khóc, hai mắt cũng sưng phồng lên như quả đào, nào có còn là Yên xinh đẹp động lòng người trước đó. Xong chưa? Xong thế thì có thể nói cho anh biết rốt cuộc là tại sao không? Cố Gia Huy hỏi, thấy cô ấy do dự thì khẽ nhíu mày, chuyện đã đến nước này rồi em vẫn còn muốn gạt anh ư? Yên nghe vậy bèn cười tự giễu, đáy lòng chua xót. Cô ấy biết mình không thể giấu giếm được lâu nhưng không ngờ mọi thứ lại được phanh phui trong tình huống thế này. Cô ấy hít thật sâu, cô nén đau khổ nói, Lệ Nghiêm và Bạch Thư Hân không phải là anh em ruột, anh ba biết chuyện này không? Biết, thế thì làm sao? Cô Yên thở hắt ra, nói, để cũng ở đó, Bạch Thư Hân cũng thích Lệ Nghiêm, hơn nữa còn thích rất nhiều năm. Mấy năm nay, cô ấy luôn muốn giữ lấy Nguyên. Doanh, Lệ Nghiêm không thể đi lính được vì đuổi anh ấy có thật cũng là tác phẩm của cô ấy. Nguyễn Doanh nghĩ cô ấy bị bệnh tâm lý, lo lắng anh ấy có người con gái khác rồi sẽ không còn là người thân của cô ấy nữa. Nhưng anh ấy không biết từ đầu đến cuối Bạch Thư Hân không chỉ có tình thân mà là tình yêu dành cho anh. Bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ nhưng lại bị em ém nhem đi, hủy hết tất cả mọi bằng chứng để Lệ Nghiêm hiểu nhầm đó là em, sau đó yêu thương em hơn. Em cứ tưởng mình làm nhiều việc như thế thì có thể ở bên anh ấy nhưng cuối cùng em vẫn thua, kết quả như những gì anh đang thấy, thất bại thảm hại. Thật ra em đã đoán được điều này nên em muốn kết hôn với anh ấy sớm hơn một chút, hoàn thành nó trước thêm năm mới nhưng vấn đề cứ ập đến, thời điểm đó em đã bắt đầu cảm nhận được điều không hay, có lẽ lễ cưới của bọn em sẽ không được tổ chức suôn sẻ. Em có thể thay đổi lại được nhưng em lại chờ đến khi tất cả mọi thứ không thể thay đổi được nữa thì mới biết mình đã sai rồi. Lệ Nghiêm, anh ấy không yêu em. Trong lòng anh ấy chỉ có Bạch Thư Hân. Em thua, em chấp nhận rồi. Nhưng anh lại cảm thấy trong lòng Lệ Nghiêm có vị trí dành cho em. Cậu ta luôn hờ hững trong chuyện tình cảm nhưng lại chấp nhận em. Đó là vì anh ấy tưởng tình cảm mình dành cho Bạch Thư Hân chỉ là tình cảm anh em. Có lẽ bản thân anh ấy cũng không hiểu rõ tình cảm của mình. Rốt cuộc là anh ấy đang yêu thương cô em gái đó hay là yêu người con gái đó? Thế nhưng, em không muốn chờ đến khi anh ấy hiểu nữa, lễ cưới này đã dạy cho em rất nhiều điều. Cô nhìn xung quanh, lòng đầy đau thương. Cô mệt mỏi rồi. Nhưng, tại sao em vẫn không thể buông xuống được, tình yêu? Thật sự có thể khiến con người ta trở nên nhỏ bé và thấp hèn như thế. Tại sao em lại trở thành con người như thế, em còn chán ghét chính bản thân mình nữa là... Cô ấy tựa vào vai Cố Gia Huy và nhìn lên trần nhà, cố giữ cho nước mắt mình không rơi xuống. Anh sờ đầu của Cố Yên, em không sai, tất cả mọi người đều trở nên ích kỷ khi đứng trước tình yêu mà. Anh ba cũng thế ư? Ừ, anh cũng từng nghĩ tới việc dùng những thủ đoạn hèn hạ để giữ cô ấy bên cạnh anh cả đời. Có lẽ là do cô ấy hơi dễ dụ, chân thành với tất cả mọi người nên anh còn chưa kịp trở nên để tiện thì cô ấy đã quay trở lại tìm anh rồi. Anh lại càng không thể buông tay cô ấy. Không một kẻ nào được phép cướp cô ấy khỏi anh, nếu không anh sẽ tiện chúng xuống suối vàng làm bạn với ông bà tổ tiên.
Anh sợ khi anh trở nên mất lý trí thì sẽ làm những chuyện không cách nào cứu vãn được nên đành phải giao xác chặt đây rồi trước em quyết định sẽ quên đi thật ư. Chuyện tình cảm nhiều năm như thế, em không thấy tiếc nuối u. Tiếc chứ, làm sao không tiếc được, nhưng mà, nó quá mệt mỏi nó khiến em không cách nào thở nổi. Ngày nào em cũng phải nơm nớp lo sợ, không biết khi nào anh ấy sẽ bị Bạch Thư Hân cướp đi, không biết khi nào thì anh ấy mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện tình cảm của mình, không biết bản thân em sẽ biến thành con người thế nào nữa. Em chịu thể là đủ lắm rồi. Em quyết định thế nào thì anh vẫn ủng hộ em. Anh, em muốn đến bệnh viện, nhưng mà em phải thay quần áo, trang điểm lại, em thế này trông thảm hại đáng thương lắm. Anh đưa em về nhà. Cố Gia Huy ngồi dậy và xoay lưng về phía cô ấy, còn nhớ hồi còn bé không? Hồi bé em đi bộ cực kỳ ngốc nghếch, thường xuyên để chân trái mắc qua chân phải rồi ngã xuống mặt mũi bầm dập, gào khóc thật lớn. Anh cả luôn mặc kệ em và ném em cho người giúp viết, chỉ có anh và anh hai thấy rồi đến dỗ em. Hai người ngồi xổm trước mặt em để em lựa chọn, anh hai cõng mệt rồi thì anh ba thay, anh ba mỏi thì anh hai thay. Anh ba, em nhớ chúng ta thuở bé quá. Tuy bầu không khí nhà họ Cổ chúng ta không tốt nhưng tình cảm của ba anh em mình lại rất tốt. Trước đây em còn suy nghĩ đến chuyện làm con dâu nuôi từ bé của một trong hai người. Không ngờ bây giờ, Cố Yên vừa nói vừa lau nước mắt. Cố Gia Huy cũng chìm vào mạch ký ức, thuở nhỏ không lo không nghĩ gì nhiều, thoải mái là thế nhưng con người ta rồi cũng phải lớn lên, phải gánh rất nhiều thứ trên lưng dù là thuở nhỏ hay là bây giờ thì anh ba mãi mãi vẫn là anh ba của em, sẽ không bao giờ thay đổi. Lên đi. Anh ba đưa em về nhà. Được, Cố Yên lau nước mắt, bò lên lưng Cố Gia Huy để anh công mình về. Cô ấy nằm trên lưng Cố Gia Huy rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Hứa Minh Tâm vội vàng chạy tới bệnh viện, Bạch Thư Hân cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, đã thoát khỏi tình hình nguy hiểm, chờ tỉnh lại rồi sẽ không sao. Người gây ra tai nạn có tiền sử gây án, mấy lần vượt đèn đỏ nhưng lần này lại vượt đèn đỏ khi đang say rượu và đụng đúng Bạch Thư Hân. Trong tay cô ấy còn cầm một cặp gốm sứ tự tay làm, đó là quà cưới cô ấy tỉnh tặng cho Lệ Nghiêm. Cuối cùng gốm sứ vỡ nát, cô ấy ngã xuống đất và máu me đầy người. Hứa Minh Tâm chạy tới phòng bệnh thì Lệ Nghiêm đang ngồi bên giường, mẹ Bạch đứng bên cạnh than thở. Bác sĩ Lệ Nghiêm, Thư Hàn, con nghe thấy không, Minh Tâm bạn con tới thăm con kia. Thư Hàn không sao chứ? Không còn nguy hiểm, chỉ cần chờ tinh lại và nghỉ ngơi cho lành vết thương là được. Cô chạy từ lễ đường tới U, Cố Yên, bây giờ thế nào? Lúc tôi đi thì Cố Yên cực kỳ đau khổ, khóc đau lòng lầm. Khách khứa đều về hết cả rồi, ông cụ cũng nổi giận. Tôi sẽ đi chịu đòn nhận tội. Lễ Nghiêm nghe thế thì khẽ cụp mắt xuống, tim nhói lên. Anh ta cũng không ngờ chuyện lại biến thành thế này, nhưng bảo anh ta bỏ mặc Bạch Thư Hân không để ý thì anh ta hoàn toàn làm không được. Khi bố và mẹ qua đời thì anh ta đã âm thầm thề mình nhất định phải bảo vệ cô em gái này thật tốt, không thể để cho cô ấy chịu bất kỳ một tổn thương nào, anh ta không thể làm trái lời đờ. Thế nhưng anh ta lại phụ lòng Cố Yên, bỏ đi ngay trong lễ cưới khiến cô ấy trở thành đối tượng để mọi người cười nhạo. Anh ta là kẻ đáng chết. Chịu đòn nhận tội, có tác dụng gì không? Có thể chữa lành những vết thương trong lòng Yên không? Tôi biết Thư Hàn trong lòng anh cực kỳ quan trọng và ca tôi cũng thế. Nhưng trong tình huống đó, chẳng lẽ anh không hề nghĩ tới cảm giác của Yên ư? Hôn lễ chỉ còn thiếu vài bước nữa là kết thúc, anh tới đây cũng vô dụng, Di Bạch cũng đã nói mình sẽ đi rồi nhưng anh cứ khăng khăng chạy đi. Hứa Minh Tâm còn chưa nói xong thì Lễ Nghiêm đã không nhịn được ngắt lời. Cô không biết Thư Hàn quan trọng với tôi đến mức nào, tôi chỉ có một cô em gái, tôi không có bố mẹ, chỉ có mình em ấy thôi. Thế Yên không phải là người thân của anh ư? Anh vẫn còn Yên đầy thôi. Anh ném Yên đi đâu rồi? Lời cô vừa nói ra thì phòng bệnh chìm vào sự yên tĩnh đáng. Đồng tử Lễ Nghiêm co rụt lại. Sợ. Anh ta biết sau khi kết hôn với Cố Yên thì cô ấy sẽ thành vợ mình. Anh ta cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng... Từ đầu đến cuối anh ta vẫn chưa bao giờ đặt cô ấy lên bàn cân với Bạch Thư Hân, thậm chí còn không đặt cô vào chuyện tình cảm của anh và em gái. Tình cảm của anh em họ là thứ không thể dứt bỏ được và người ngoài cũng không thể đặt chân vào. Anh ta thật sự có lỗi với Ngọc Phi, anh ta đã phớt lờ cô ấy. Hứa Minh Tâm nhìn thấy phản ứng của Lễ Nghiêm thì hơi thất vọng và đau lòng. Anh ta cũng là một người anh tốt nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt. Nếu như cô kết hôn với Cố Gia Huy, cô
Cổ Thành Trong lại quan tâm đến Cố Yên như thế và vô tình gạt cô sang một bên không quan tâm tới thì cô cũng không cách nào chấp nhận được. Dù rằng người nằm trên giường bệnh là người bạn tốt nhất của cô thì cô cũng không cách nào chấp nhận nổi cách xử lý tình cảm của Lệ Nghiêm. Nó không công bằng. Không đúng. Nói chính xác hơn thì anh ta chưa bao giờ công bằng với Cố Yên. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Lệ Nghiêm đứng dậy nắm chặt lấy tay Hứa Minh Tâm, vội vàng hỏi. Tôi không biết, lúc tôi đi thì cô ấy vẫn còn ở trong lễ đường. Thím, cô Minh Tâm, tôi để thư hàn lại cho hai người, tôi phải đi giải quyết một vài chuyện. Nói xong, Lệ Nghiêm vội vàng chạy đi. Bác sĩ Lệ Nghiêm muốn làm gì? Đi xin lỗi sám hối ư? Đứa nhỏ này, vẫn còn mông lung trong chuyện tình cảm lắm. Người lớn đã nhận được những vấn đề giữa nó với Thư Hàn rồi nhưng bản thân người trong cuộc lại không biết mẹ Bạch than thở. Hứa Minh Tâm nghe như lọt vào trong sương mù, khó hiểu hỏi, cái gì mà? Nhận ra vấn đề gì thế ạ? Thư Hàn thích Lệ Nghiêm. Cháu biết chứ, em gái thích anh trai là chuyện bình thường mà. Con bé dành cho Lệ Nghiêm tình yêu nam nữ chứ không phải là tình thân. Cô Minh Tâm và Thư Hàn thân thiết với nhau thế mà không biết ư? À. Hứa Minh Tâm nghe bà ấy nói như sét đánh ngang tai. Thư Hàn thích Lệ Nghiêm, thích kiểu nam nữ ư. Mẹ Bạch thấy cô ngơ ngác thì không nhịn được lắc đầu, xem ra cô bé Minh Tâm này cũng giống Lệ Nghiêm, hoàn toàn mù tịt chuyện tình cảm. Bác đã trông hai đứa từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chúng có cũng nhận ra nhưng lại không nghĩ hai đứa nó thích hợp đến với nhau. Lệ Nghiêm trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, luôn chịu trách nhiệm giúp đỡ Thư Hàn. Còn Thư Hàn thì sao? Không biết chừng mực đúng sai. Tính tình cũng thoải mái tùy tiện. Chúng tôi nghĩ Thư Hàn vào môi trường quân đội rồi thì sẽ được mài giũa dần. Nào ngờ con bé Thư Hàn cứng đầu không muốn tham gia vào quân đội. Lệ Nghiêm cưng chiều con bé, mặc nó muốn làm gì thì làm, thì bản thân bị trách phạt cũng không muốn để Thư Hàn chịu khổ. Gia đình thường cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ này, cảm thấy Thư Hàn không đủ trưởng thành và lý trí, nó vẫn là một đứa trẻ nên không hợp với Nguyên. Doanh. Thế nên bí mật hai đứa không phải là anh em ruột luôn được giấu mãi không công khai để mong Thư Hàn có thể kiềm chế bản thân. Thế nhưng có một năm hai đứa nó học cấp 3, Lệ Nghiêm dần một bạn học nữ về, Thư Hàn không kiểm soát được nên đã chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa bão. Vì cứu con bé nên Lệ Nghiêm bị xe đụng trúng, nó là một mầm non tốt nhưng cuối cùng lại. Phải làm một quân y, Thư Hàn cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Gia đình cực kỳ hài lòng về Nguyễn Giao và Cố Yên. Yên có thể bao dung thằng bé, có thể trở thành một hậu phương vững chắc, có thể cùng tiến cùng lùi với Lệ Nghiêm, trở thành những chiến hữu thân thiết nhất. Thế nhưng Lệ Nghiêm đã quen sống những ngày tháng có Thư Hàn nên thằng bé không thể xử lý được mối quan hệ tình cảm dành cho hai người. Gia đình định giấu Lệ Nghiêm cả đời nhưng mẹ ruột thằng bé bị bệnh nặng, muốn nhìn mặt con một lần cuối trước khi ra đi. Nhà họ Bạch cũng không có cách nào từ chối, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng biết chuyện. Gia đình cứ lo lắng Thư Hàn sẽ gây chuyện. Sẽ dùng những cách tiêu cực để giành được Lệ Nghiêm nên cứ đề phòng mãi đến tận bây giờ. Không ngờ đến phút cuối vẫn xảy ra chuyện. Xem đoạn băng ghi hình từ đồn cảnh sát thì cũng không thể trách Thư Hàn. Con bé đã cố thành toàn cho hai đứa nhưng cuối cùng tai vạ bất ngờ ập tới đã ngăn cản hôn lễ này. Mẹ Bạch nói khá là bình thản nhưng Hứa Minh Tâm nghe được lại trợn mắt há hốc mồm. Cô nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em trong sáng, không ngờ trong đó lại có nhiều chuyện tình cảm phức tạp như thế. Thư Hàn thích Lệ Nghiêm và Lệ Nghiêm cũng không biết mình dành cho Thư Hàn tình yêu nam nữ hay là tình cảm anh em ư. Thế, rốt cuộc bác sĩ Lệ Nghiêm. Uầy, chúng ta là người ngoài nên không thể nhảy vào chuyện của họ, cứ để Lệ Nghiêm tự lựa chọn thôi. Mong là Lệ Nghiêm có thể xử lý chuyện tình cảm này thật tốt để không có ai bị tổn thương nữa. Dì à, chắc dì cũng mệt rồi nên dì nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Thư Hàn cho. Hãy... Mẹ Bạch thở dài rồi ngồi trên ghế lặng lẽ gạt nước mắt. Tim Hứa Minh Tâm chợt nhói lên, ai trong số Thư Hàn và Cố Yên bị thương thì cũng không phải là điều cô muốn thấy. Thư Hàn mất máu quá nhiều thôi chứ không có nhiều vết thương, cũng được xem là may mắn. Người gây ra tai nạn đã vào tù, có lẽ sẽ khó ra. Hứa Minh Tâm cố gắng hết sức để chăm sóc, cô ra căn tin bệnh viện để mua thức ăn cho mẹ Bạch lít ra. Từ sáng mọi người đã bận rộn chuyện hôn lễ. Bây giờ lại chạy vội tới bệnh viện, chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi. Hứa Minh Tâm nhìn Bạch Thư Hân sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, cầm chặt tay cô ấy. Thư Hàn yêu thầm nhiều năm như vậy chắc trong lòng cũng đau khổ lắm. Chuyện tình cảm thì cô không thể phán định ai đúng ai sai.
chỉ mong rằng ba người họ có một kết thúc đẹp. Nhưng, hai lựa chọn một kết quả, ai sẽ là người đi tới cuối cùng? Một người là bạn thân thiết của cô, tuy chỉ mới quen trong trường đại học nhưng tình cảm lại cực kỳ sâu đậm. Một người khác là em gái chồng tương lai của cô, thời gian quen biết ngắn hơn nhưng tính tình Cố Yên cực kỳ sáng sủa và mạnh mẽ khiến con người ta cực kỳ khó quên, nhìn một lần đã nhớ kỹ. Hai người đều xuất sắc như thế, một người là đời sau của một tường tài, móc 65 người là con nhà Trâm Anh thể phi ít. Nếu cô là Lệ Nghiêm thì chắc cũng rất khó để lựa chọn. Hứa Minh Tâm cũng gặp phải khó khăn, cô không biết Minh nên bệnh ai và bỏ ai, chọn người nào thì cũng là sự tàn nhẫn với người còn lại, cô cũng không thể bảo đảm mình sẽ công bang Thư Hàn. Tớ cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ, tớ cũng thấy mông lung lầm. Hứa Minh Tâm thì thào nói, bấy giờ thì Lệ Nghiêm đã chạy tới lễ đường nhưng nơi đó đã không còn bóng người. Cả lễ đường đầy khách khứa hoa tươi, bây giờ chỉ còn mỗi mục sư đang dọn dẹp đồ đạc. Suy cho cùng ông ấy cũng là người ngoài. Ông ấy từng tham gia rất nhiều lễ cưới nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy làm chứng cho một lễ cưới đặc biệt thế này. Lệ Nghiêm nắm lấy cánh tay ông ấy hỏi, cô dâu đi đâu rồi? Cô dâu đã theo người nhà họ Cổ đi rồi, lúc đi cô ấy khóc đau lòng lam. Mục sư cũng cảm thấy không đáng cho Cố Yên, bẽ mặt trước bao nhiêu khách khứa thế này, lại còn là con gái nữa thì làm sao chấp nhận được. Chỉ trong nửa ngày, tin tức chủ rể bỏ chạy khỏi lễ cưới đã được lan ra khắp nơi. Lệ Nghiêm nghe thế thì tim lại bị bóp nghẹn, anh ta xoay người định rời đi, anh ta phải đến nhà họ Cố tìm Cố Yên. Anh ta muốn gặp được cô. Anh ta còn chưa đi xa thì đã bị mục sư gọi lại. Anh Lệ Nghiêm, tôi là người chứng hôn, hôm nay tôi đã tuyên đờ rồi nhưng anh lại phản bội lời thế, anh sẽ bị thượng để trách phạt. Lệ Nghiêm nghe ông ấy nói thì lập tức lảo đảo. Anh ta phản bội lời thề với thượng đến. Đúng là phải phạt. Lệ Nghiêm đi không quay đầu lại, anh ta đi tới nhà cũ nhà họ Cổ. Bảo vệ cửa nhìn thấy Lệ Nghiêm thì cực kỳ tức giận. Tôi muốn gặp Cố Yên, phiền toái chú vào thông báo cho cô ấy. Nhưng người ra tới không phải Cố Yên, mà là Cố Gia Huy. Gia Huy, bây giờ Cố Yên thế nào rồi? Anh ta nhìn Cố Gia Huy, vẻ mặt anh âm u như ác ma bước ra từ địa ngục. Cố Gia Huy đi tới, lười nói mấy người vô bổ nên nhanh chóng siết chặt tay và vung nằm đấm. Cú đấm đó rất mạnh, đánh vào mặt Thi Khóa miệng nhanh chóng chảy máu. Lệ Nghiêm im lặng chịu đựng nó, anh ta tay xoa xoa rồi lại nhìn máu tươi dính vào tay mình, hỏi, bây giờ Cố Yên đang ở đâu? Cố Gia Huy vẫn chẳng nói chẳng rằng, vung tay lên cho anh ta thêm một cú đấm khác. Thế nhưng lần này thì Lệ Nghiêm giữ nắm tay đó lại, anh GTA nhíu mày hỏi, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc bây giờ Cố Yên thế nào rồi, cho tôi gặp mặt cô ấy một lần rồi tôi để cậu đánh. Đánh đến khi nào cậu thấy đủ thì thôi, có đánh chết tôi cũng không đánh trả. Lệ Nghiêm, tôi xem cậu là anh em, giao cô em gái duy nhất của tôi cho cậu nhưng cậu đã làm những điều gì? Tại sao cậu bỏ rơi con bé trước mặt tất cả mọi người để con bé trở thành trò cười cho thiên hạ? Tôi rất muốn hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu đến bệnh viện có thể giúp được gì? Có thể vào trong người ư? Có thể lôi Bạch Thư Hân lại từ tay thần chất ư? Không có, Lệ Nghiêm vất vả nói ra ba chữ. Trong ảnh mất là vẻ áy náy không nói nên lời. Được, cậu chạy đến đó chẳng làm được tích sự gì, chỉ có ngồi chờ nhưng cậu lại con bé xuống vực sâu thăm không cách nào bò lên được. Cậu biết lo lắng cho em gái cậu, vậy thì cậu có biết không, trong lòng tôi yên cũng là tim là thịt, tôi cũng không nỡ để con bé chịu bất kỳ một uất ức tổn thương gù. Lệ Nghiêm, lần trước trên bán đảo tôi đã nói với cậu rồi, phải chăm sóc em ấy cho thật tốt nhưng bây giờ cậu lại làm gì trước mặt tôi. Cậu phụ lòng con bé. Tôi muốn được gặp mặt em ấy. Cậu tưởng là ông đây sẽ cho cậu đi vào chắc. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng đã bùng nổ. Anh không nói những lời vô nghĩa nữa mà chỉ vung nằm đấm lên. Mỗi một cú đều dùng rất nhiều. Lệ Nghiêm không né tránh thật. Cứ để mặc cho anh thích đánh thế nào thì đánh. Lúc này, có một giọng nói vang lên. Cố Gia Huy dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Cố Yên vừa mới bước ra. Tại sao em lại ra đây? Anh đã bảo lỗi cậu ba. Chúng tôi không thể giữ cô tư lại người giúp việc nơm nớp lo sợ nói. Cố Yên đã thay quần áo mặc bình thường, trên mặt là lớp trang điểm nhạt có thể che giấu đi ánh mắt sưng đỏ. Có thể thấy cô ấy đã khóc rất nhiều, hai sưng phồng lên, hoàn toàn không cách nào che giấu được. Cô ấy siết chặt nằm đấm nhìn rể của. Không đúng, từ khoảnh khắc anh ta xoay người bỏ đi thì đã không phải là chủ rể của cô rồi.
Anh à, anh biết tính em luôn độc lập và kiên cường nên anh cử để em tự giải quyết chuyện này đi, em có thể xử lý thật tốt, tin tưởng em. Cố Gia Huy nghe thế thì tức tối nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ làm ngược lại ý cô ấy. Thế thì giao lại cho em vậy. Cố Gia Huy nhìn chằm chằm Lệ Nghiêm mãi, anh cổ nén sự tức giận xoay người rời đi. Lệ Nghiêm đi tới nhìn đôi mắt sưng đỏ của Cố Yên và thầm tự trách bản thân mình. Yên, thật lòng xin lỗi. Ừm, em nhận, từ nay về sau em và anh có thể tự do cưới gả, không liên quan gì đến nhau nữa. Cố Yên hờ hững nói, thoải mái như nước chảy mây trôi. Những lời đó vang lên thật lâu và mắc kẹt ở đó cũng thật lâu. Từng câu từng chữ đều là đá lấy lửa nóng cháy nhất thiêu đốt tâm can. Nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ là thật ra nó đã lấy hết mọi can đảm cô ấy từng ấy mới đủ để dũng cảm giao sắc chặt đay như thế. Cô không cần rốt cuộc Lệ Nghiêm có tình cảm gì với cô và Bạch Thư Hân, cô sẽ tự bỏ trước, sẽ bỏ rơi anh ta trước. Sau này dù anh ta có hiểu ra thì cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa. Lệ Nghiêm nghe nói cô nói thì tim lại nhói lên, từng cơ cánh môi mỏng ấy mấp máy rồi lại không biết mình phải nói. Anh ta hiểu Cố Yên, nếu cô ấy không cam lòng thì chắc chắn sẽ không chấp nhận câu thật lòng xin lỗi đó, thế nhưng bây giờ cô ấy lại gật đầu đồng ý. Từ nay về sau em và anh tự do cưới gả, không can thiệp vào chuyện của nhau. Tất cả những chữ đều vào tim anh, đâm nó đau nhói. Yên cảm thấy mình đã nói hết những lời nói rồi, anh ta cũng không tỏ thái độ phản đối gì. Giữ im lặng xem như là đồng ý vậy. Cô ấy nói, giữa chúng ta cũng chẳng điều gì để nói nữa. Sau khi quay về em sẽ tự động xin chuyển công tác, anh cũng không cần phải lo lắng mình sẽ phải xấu hổ chạm mặt nhau. Lệ Nghiêm, chúng ta đến với nhau vui vẻ thì cũng thoải mái chia tay thôi, mong là tạm biệt cũng không khó khăn lắm. Bỏ đi, em và anh đừng tạm biệt nhau luôn cho rồi, sau này cứ xem như chưa từng chung đường là được. Cố Yên thản nhiên nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Không ngờ Lệ Nghiêm lại đi về phía trước nắm chặt lấy tay cô ấy, ngăn không cho cô ấy vào trong nhà. Cô ấy vùng vẫy nhưng không có tác dụng gì, bèn quay đầu nhìn lại, nhíu mày nhìn anh ta chằm chằm. Bác sĩ Lệ Nghiêm, bây giờ anh làm thế này là sao đây? Bác sĩ Lệ Nghiêm, cách gọi xa lạ của cô ấy khiến tim anh nhói đau. Những gì thiếu em thì anh nhất định sẽ trả lại. Anh định trả cái gì? Lấy cái gì để trả? Chính bản thân anh, cả đời. Cố Yên nghe anh nói thế thì tim lại bị bóp nghẹn. Nếu chuyện này vẫn chưa xảy ra thì chắc cô ấy sẽ cực kỳ vui mừng khi nghe thấy câu nói này, vui đến chết ngất. Thế nhưng tại sao bây giờ nghe những lời này lại khiến tim con người ta đau nhói thế này? Cô ấy thở hắt ra, nói, bác sĩ Lệ Nghiêm, anh không thể nhìn rõ được vấn đề giữa chúng ta ư? Vấn đề gì? Tại sao anh lại ngu ngốc như thế? Anh không nhận ra giữa chúng ta có một Bạch Thư Hân ư? Em ấy chỉ là em gái anh thôi. Em gái, Cố Yên lặp lại hai chữ đó và cảm thấy hết sức buồn cười, cũng đã bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngắn ngủn ấy đâm vào lòng Lệ Nghiêm, khiến tim anh ta đông cứng lại, hơi thở lạnh lẽo. Cố Yên lạnh lùng gạt tay anh ta ra, cô dùng hết sức nên lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bác sĩ Lệ Nghiêm, anh ngây ngô đến mức đó ư? Anh có chắc là anh dành cho cô ấy tình cảm vừa đủ cho người em gái không? Hai người có thể chấp nhận nổi một người ngoài như tôi không? Hai người không phải là anh em ruột, em gái anh lại thích anh, muốn giành lấy anh và cực kỳ căm ghét tôi, muốn chúng ta hãy chia tay, cô ấy đã cố gắng rất nhiều lần rồi. Tôi có nhịn được tất cả mọi thứ, tôi là bạn gái anh, tôi không thể chắp tay nhường anh đi dễ dàng như thế. Hơn nữa khoảng thời gian đó cô ấy vẫn là một người em gái, vẫn chưa biết rằng hai người không có mối quan hệ máu mủ. Bạch Thư Hân cũng đã muốn buông tay. Tôi lại không muốn chắp tay nhường, nhưng bây giờ hai người đã không còn là anh em ruột, tôi cũng chẳng muốn cố gắng vô ích nữa. Tôi chắp tay chúc phúc cho hai người, thế có được chưa? Không cần biết bọn anh có phải là anh em ruột hay không thì em ấy cũng sẽ mãi mãi là em gái anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Bố mẹ nuôi dưỡng anh rồi cuối cùng qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi cô em gái này, anh là chủ của một gia đình thì tất nhiên phải bảo vệ con bé. Bây giờ, anh còn biết anh không phải là con ruột. Thư Hàn chính là cốt nhục duy nhất của bố mẹ. Dù anh có chết cũng không thể để con bé xảy ra chuyện không may, bây giờ không chỉ là tình anh em mà còn có cả ơn nuôi dưỡng, công ơn anh phải trả lại cho bố mẹ nuôi. Nếu, Bạch Thư Hân muốn anh báo ơn thì sao? Chuyện đến nước này rồi thì tôi cũng không cần phải ngượng ngùng làm gì nữa,
Trước đó tôi đã nghĩ tất cả mọi cách che giấu sự thật để níu kéo lấy anh nhưng bây giờ. Ha ha, không cần thiết. Thật ra chúng ta không hề phát sinh quan hệ. Tôi và anh vẫn trong sạch từ đầu đến cuối. Không thể có chuyện đó được. Vậy lần trước. Lần trước anh đang ở trong nhà của Bạch Thư Hân. Chắc anh cũng có thể hiểu do. Cái gì? Những lời đó như tiếng chuông gõ thẳng vào đầu anh ta. Lệ Nghiêm giật mình đứng đó như trời trồng, đồng tử co rụt lại. Anh ta và Thư Hàn. Làm sao có chuyện đó được? Cố Yên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta thì cảm thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều. Những lời cần nói đều nói cả, cô ấy cũng không thiếu Bạch Thư Hân điều gì nữa. Đúng là khoảng thời gian này cô ấy đã cực kỳ ích kỷ, cô ấy không cần biết bọn họ đã quen biết và ở bên nhau bao nhiêu năm, cô ấy chỉ biết Lệ Nghiêm là bạn trai mình, là người chồng cô ấy sắp gả. Bọn họ cũng sắp kết hôn đến nơi rồi thì làm sao cô ấy để Bạch Thư Hân cướp đi người mình yêu được cơ chứ? Cô giờ thủ đoạn, cô dùng hết mọi mánh khóe, tất cả mọi thứ làm được cô đều làm cả rồi. Nhưng này có lẽ làm ác thì sẽ gặp quả báo, cũng xem như là đáng đời. Cô có thể tự gánh vác hết tất cả, cô không trách Lệ Nghiêm vứt bỏ mình. Từ nay về sau, bọn họ không thể đứng cùng nhau được nữa. Thấy Lệ Nghiêm cứ đứng đờ người ra mãi không kịp phản ứng. Cô ấy cũng không quan tâm tới nữa, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Vào đến nhà thì cô Gia Huy vẫn chờ ở ngoài cửa. Sắc mặt Cố Yên hơi tái nhợt, nói ra những lời đó luôn cần một sự can đảm rất lớn. Cô ấy cong môi cười nhìn về phía Cố Gia Huy, anh, em vẫn tốt đấy thôi mà. Cố Gia Huy không nói bất kỳ lời gì, chỉ lặng lặng đi tới ôm cô ấy vào lòng, xoa đầu của cô ấy. Yên đã làm rất tốt, em mãi mãi là niềm tự hào của anh ba. Em là niềm tự hào của anh thì Hứa Minh Tâm là cái gì? Cô vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo, Cố Gia Huy không biết cô ấy đang gắng gượng cười vui, hay là buông xuống thật. Thế nhưng cô ấy thế này cũng khiến cho người ta yên tâm. Cô ấy hả, cô ấy là một rổ trứng, anh phải bảo vệ cô ấy cả đời. Anh không bảo vệ em ư? Anh biết em sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này và tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình, sẽ có người thay anh chăm sóc em. Nhớ đâu không có thì sao? Không đâu, chắc chắn sẽ có, anh sẽ tìm cho em một người đàn ông xuất sắc hơn nữa để yêu thương em. Sao anh nữ nhẫn tâm khiến cô Yên cô đơn suốt quãng đời còn lại được? Cố Yên nghe vậy thì cười cười và gật đầu thật mạnh. Thế nhưng lòng cô ấy lại biết rõ quên đi đoạn tình cảm này chắc nói dễ hơn làm. Từ tình đầu ngây ngó đến ca quãng thời gian dài theo đuổi, con đường đó có bao nhiêu cay đắng và gian nan cô ấy đều có thể chấp nhận được. Cô ấy tưởng rằng ở bên cạnh anh chính là lời tỏ tình lớn nhất, đủ để xua đi mây mờ chờ trăng tỏ, nhưng bây giờ. Sự thật đã vả vào mặt cô ấy thật đau, đau đến mức cả người đầy vết thương. Lệ Nghiêm, đứng yên ngoài cửa thật lâu, lâu đến mức mặt trời xuống núi, bóng đêm dần dần bao phủ mảnh đất này. Đêm đông rét lạnh căm căm. Gió lạnh vô tình thổi vào người khiến đầu óc anh ta trở nên bình tĩnh lại. Anh ta cần nghe chính miệng Bạch Thư Hân nói với mình thì mới quyết định được. Anh ta đã gây ra tội không cách nào tha thứ được, anh ta đã làm tổn thương hai người con gái. Bây giờ anh ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Năm tay bất giác siết lại thật chặt, anh ta dùng rất nhiều sức, móng tay đầm sâu vào da thịt, đau thấu tim gan. Anh ta nhìn ảnh đèn trước nhà họ Cổ với ánh mắt sâu thăm tham. Lệ Nghiêm về tới bệnh viện, cả người đã đông lạnh như băng. Bạch Tùng Dương đã giải quyết xong chuyện khách khứa bèn vội vàng chạy tới. Biết được Bạch Thư Hân không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông ấy nhìn thấy Lệ Nghiêm trở về thì đi tới quát, Lệ Nghiêm, nghe lệnh. Lệ Nghiêm nghe vậy thì cả người thẳng tắp, nói, Nguyễn Doanh có mặt. Cháu đã biết mình sai ở đâu chưa? Lệ Nghiêm biết sai. Hôm nay cháu không chỉ làm tổn thương tình cảm của hai nhà, nghiêm trọng hơn là mất hết mặt mũi nhà họ Cố, làm cho nhà họ Bạch trở thành loại bất nhân bất nghĩa, hơn hết là phụ lòng Cố Yên. Lệ Nghiêm sai rồi, sau chuyện này cháu sẽ tự giác nhận trừng phạt, cũng sẽ cho mọi người một câu trả lời. Cháu sẽ xử lý chuyện này, cho chú một câu trả lời hài lòng. Câu trả lời nào cho chú? Là cho nhà họ Cố, là cho Cố Yên. Nếu như cháu là con trai chú, bây giờ chú chỉ hận không thể bắn một phát súng giết chết cháu. Nếu chú thi hành quân lệnh, vậy thì chú sẽ phạm lỗi bất kính với anh cả và chị dâu, dù sao cháu cũng là vì Thư Hàn. Nhưng... cháu bất nhân bất nghĩa, quả thực đáng hận. Lệ Nghiêm nghe thấy lời này, tim giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp mạnh, đau không thở nổi.
bất nhân bất nghĩa. Đúng vậy, anh ta đúng là bất nhân bất nghĩa, là tên súc sinh. Phụ lòng Cố Yên, cũng có lỗi với Bạch Thư Hân. Anh ta làm sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy? Mẹ Bạch không nỡ nhìn, tiến lên khuyên can, thôi được rồi, thằng bé đã biết lỗi rồi, chuyện cũng không cách nào vãn hồi được nữa, ông còn nói chuyện này để làm gì chứ? Nó cũng mệt mỏi cả ngày rồi, để nó vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Ông cùng tôi về nhà trước đã, dù sao chúng ta ở đây cũng không giúp được gì. Mẹ Bạch rất sợ Bạch Tùng Dương giận quá mất khôn, làm Lệ Nghiêm bị thương, cho nên vội vàng kéo Bạch Tùng Dương đi. Lệ Nghiêm nặng nề đẩy cửa phòng bệnh, thấy Bạch Thư Hân vẫn còn hôn mê, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không rõ cụ thể là gì. Hứa Minh Tâm vẫn luôn túc trực bên giường trông nom, thấy anh đến, nói, bác sĩ có đến thăm một lần, nói sức khỏe cô ấy đã ổn định, không có gì đáng ngại, chắc sáng mai là có thể tỉnh lại. Cô về đi, tôi ở đây chăm sóc cô ấy được rồi. Ừ, ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng phải đi về xem thế nào. Ngày mai lại đến thăm Thư Hàn sau. Hứa Minh Tâm gật gật đầu nói, thật ra thì cô còn muốn hỏi anh ta đã tìm được Yên chưa? Nói chuyện tử tế với cô ấy chưa? Nhưng suy nghĩ một chút, giờ phút quan trọng này vẫn khoan hãy nói nhiều đau lòng. Hứa Minh Tâm xoay người rời đi, đóng kỹ cửa phòng. Cô khẽ thở dài một cái, sau đó bước đi. Cô đi xuống lầu, vừa ra khỏi cửa liền thấy chiếc xe quen thuộc. Cố Gia Huy đứng ở trước cửa xe, ở bên kia đường. Cô vội vàng đi qua, Cố Gia Huy ôm cô vào lòng. Cô có thể cảm nhận được bi thương nhàn nhạt trên người anh. Giờ phút này, hẳn anh rất nhạy cảm. Sao anh lại đến đây, Yên đâu? Yên ở nhà cũ họ Cố, anh thấy Lệ Nghiêm trở lại, nghĩ em cũng muốn về nhà, nên anh đi theo, đến đón em về. Anh cũng muốn lên đó, nhưng lại không đủ can đảm. Cậu ta dù sao cũng là anh em của anh, nằm trong đó là em gái cậu ta. Tai bay vạ gió, làm trở ngại hôn lễ này, cũng để cho Yên nhận ra chân tướng, anh cũng hết cách. Cho dù trong lòng anh oán hận như thế nào đi nữa, anh cũng không thể đánh chết Lệ Nghiêm, chỉ có thể nhịn. Vậy sau này, anh và anh ta, còn có thể làm bạn không? Không biết nữa, anh không muốn mất anh em, nhưng cũng không muốn làm khó em gái của mình. Cậu ta đối xử với Cố Yên như vậy, đúng là quá đáng. Anh bớt giận một chút. Bác sĩ Lệ Nghiêm cũng là do quan tâm em gái nên mới nóng ruột thôi, quan tâm sẽ bị loạn mà. Chờ chuyện này qua đi, mọi người tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ có thể giải quyết. Anh cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, bây giờ em cảm thấy hai chúng ta giống như nhân bánh mì vậy. Anh bị kẹp giữa bác sĩ Lệ Nghiêm và Cố Yên, em thì bị kẹp giữa Thư Hàn và Yên, giúp ai cũng có lý cả, em cũng rất khổ tâm. Nhìn Thư Hàn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, em chỉ thấy khổ sở. Nhớ đến hôn lễ giang dở hôm nay của Cố Yên hôm nay, trước mặt bao nhiêu người ở đó, bác sĩ Lệ Nghiêm từ hôn, em thật sự khó chịu. Em cũng không biết nếu em đứng về phía bên kia, thì có tỏ ra hợp tình hợp lý hơn không? Hứa Minh Tâm vạn phần khổ não nói. Muốn giúp cả hai người, nhưng mà bác sĩ Lệ Nghiêm thì chỉ có một thôi. Cô bé ngốc, chuyện của người khác mà em lại buồn như vậy là sao? Chúng ta không giúp ai cả, để tự bọn họ giải quyết. Bất kể Lệ Nghiêm lựa chọn ai, anh cũng sẽ tôn trọng, nhưng vết sẹo này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ta, nhưng mà lựa chọn ai, bây giờ vẫn còn ầm ĩ chưa ngã ngũ, giống như vết sẹo không thể cạo sạch được. Hứa Minh Tâm cũng có chút cảm khái nói. Cô cũng không khỏi vui mừng, may mà tình cảm của Cố Gia Huy rất rõ ràng, chỉ xác định duy nhất cô mà thôi. Anh cũng thương yêu Cố Yên, nhưng vẫn có chút ngăn cách. Không đến mức điên cuồng. Anh rất lý trí, quen biết rõ tình cảm của mình, vậy là được rồi. Về nhà đi, mệt nhọc cả ngày rồi. Ừ. Hứa Minh Tâm gật đầu một cái, theo anh lên xe, Cố Gia Huy, anh nói đi. Hôm chúng ta kết hôn, chắc sẽ không xuất hiện nhiều sự cố như vậy chứ. Bị bọn họ náo loạn lần này, em đâm ra sợ hãi đối với kết hôn. Trước đây khi tham gia hôn lễ của Hứa An Kỳ cùng Cố Tử Vị, em suýt mất mạng. Bây giờ tham gia hôn lễ Cố Yên, cưới hỏi không xong, chú rể còn bỏ chạy. Trời ơi, bộ vía em nặng vậy sao? Chẳng lẽ em chính là cô nan trong truyền thuyết, đi tới đâu nơi đó xảy ra chuyện? Có phải tại em mang vận rủi tới, ảnh hưởng đến họ, cho nên mới? Hứa Minh Tâm đang miên man suy nghĩ, Cố Gia Huy không khách sáo cốc đầu cô một cái. Đau! Hứa Minh Tâm che đầu,
tràn đầy oán niệm nhìn anh. Đừng có suy nghĩ bậy bạ, chuyện này làm sao có thể trách em được. Em đấy, cái đầu này vốn không lớn, sức chứa của não có hạn, em có thể dành thời giờ quan tâm anh, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện ngổn ngang kia hay không. Nhớ đến anh làm gì? Không phải anh rất ổn sao? Không ổn, anh không hề ổn chút nào hết. Cố Gia Huy nắm chặt tay nhỏ bé của cô mới cảm nhận được lòng bàn tay Cố Gia Huy lạnh như băng, thấm ra mồ hôi lạnh. Chẳng qua chỉ có bề ngoài của anh là tỏ ra táo, trong lòng. Thật ra đã dối như tơ vò. Xảy ra như vậy chuyện, một người là bạn tốt, một người là em gái, trong lòng anh đương nhiên khổ sở vô cùng. Nhưng mà anh là đàn ông, không giống Hứa Minh Tâm có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, khóc một chút, đau một chút là được rồi. Cảm xúc của đàn ông kín đáo, luôn giấu trong lòng, rất nhiều lúc như bị nghẹn ở cổ họng, khó mà nói ra được. Hứa Minh Tâm thoáng chốc hiểu ra nói, xin lỗi anh. Đúng là em đã không để ý đến anh. Không có sao, trở về nhà đền cho anh là được rồi. Cố Gia Huy trên đường đều nắm chặt tay cô, không hề buông ra. Trở lại nhà cũ, ông cụ đang ngồi trên ghế salon rên rỉ than thở, chú An đứng bên cạnh yên lặng không tiếng động. Cô vừa đi vào, cũng cảm giác được bầu không khí nặng nề trong nhà. Cố Yên đâu rồi à? Cô thận trọng hỏi. Yên đã nghỉ ngơi, tôi sợ cô ấy không ngủ ngon, đặc biệt nấu chè mát an thần cho cô ấy, để cho cô ấy uống, thấy cô ấy ngủ rồi mới xuống. Ông cụ trầm giọng nói, thời gian này, hai đứa hãy về nhà này ở đi, làm bạn với Yên một thời gian. Dạ, bác trai, trễ lắm rồi, bác cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ông cụ chống gậy, thân hình lảo đảo rời đi. Cô gọi chú An lại, bảo chú cho ông cụ uống chè mát kia rồi hãy đi ngủ. Chắc là, tối nay mọi người đều khó ngủ. Hứa Minh Tâm tắm xong rất nhanh, Cố Gia Huy còn đang xử lý một vài công việc. Cô tắm xong đi ra, nghe thấy anh còn đang họp online, trong cuộc họp anh mắng mỏ cấp dưới ở bên kia Livestream tối tăm mặt mũi. Đã trễ thế này, anh chỉ là muốn tìm người chút lửa giận mà thôi. Đối với mình, anh không nói ra miệng, chỉ có thể mượn người khác chút giận. Hứa Minh Tâm lặng yên không tiếng động đóng cửa lại. Đợi ở phòng vệ sinh, chờ anh tắt laptop rồi mới đi ra ngoài. Anh xong việc rồi à? Cô biết còn hỏi. Cố Gia Huy gật đầu một cái, day nhẹ huyệt thái dương. Hứa Minh Tâm rất ngoan ngoãn tiến lên, giúp anh xoa bóp bả vai. Hôm nay anh cực khổ rồi. Anh cầm tay cô, kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt. Cô vừa mới tắm xong, trên người có mùi thơm sữa tắm thoang thoảng, hỗn hợp mùi hương trên người cô ngấm vào tận từng lỗ chân lông. Khiến anh muốn ngừng cũng không được. Nghe rất an tâm. Cô rất mềm mại, rất vừa vặn vòng ôm của anh. Chỉ ôm như vậy, anh cảm thấy thế giới đã bình yên đến mấy phần. Hứa Minh Tâm thấy anh như vậy, cũng hơi đau lòng. Hai tay ôm cổ anh, cô nói, anh này, chúng ta cũng nhìn thoáng một chút có được hay không? Bác sĩ Lệ Nghiêm cùng Yên đều là người có lý trí, nhất định có thể xử lý thỏa đáng chuyện này. Nếu như Yên thật sự chia tay với bác sĩ Lệ Nghiêm, vậy thì anh tìm cho Yên mấy thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhất định Yên sẽ tìm được người chồng như ý. Ừ, cho nên anh đừng tức giận nữa, có được hay không? Mấy cô bạn em nói, lúc nói tức giận, phải nhìn những thứ xinh đẹp nhiều một chút, anh nhìn em đi được không? Cố Gia Huy nghe thấy lời tự sướng này, không nhịn được khóe miệng cong lên. Hứa Minh Tâm thấy anh cười, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một giây kế tiếp. Cố Gia Huy sấn người đến, đôi môi mỏng hạ chính xác xuống, ngậm lấy đôi môi căng mọng mời gọi của cô. Công thành chiếm đất, căn bản không cho cô nửa cơ hội thở dốc. Anh đang cần chỗ xả, cho nên nụ hôn này dữ dội hơn bình thường nhiều, cũng khiến cô hơi đau đớn. Nhưng cô chịu đựng, tích cực đáp lại dù vụng về. Hai người vốn đang trên ghế salon, bất chi bất giác lăn xuống giường. Hứa Minh Tâm vơ chăn trùm lên hai người. Ở trong bóng tối. Ôm chặt lấy Cố Gia Huy. Cố Gia Huy hôn sâu một phen, thở hổn hển buông cô ra, song vẫn quyến luyến không thôi. Anh khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cố nhịn, buông thân thể mềm mại của cô ra. Còn cô, cũng cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy có chút không thoải mái. Cô không nhịn được run lên một cái, cả người giãy giụa, bị anh kịp thời ngăn lại. Em đừng giãy nữa, nếu không anh ăn sạch em đấy. Anh cứ ăn. Dù sao em cũng cam tâm tình nguyện. Hứa Minh Tâm cười nói, anh bây giờ không có lý trí,
cho dù thật sự rất muốn em, cũng sẽ không lợi dụng lúc tâm trạng không ổn định mà làm bừa, anh không muốn làm em bị thương. Cố Gia Huy, sao anh lắm nguyên tắc thế? Cũng không phải muốn thì làm sao? Sao đến mức này rồi mà anh còn cái này không được, cái kia không xong? Cố Gia Huy nghe như vậy, đầu muốn đổ mồ hôi. Hắn, đây là bị khinh thị à? Anh cau mày, xoay mình đè cô gái bé nhỏ xuống dưới, nói, em nói cái gì? Anh thật có thể chứ? Hay anh thật sự có bệnh kín nên? Không được, nếu không sao anh có thể nhịn được lâu như vậy? Em, anh bị nghi ngờ sao? Cố Gia Huy vốn đang trong tâm trạng không tốt, lại bị kích thích một chút, đương nhiên càng khó khống chế mình. Hứa Minh Tâm cảm nhận được động tác của anh, toàn thân căng thẳng, trong lòng khẩn trương muốn chết, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng cuối cùng, ôi, Cố Gia Huy từ trên giường lăn xuống, đau đớn hít sâu một hơi, thống khổ co rút người. Hứa Minh Tâm mặc quần áo tử tế, từ giường đứng lên, nhìn dáng vẻ anh đau đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, cô sợ hãi không thôi. Em xin lỗi, em không ngờ sẽ đau như vậy. Em chỉ là, theo bản năng đá anh ra, không ngờ. Hứa Minh Tâm không ngờ sẽ đau như vậy, anh chẳng qua chỉ thoáng lấy tay thăm dò một chút, cô đã đau đến toàn thân run rẩy, không chút do dự, một cước đạp bay anh. Thần kinh Cố Gia Huy vốn cũng căng thẳng, đường đường một ông chủ lớn, vậy mà lại phấn khích như thanh niên mới lớn. Anh cũng muốn buông thà một lần, dạy cô bé này một buổi giáo dục giới tính. Nhưng không ngờ. Cô vừa xoay người lại liền tặng anh một cú đá ngược, suýt chút nữa. Cái mạng của anh cũng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Minh Tâm đáng thương ba ba nhìn anh, cô không biết rốt cuộc đau đến cỡ nào, nhưng xem trên internet thì hình như đúng là đau tưởng chết. Cô giống như là đứa trẻ phạm sai lầm, nhảy xuống giường quỳ xuống trước mặt anh. May mà trên đất có thảm, cũng may áo ngủ mùa đông đủ dày, một chút cũng không đau. Cô chỉ thiếu chút nữa dập đầu cầu xin anh tha thứ. Sau này em sẽ không nói chuyện kích động anh nữa, em biết lỗi rồi. Anh à, anh rộng lượng đừng chấp nhặt em nha. Anh tha cho em nha, nha nha. Hu hu. Cố Gia Huy đầu đầy mồ hôi lạnh, hôm nay không phải là một ngày tốt, đụng đâu cũng có chuyện. Vừa rồi, em muốn giết anh sao? Anh cắn răng nói, vẫn còn đau dữ dội. Không có. Hứa Minh Tâm vội vàng khoát tay. Em không ngờ sẽ đau như vậy, cho nên nhất thời tình thế cấp bách em mới. Em cũng không ngờ em đã phải chính xác đến thế, thành thật xin lỗi. Nếu em ra chân nặng hơn một chút, chắc anh có bệnh kín thật đấy. Anh hít sâu một hơi, từ dưới đất dáng bò dậy, ngồi ở trên giường. Nhưng mà Hứa Minh Tâm còn quỳ trên đất, không dám đứng lên, hai tay nắm lỗ tai. Biết lỗi rồi sao? Cố Gia Huy hòa hoãn lại, nhìn cô dáng vẻ đáng thương. Cũng không nỡ giận cô. Làm thế nào được, vợ bé nhỏ mình nâng niu trong tay, phạm sai lầm cũng do mình chiều hư, chỉ có thể tự làm tự chịu. Vâng vâng. Hứa Minh Tâm ôm đầu gật lia lịa, giống như gà con mổ thóc. Anh đỡ hơn chút nào chưa? Vừa rồi anh dọa em sợ chết khiếp, có phải rất đau hay không? Cô yếu ớt hỏi. Em nghĩ sao? Muốn em giúp anh xoa bóp không? À không không không, em nói sai rồi. Muốn em xoa bóp vai gáy chân tay cho anh chuộc lỗi không? Hứa Minh Tâm ý thức được mình nói ra mấy lời rất lưu manh, liền vội vàng sửa miệng, ân cần vô cùng. Anh không sao, đỡ hơn nhiều rồi, anh đi tắm trước, em ngoan ngoãn ở trên giường chờ anh. Sau này, em còn dám nói anh muốn em nữa không? Không đâu, không đâu. Cô làm sao biết đau như vậy, trên internet không phải nói cảm giác sung sướng muốn bay lên tận trời sao? Lẽ ra phải đắm chìm tận hưởng. Cực khoái thăng thiên mới đúng. Nhưng mà mới vừa rồi, thật là rất đau, giống như bị xé đôi người ra, đau đến nỗi cô muốn khóc thét. Bây giờ anh không muốn em, nhưng mà đến khi em đủ 20 tuổi, em không cho anh cũng không được. Hả? Hả cái gì mà hả? Ngoan ngoãn nằm xuống, quay mặt vào tường, tự kiểm điểm. Cố Gia Huy không vui nói. Anh cần phải vào phòng vệ sinh. Hứa Minh Tâm nằm sấp ở trên giường. Suy nghĩ bay thật xa. Vừa nãy, nhớ lại còn thấy xấu hổ, lòng cô vốn đầy mong đợi, nhưng bây giờ tất cả mong đợi đều tắt lịm cả. Cô lại không khỏi hy vọng Cố Gia Huy thật sự có bệnh kín, chỉ như vậy cô mới có thể giả mù giả điếc cầm cự cả đời. Hứa Minh Tâm không đợi được Cố Gia Huy đi tắm ra,
ngủ quên lúc nào không biết. Cố Gia Huy tắm xong đi ra, thấy cô nhỏ bé trên giường đã cuộn tròn trong chăn, giống như là một con mèo nhỏ ngây thơ. Cánh mũi cô run run, thở ra hơi thở đều đặn. Lòng anh lập tức mềm mại, rón rén bò lên giường, ôm chặt cô vào lòng. Cô có lẽ là cảm nhận được, không có phản kháng, ngược lại còn thuận theo rúc sâu vào lòng anh, sưởi hơi ấm của anh. Cố Gia Huy ôm cô, hài lòng, thật giống như ôm cả thế giới. Sáng sớm hôm sau, ở bệnh viện, Bạch Thư Hân đầu nhức như sắp nứt ra, lúc này mới tỉnh lại, cảm thấy cả người đều đau, khó mà thở được. Cô khát nước, muốn uống ly nước, nhưng cô mới vừa nhúc nhích, liền làm Lễ Nghiêm bên cạnh thức dậy. Anh đang ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, giấc ngủ không sâu, vừa cảm thấy động tĩnh lập tức mở mắt. Anh thấy Bạch Thư Hân tỉnh lại, tảng đá treo lòng cũng cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Thấy cô tỉnh lại, mới coi như hoàn toàn an tâm. Anh nhấn chuông gọi, để bác sĩ đến kiểm tra, thật ra thì anh cũng có thể nhìn ra, nhưng dẫu sao anh không mang đồ nghề theo, để bảo đảm không sơ sót chỗ nào, vẫn nên để cho bác sĩ quan sát một phen. Bạch Thư Hân cũng không đáng ngại, ở bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, là có thể xuất viện. Nguyên, Lệ Nghiêm. Đợi sau khi tất cả rời đi, cô lẩm bẩm tên anh, cô cũng coi như thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, còn có thể gặp lại anh, thật là quá hạnh phúc. Cô dựa vào ngực Lệ Nghiêm, ôm anh thật chặt. Cả người Lệ Nghiêm cứng ngắc, hai tay không biết nên để ở đâu. Anh nên đối xử với Bạch Thư Hân như thế nào? Rốt cuộc là em gái, hay là người dưng? Anh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng êm ái vỗ vỗ vào sau lưng cô, nhẹ giọng nói, Thư Hàn đừng phải sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em. Em còn tưởng rằng em không bao giờ gặp lại anh nữa. Búp bê sứ của em đâu? Em đã làm vất vả như thế, em chỉ muốn tặng cho anh, nó ở đâu rồi? Vỡ rồi. Cái gì? Bạch Thư Hân có chút đau lòng, cô làm rất lâu, không biết thất bại bao nhiêu lần, thật xin lỗi. Em không thể tham dự hôn lễ của anh, em hôn mê bao lâu rồi, sao anh lại ở chỗ em? Yên tả, chị dâu đâu? Hôn lễ của anh và Cố Yên đã hủy bỏ, nghe thấy em xảy ra chuyện, anh lập tức chạy đến. Lễ Nghiêm không giấu giếm. Bạch Thư Hân nghe nói vậy, có chút khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Lễ Nghiêm. Anh bỏ hôn lễ chạy ra ngoài, điều này chứng tỏ cái gì? Trong lòng Lễ Nghiêm có mình, nghe thấy mình gặp nguy hiểm, ngay cả hôn lễ cũng không đoái hoài đến, hộc tốc chạy đến, chẳng lẽ cái này còn không thể chứng minh được sao? Cho nên, anh và Cố Yên không có kết hôn, anh vẫn còn độc thân. Đúng vậy. Vậy thì tốt, em cũng cho là Cố Yên không thích hợp với anh hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn. Bạch Thư Hân thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không kết hôn, vậy thì cô còn có cơ hội. Cô sẽ không bỏ qua, hai người họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô yêu anh sâu đậm nhiều năm như vậy, cũng phải có một kết quả. Cô chuẩn bị bày tỏ tình cảm của mình, không ngờ Lễ Nghiêm mở miệng trước. Thư Hàn, em đối với anh, là tình yêu nam nữ, không phải tình cảm anh trai em gái, đúng không? Anh biết rồi sao? Rất nhiều người còn nhìn rõ hơn anh, nhưng mà anh lại giống như kẻ ngu, không nhận ra được tình cảm của em dành cho anh. Anh vẫn luôn cho rằng em bị bệnh tâm lý, nhưng không ngờ tất cả đều là thật. Lễ Nghiêm khổ sở cười một tiếng, nếu như anh nhận rõ sớm một chút, có lẽ cũng sẽ không rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan bây giờ. Ừ, em thích anh rất nhiều năm, không phải tình cảm anh em, mà là tình yêu nam nữ. Nếu anh đã vạch trần, cô cũng không cần phải giấu giếm. Cô lấy can đảm, siết chặt bàn tay nhỏ bé, lớn tiếng nói ra, từng chữ vang vang mạnh mẽ. Lễ Nghiêm nghe vậy, khóe miệng có chút khổ sở. Thì ra, là thật. Cô ấy thích mình, em gái. Thích anh. Anh, em là người thích hợp với anh nhất, Cố Yên. Cô ấy không thích hợp. Cô vội vàng nói, cơ hồ móc cả trái tim, trực tiếp bày ra trước mặt Lễ Nghiêm. Cô ấy chính là tốt nhất. Nếu như cô ấy không thích hợp với anh, vậy thì toàn thế giới sẽ không tìm được người thứ hai thích hợp nữa. Lễ Nghiêm nói dằn từng chữ. Bạch Thư Hân nghe nói như vậy, tim hung hăng đau nhói, vội la lên, làm sao biết chứ? Anh và cô ấy mới quen biết bao lâu đâu, tại sao lại thích hợp nhất với anh được? Cố Yên mạnh mẽ, làm việc có chủ kiến, người đàn bà như vậy, làm sao anh thích được? Rõ ràng anh thích con gái trong sáng rạng rỡ, chẳng lẽ không đúng sao? Đó là ý nghĩ trước kia, khi đó anh có một em gái ngây thơ hồn nhiên,
anh thích nhìn con bé cười ngọt ngào, thấy nó sống cuộc sống không buồn không lo. Cho nên khi chú muốn sắp xếp chuyện học đại học cho nó, anh mới liều mạng ngăn lại, chỉ hy vọng con bé không phải đương đầu với những công việc nguy hiểm này, có thể sống cuộc sống mình muốn. Bạch Thư Hân nghe, cổ họng nghẹn lại. Cô em gái này chính là cô. Anh cũng nhớ trước đây anh nâng niu cô từng ly từng tí không phải sao? Chẳng lẽ cái này còn không sánh bằng Cố Yên à? Lệ Nghiêm tiếp tục nói, lúc đó anh suy nghĩ, nếu muốn tìm người yêu, nhất định phải giống như em gái anh, không cần phải hiểu biết quá nhiều, sẽ cười sẽ đùa với anh, để cho anh bảo vệ cô ấy là được rồi. Suy nghĩ một chút, đó chính là cảm giác thành công tiêu biểu của chủ nghĩa đàn ông. Nhưng sau đó, anh gặp Cố Yên, cô ấy đúng là rất mạnh mẽ, rất có chủ kiến, rất khó khống chế. Cô ấy như một hạt tiêu nhỏ, cay nồng như thu hút, thích màu sắc tươi đẹp, làm việc sôi động, quả quyết nhanh nhẹn, chưa bao giờ lùi bước trước gian khổ. Về điểm này, cực kỳ giống Cố Gia Huy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy học sau anh hai khóa, là sinh viên mới năm thứ nhất đại học. Lúc anh gặp cô ấy, liền không nhịn được nghĩ đến em, nếu như em lên đại học, cũng sẽ có dáng vẻ tươi đẹp như vậy. Anh cho rằng cô ấy sẽ luôn như vậy, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, trước mặt anh cô ấy rất hướng nội, trở nên khôn khéo, biết cách làm người hài lòng, thích hỏi ý kiến anh, luôn gọi anh là đàn anh này nọ. Sau đó anh thi đậu nghiên cứu sinh quân y quân khu, lúc chưa tốt nghiệp cô ấy cũng theo anh, thật ra là cô ấy học nhảy lớp. Cô ấy chỉ cần 3 năm, là học đủ tín chỉ bác sĩ, bảo muốn sớm tốt nghiệp, để cùng đi nghiên cứu sinh với anh. Lúc ấy anh còn cười cô ấy, bác sĩ chuyên nghiệp thì không cách nào vội vàng được. Rất nhiều kiến thức trong lớp rất hữu dụng, không phải chỉ dùng lý luận lấp đầy là có thể học được. Lúc ấy cô ấy đứng trước mặt anh, cười nói không sao hết, sẽ có anh dạy cô ấy những điều đó. Sau đó, đúng là anh đã dạy cô ấy. Cô ấy và anh tốt nghiệp cùng nhau, nhận nhiệm sở cùng nhau. Cô ấy là con gái, nhưng lại sinh hoạt trong quân đội, nơi chỉ toàn có đàn ông. Cô rất biết cách làm cho người thích, trong quân đội rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô cũng không nhận lời ai. Cô ấy cũng chưa từng nói là thích anh, muốn quen anh, ở bên anh hay gì hết. Thật ra thì từ lâu anh đã biết tâm ý của cô ấy đối với anh, chẳng qua khi đó anh một lòng lo cho sự nghiệp, cũng không nghĩ quá nhiều. Cô ấy chưa bao giờ ép anh, từ hạt tiêu nhỏ cứng rắn biến thành hoa hồng trắng khôn khéo, là ánh trăng chưa bao giờ biến mất sau lưng anh. Thư Hàn, em và anh là hai anh em. Cho dù không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, đối với anh, em cũng chỉ là em gái. Em có biết không? Lệ Nghiêm nhớ lại mình và Cố Yên đã cùng nhau trải qua mấy năm nay, rất khổ cực, cũng rất gian khổ. Nhưng cô chưa bao giờ rời khỏi mình, cũng không tố khổ, yên lặng bầu bạn. Ngày dài tháng rộng, nương tựa lẫn nhau, đây mới là suy nghĩ trong lòng anh bây giờ. Lúc còn trẻ trung ấu trĩ, muốn tìm một cô bé vui vẻ náo nhiệt. Bây giờ trưởng thành rồi, mới biết cái gì là thích hợp mình. Thư Hàn 21 tuổi, Yên 26 tuổi. Cố Yên lúc 21 tuổi, cùng Bạch Thư Hân giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ, cô 26 tuổi, đã trầm lặng đi rất nhiều. Anh thích dáng vẻ trầm tĩnh của cô, cũng yêu tinh thần phấn chấn bồng bột của cô. Lệ Nghiêm nghĩ đến Cố Yên, khóe miệng nhoẻn cười, cuối cùng nụ cười từ từ trở nên khổ sở. Anh nhìn về phía Bạch Thư Hân. Cô vẫn không kịp phản ứng, ngây người như phỗng. Cô níu lấy ống tay áo của anh, nói, cái gì gọi là? Chẳng qua chỉ là em gái, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Có phải anh lầm hay không, thật ra thì trong lòng anh cũng có em, chẳng qua là chính anh không biết mà thôi. Nếu không, tại sao anh lại bỏ hôn lễ mà đi? Bởi vì trách nhiệm, anh muốn làm tròn nghĩa vụ với em, thâm căn cố đế suốt 21 năm. Cho nên trong lúc nhất thời anh không cách nào dứt bỏ em, mặc kệ không để ý em. Đối với Cố Yên, anh nợ cô ấy, từ từ anh sẽ bù đắp cho cô ấy, nhưng anh muốn xác định tình cảm giữa em và anh trước đã. Em không cần anh làm tròn nghĩa vụ với em cũng không thích anh chỉ là anh trai em, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm nhiều năm như vậy, tại sao? Tại sao lại thua Cố Yên? Tại sao? Anh xem em là em gái. Nhưng anh xem cô ấy là người phụ nữ của mình. Đây chính là câu trả lời. Trước kia anh thương em, bảo vệ em, bởi vì sau khi ba mẹ qua đời, anh chỉ có em, anh phải đối xử tốt gấp bội lần với em, mới có thể đền bù tiếc nuối ba mẹ bỏ đi. Bây giờ, anh thương em bảo vệ em, là bởi vì báo đáp ân tình ba mẹ, bọn họ dưỡng dục anh thành người, không để anh chết đầu đường xó chợ.
Cho nên, anh càng không thể để cho em xảy ra chuyện gì, em là huyết mạch duy nhất của ba mẹ, dù anh chết đi, cũng không thể để em xảy ra chuyện. Anh thương em còn hơn so với tính mạng của mình, vậy mà anh lại nói với em. Người anh thích là Cố Yên, không phải em. Sao, làm sao có thể, nhất định là sai rồi. Lệ Nghiêm, anh nhìn em thật kỹ đi, sở dĩ anh cảm thấy hứng thú với Cố Yên, là bởi vì cô ấy giống như em, tính cách giống em, cho nên anh mới có thể cảm thấy hứng thú đối với cô ấy. Người anh yêu từ lâu hẳn là em, chứ không phải cô ấy. Bạch Thư Hân không chịu từ bỏ ý định, chặt chẽ níu tay Lệ Nghiêm, dùng sức như vậy, giống như là níu lấy cả thế giới, không muốn để cho anh rời đi. Lệ Nghiêm nhìn cô lệ rơi như mưa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng âm ỉ đau. Thư Hàn, trước kia đúng là anh quá hồ đồ, đối với chuyện tình cảm, anh không phân giới tuyến rõ ràng. Cho dù bây giờ anh biết, em không phải em gái ruột của anh, bắt anh lựa chọn giữa em và Cố Yên, anh vẫn sẽ lựa chọn Cố Yên. Tại sao? Nhất định là do suy nghĩ của anh quá bảo thủ, thâm căn cố đế, cho nên mới ra nông nỗi này. Lệ Nghiêm, chúng ta nhiều năm như vậy, anh cưng chiều em, yêu tôi suốt 21 năm, bây giờ anh muốn tước đoạt hết thảy những thứ này, em không cho phép. Anh không có tước đoạt, em vẫn là em gái anh thương yêu nhất. Không muốn, em không muốn làm em gái anh. Bạch Thư Hân uất đến mất khống chế, ôm lấy Lệ Nghiêm thật chặt, hung hăng tìm môi anh hôn. Lệ Nghiêm gắt gao bấu vào bả vai Bạch Thư Hân, thẳng thừng gỡ cô ra. Thư Hàn, đủ rồi, anh là anh em. Anh, em không cần người anh này, em thích anh có nghe hay không, thích anh nhiều năm như vậy, có quỷ mới muốn làm em gái anh. Nhưng mà, chúng ta chỉ có thể là anh trai em gái, anh làm những chuyện hoang đường đối với em như vậy, anh sẽ nhận hình phạt từ chú, xanh sẽ cho em một câu trả lời hài lòng. Anh biết cả rồi. Bạch Thư Hân khiếp sợ nhìn anh. Thật ra Lệ Nghiêm vẫn là một người tương đối truyền thống, nếu đã xâm phạm thân thể cô, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà, bây giờ anh tình nguyện nhận trách phạt, cũng không muốn ở bên cạnh cô. Anh thật sự kiên định với tình cảm như vậy sao? Anh đối xử với cô chẳng qua như anh trai em gái, không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Dù là, động lòng trong nháy mắt cũng được mà. Đúng, anh biết, anh có lỗi với em. Anh sẽ bù đắp cho em. Anh lấy cái gì bồi thường? Đây là trong sạch cả đời của con gái, anh phải cưới em. Cưới em coi như chọn ân tình với bố mẹ, cũng đền bù cho em. Chúng ta không phải anh trai em gái ruột thịt, chỉ cần thông báo với mọi người, chúng ta có thể kết hôn hợp tình hợp lý. Nguyễn Doanh, cưới em đi. Không thể nào. Lệ Nghiêm sắc mặt nghiêm nghị, nói dẫn từng chữ. Giữa anh và em, chỉ có thể là anh trai em gái. Sẽ không có những thứ khác. Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đều là em gái phải cần bảo vệ, không có bất kỳ suy nghĩ quá đáng nào hết. Em mới vừa tỉnh lại, suy nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, Yên cũng vậy. Giọng nói Lệ Nghiêm trong trẻo lạnh lùng, từ ngữ tuôn ra giữa hai cánh môi bạc phếch. Ngay lúc này, mẹ Bạch cùng Hứa Minh Tâm đẩy cửa đi vào. Hai người vừa vặn gặp nhau dưới lầu, liền cùng nhau đi lên. Bên trong phòng bệnh, bầu không khí có chút kiềm chế. Lệ Nghiêm sắc mặt lạnh lùng, còn Bạch Thư Hân mặt đầy nước mắt. Thế này là sao? Mẹ Bạch khẩn trương hỏi. Không có gì ạ, thím đến đúng lúc lắm, phiền thím và cô Hứa chăm sóc Thư Hàn. Cháu đi tìm chú có một số việc phải xử lý. Nói xong, anh cũng không thèm nhìn Bạch Thư Hân nữa, xoay người rời đi. Lệ Nghiêm. Mặc cho Bạch Thư Hân ở sau lưng kêu gào tên anh ta như thế nào thì anh ta cũng giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại. Bạch Thư Hân kiệt sức rũ xuống, chỉ có thể níu chặt lấy ống tay áo mẹ Bạch. Thím nhất định phải ngăn cản Lệ Nghiêm, anh ấy muốn đi chịu xử phạt theo quân lệnh đấy, chú xuống tay nặng như vậy, chắc chắn Lệ Nghiêm sẽ mất nửa cái mạng. Cái gì, chẳng lẽ là vì chuyện Cố Yên? Cô Hứa, phiền cô ở đây chăm sóc Thư Hàn, tôi đi trước một chút. Mẹ Bạch cũng vội vàng rời đi. Xử theo quân lệnh sao? Chú tớ từ trước đến giờ rất nghiêm khắc, người nhà trong quân đội cũng không khác đồng đội, nếu như mình phạm sai lầm cũng phải chịu phạt như nhau. Mặc dù nhà không phải quân đội, nhưng chú tuyệt đối sẽ nghiêm khắc thi hành. Tớ còn nhớ vì không để tớ đầu quân, đêm hôm đó Lệ Nghiêm bị chú đánh chảy ra sứt thịt, nằm liệt giường cả tháng, suýt chút nữa mạng cũng không còn. Bạch Thư Hân khóc muốn tan thành nước. Lo lắng Lệ Nghiêm làm chuyện điên rồ. Hứa Minh Tâm nghe nói như vậy, tim hung hăng run lên.
Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Cố Yên, cô cho rằng là vì chuyện hôn lễ ngày hôm qua, Lệ Nghiêm mới đi nhận hình phạt. Nếu như Cố Yên ra mặt, ngăn cản Bạch Tùng Dương, không truy cứu trách nhiệm, vậy Bạch Tùng Dương cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Hứa Minh Tâm còn muốn chăm sóc cô, nhưng lại bị Bạch Thư Hân ngăn cản. Cậu đưa tớ trở về, tớ phải đi tìm Lệ Nghiêm, tớ không ép anh ấy nữa. Tớ bỏ qua cho anh ấy, tớ thật sự bỏ qua cho anh ấy. Cả đời này tớ không chịu nổi nhất chính là thái độ khăng khăng cứng quyết của anh ấy, cái gì cũng phải theo quân lệnh quân đội. Trong bộ đội tất cả đều là quân lệnh quân pháp, không hề có chút tình người nào, anh lại không phải quân nhân chuyên nghiệp, chỉ là một bác sĩ mà thôi, làm sao chịu nổi. Tên điên này, anh ấy đúng là điên mà. Hứa Minh Tâm thấy dáng vẻ hoảng loạn của Bạch Thư Hân, không nỡ lòng cự tuyệt, chỉ có thể dẫn cô rời khỏi bệnh viện. Cô đi đứng bất tiện, nên phải mượn xe lăn của bệnh viện. Hai người ngồi xe, chạy thẳng về nhà họ Bạch. Mà Lệ Nghiêm đã đến trước một bước. Bên trong phòng đọc sách. Chú, cháu biết mình phạm vào trọng tội không thể bù đắp, bôi nhọ danh dự nhà họ Bạch, thành người bất trung bất nghĩa. Cháu tự thấy hổ thẹn đối với Cố Yên, cũng thấy thẹn đối với Thư Hàn, không thể hoàn thành ước nguyện của cha mẹ nuôi, không chăm sóc Thư Hàn đàng hoàng. Hai tội đều phải phạt nặng, xin chú xử phạt cháu. Chuyện cháu và Cố Yên chú biết. Nhưng chuyện cháu và Thư Hàn thì thế nào? Bạch Tùng Dương nghi ngờ. Lệ Nghiêm cắn răng, cuối cùng không giấu giếm, đem chuyện mình say rượu hồ đồ tất cả đều khai hết. Bạch Tùng Dương nghe vậy, thốt nhiên giận dữ, một cái tát hung hãn quất đến. Trên mặt Lệ Nghiêm xuất hiện dấu bàn tay rõ ràng có thể thấy được, một tát này rất nặng, khóe miệng anh cũng thấm ra máu tươi. Người anh vẫn thẳng như tùng bách, không nhúc nhích, mặc cho Bạch Tùng Dương đánh chửi. Vô liêm sỉ. Mày, làm sao mày có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy với em gái mày chứ, khi đó hai đứa chúng mày còn chưa biết mình không có liên hệ máu mủ đâu. Mày đúng là để cho chú quá thất vọng. Lệ Nghiêm biết mình đáng chết, cháu đã liên lạc bệnh viện, định làm phẫu thuật triệt sản. Nhưng cháu biết điều này đối với Thư Hàn đến nói, quả thực không thể vãn hồi được. Chẳng qua là, cháu kinh tởm chính mình, làm ra chuyện hoang đường, mắc phải tội không thể tha thứ. Cái này có phải quá nghiêm trọng hay không? Nếu như có thể, ngược lại cháu muốn dùng cái chết tạ tội, nhưng... cháu còn có trách nhiệm với quân đội, cùng trách nhiệm với nhà họ Bạch trong người, không dám tự tiện quyết định. Xin chú thực hành xử phạt theo quân lệnh. Lệ Nghiêm quỳ một chân trên đất, khẩn cầu. Được. Bạch Tùng Dương nhìn Lệ Nghiêm, cho dù lòng đau hơn nữa cũng không cự tuyệt. Ông Nghiêm khắc cả đời, đối với mình cũng chưa từng thiên vị. Không thể bởi vì đối phương là cháu mình, mà mềm lòng. Mẹ Bạch đẩy cửa đi vào, muốn cầu xin Bạch Tùng Dương, nhưng Bạch Tùng Dương lạnh giọng cự tuyệt. Đưa roi ra đây, ông điên rồi, đây là cháu ông, là con của anh chị cả, làm sao ông có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Nó phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt, bà cũng nhìn thấy, nó làm bao nhiêu chuyện hoang đường. Nếu tôi không trừng phạt nó, cái nhà này còn tôn ti phép tắc gì nữa? Tôi cũng phải cho nhà họ có một lời giải thích, cho những vị khách tham dự lễ cưới một lời giải thích. Đi, mau lấy roi ra đây, hôm nay bất cứ ai cũng không được đến cầu xin cho nó. Mẹ Bạch hết cách hiểu tính khi Bạch Tùng Dương, không thể làm gì khác hơn là run rẩy cầm roi đến. Bạch Tùng Dương ra rồi, sau đó nặng nề quất vào trên người Lệ Nghiêm, trong nháy mắt chảy ra sát thịt. Lệ Nghiêm cả người đau đến phát run lên, nhưng vẫn vững như núi. Cố Yên gọi cho Cố Gia Huy xong vội vàng chạy đến, vừa lúc thấy Bạch Tùng Dương giương cánh tay lên thật cao, vận hết sức lực, đang định quất xuống lần nữa. Cố Yên không còn kịp suy nghĩ nữa, không chút do dự xông lên trước, thân người yểu điệu nhào vào trên người Lệ Nghiêm. Chát! Lại là một tiếng giòn giã. Ôi! Cố Yên đau đớn, ngược lại hít sâu vào một hơi, đau co rút toàn thân. Thì ra cảm giác chảy ra sức thị, lại kinh khủng như vậy. Lệ Nghiêm nhận ra, xoay người nhìn Cố Yên. Sắc mặt cô tái nhợt khó coi, trong nháy mắt trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Yên! Cố Yên một tay chống trên đất, cố gắng chống để không ngã xuống. Một roi này thật sự rất nặng. Cô Cố, Bạch Tùng Dương cũng rất kinh ngạc. Em không sao chứ? Lệ Nghiêm lòng đau như cắt, tại sao cô ấy lại ngốc như vậy, lại lao ra ngăn roi cho anh? Cố Yên đứng dậy, đẩy Lệ Nghiêm ra. Thở ra mệt nhọc. Sau lưng đau rát, khiến cho cô không còn chút sức lực nào. Cố Gia Huy tiến lên,
lấy áo khoác Âu phục khoác lên trên người cô, che kín quần áo bị mồ hôi thấm ướt da thịt. Cố Yên nhìn anh cười một tiếng, cô cũng có anh thương yêu, cô không cần ganh tị với Bạch Thư Hân. Anh cô cũng là người tốt nhất trên đời này. Cô siết chặt quần áo, nói, chào chú, chào dì, Minh Tâm bảo cháu đến. Xin hỏi chú, hôm nay chú Lệ Nghiêm, có phải có liên quan đến cháu không? Đúng vậy, bởi vì hôn lễ ngày hôm qua, nó lại dám bỏ cô đi, khiến cho nhà họ Cố mất sạch mặt mũi, để cho cô phải chịu hết thảy uất ức. Vậy chú có thể không cần trách phạt nữa, cháu và Lệ Nghiêm đã tự xử lý rồi. Hết thảy những gì nhà họ Cố và cháu trải qua, không liên quan đến nhà họ Bạch, không liên quan đến Lệ Nghiêm. Chú là vì cháu mà trách phạt anh ấy, bây giờ cháu đã không truy cứu, nên chú cũng miễn trận đòn này đi ạ. Không chỉ là chuyện này, nó lại cùng em gái mình. Có người ngoài ở đây, Bạch Tùng Dương khó mà mở miệng. Cố Yên cũng coi là một nửa người trong cuộc, trong nháy mắt biết Bạch Tùng Dương đang nhắc đến cái gì. Cô tiến lên phía trước nói, vậy thì rằng ngay cả chúa cũng sẽ bị chú phạt. Cô nói vậy là sao? Bởi vì lúc ấy cháu cũng có mặt, là cháu che giấu tất cả chứng cứ, cho nên Lệ Nghiêm cũng không biết chuyện. Sau khi chuyện xảy ra cháu mới nói cho anh ấy biết, cho nên cháu cũng có lỗi. Nếu như chú nhất định phải trừng phạt, vậy thì cháu cũng khó trốn tội, cháu cam nguyện chịu phạt. Yên, em không phải người của nhà họ Bạch, tội gì phải như vậy? Lệ Nghiêm có chút khẩn trương nói. Cố Yên nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt, xẹt qua nụ cười rất yếu ớt, để cho người nhìn có chút đau lòng. Đúng vậy, tôi không phải người của nhà họ Bạch, vĩnh viễn cũng không phải. Nhưng chuyện là bởi vì tôi mà ra, tôi cũng không phải người tham sống sợ chết, mình sai thì tự mình gánh vác, không cần anh phải chịu một mình. Cố Yên nhướng mắt, bình tĩnh nhìn Lệ Nghiêm, trong mắt là vẻ đoạn tuyệt, khiến cho anh cảm thấy rất xa lạ. Cố Yên chưa bao giờ nhìn mình như vậy. Dịu dàng những ngày qua, không còn tồn tại. Anh biết là mình sai, cũng biết rõ không cách nào vãn hồi, anh chỉ muốn đền bù sai lầm của mình. Anh chỉ hận không thể trừng phạt mình nặng hơn, vậy mới khiến lòng anh bớt nặng nề một chút. Bạch Tùng Dương nghe thấy lời này, có hơi khó xử, không biết nên làm như thế nào. Ngay lúc này, Bạch Thư Hân cùng Hứa Minh Tâm cũng vội vàng chạy đến. Chú, bọn họ cũng không sai, là Thư Hàn hồ đồ, là cháu mượn men rượu mồi chài anh ấy. Cho nên, chú phải trách phạt cháu mới đúng, cầu xin chú bỏ qua cho Lệ Nghiêm cùng với Cố Yên đi. Cháu làm sao có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy? Nó là anh cháu mài. Là anh ta thì thế nào, cháu thích anh, từ nhỏ đến lớn cháu chỉ thích một mình anh ấy. Cháu không làm sai. Cháu, Bạch Tùng Dương chuẩn bị đánh Bạch Thư Hân, lại bị mẹ Bạch ngăn lại. Tôi thấy ông sắp điên rồi đấy, Thư Hàn là con gái, cũng không phải là nữ quân nhân, sao ông có thể làm như vậy với nó? Được rồi, chúng mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, người chú này khôn dậy nổi nữa. Những chuyện rắc rối tự mình gây ra thì tự mình dọn dẹp đi, chú mặc xác chúng mày. Bạch Tùng Dương giận dữ rời đi. Mẹ Bạch thở dài, nói, mấy người trẻ tuổi các cháu cứ ngồi xuống thương lượng đi, chuyện luôn có phương pháp giải quyết, gì không quấy rầy. Mọi người lục tục đến phòng khách, Cố Yên đứng dậy trước, nói, tôi ở đây không thích hợp, đây là chuyện nhà của các người. Chuyện giữa tôi và bác sĩ Lệ Nghiêm đã giải quyết xong. Người nhà cứ từ từ trò chuyện, chúng tôi đi trước. Cố Yên đứng dậy, Cố Gia Huy kéo tay nhỏ bé của Hứa Minh Tâm đuổi theo. Dẫu sao bọn họ phải nói chuyện riêng tư, Hứa Minh Tâm ở đây cũng không thích hợp. Lệ Nghiêm thấy cô phải đi, nói, chuyện chúng ta còn chưa xong, anh sẽ còn tìm em. Bác sĩ Lệ Nghiêm, lúc tôi ở bên anh không biết quý trọng. Bây giờ, anh muốn tìm tôi nói gì? Cố Yên xoay người, châm chọc nói. Cô nhìn hai người, nói, Bạch Thư Hân, tôi thua, thủ đoạn có dùng hết cũng vẫn là thua. Tôi không phải người thua mà không nhận, cho nên hôm nay cô thắng. Chúng ta sau này tốt nhất không gặp nhau nữa, nhớ giữ cho kỹ người đàn ông của cô, đừng ép tôi làm ra chuyện quá đáng. Cô xoay người lần nữa rời đi, Lệ Nghiêm tiến lên níu tay cô. Nhưng Cố Yên phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng tránh thoát, xoay người lại hung hăng cho anh một cái tát. Trên mặt Lệ Nghiêm vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Anh nhìn cô chằm chằm, vẫn trong trẻo, nhưng mang vẻ lạnh lùng đoạn tuyệt. Đừng đụng vào tôi, xin tự trọng. Nói xong, cô xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
Sau đó, cả nhà ba người biến mất ở cửa. Lệ Nghiêm bình tĩnh đứng ngay cửa, bóng lưng đầy cô đơn. Anh cũng là kẻ ngu lớn nhất trên đời này, chuyện cứ nhất định phải phát triển đến mức không thể vãn hồi, mới biết mình sai be bét. Tại sao anh lại ngu xuẩn như vậy, không phân rõ cái gì là tình cảm anh trai em gái, cái gì là tình yêu nam nữ. Anh quan tâm Thư Hàn, nhưng tận đáy lòng người anh thích nhất, vẫn là Cố Yên. Bạch Thư Hân nhìn thấy cảnh này, tim như bị ai bóp chặt. Cô vốn phải giống như Cố Yên, tác thành cho anh, thoải mái buông tay. Như vậy mình còn có thể giữ lại một chút lòng tự trọng. Nhưng mà, cô lại không khỏi suy nghĩ. Cố Yên rời bỏ anh, vĩnh viễn không cần anh nữa, cô phải ở bên cạnh Lệ Nghiêm, nếu không anh làm sao vượt qua được. Cố Yên không cần, cô cần, cô đã cần rất nhiều năm rồi. Lệ Nghiêm, cô đẩy xe lăn tới trước, túm ống tay áo của anh, Lệ Nghiêm mới xoay người lại nhìn. Em thấy khó chịu, anh đưa em đi bệnh viện có được hay không? Em suy nghĩ rồi. Em muốn ở lại trong đó vài ngày. Được. Lệ Nghiêm không cự tuyệt, đẩy cô rời đi. Ba người Hứa Minh Tâm ngồi trên xe, bên trong xe, bầu không khí rất miễn cưỡng, ép đến nỗi cô không thở nổi. Cô không nhịn được liền vỡ yên tĩnh, nói, vậy. Buổi trưa ăn cái gì? Tôi thấy hơi đói. Không ai đáp lại cô. Vậy, bây giờ về nhà sao? Cô tiếp tục yếu ớt hỏi. Vẫn không người đáp lại. Hai anh em ngồi ở phía trước, trên người tràn đầy hơi thở trầm mặc, cô bị sợ cũng không dám thở mạnh. Cô đói bụng, rất muốn ăn chút gì đó ngon miệng một chút, cô không muốn không khí trầm trọng như vậy, giống như rất đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe đột nhiên ngừng đằng trước một trung tâm thương mại. Hả, bây giờ làm gì? Ăn cơm. Hai anh em đồng thanh nói. Hứa Minh Tâm nhất thời buồn bực, lúc cô mới vừa hỏi, tại sao hai người đều không trả lời. Họ tìm một nhà hàng, gọi đại vài món ăn. Hai anh em cũng không thích ăn cho lắm, nên Hứa Minh Tâm ăn cơm cũng nơm nớp sợ sệt. Bất kể cô vui vẻ hay khổ sở, cảm giác thèm ăn vĩnh viễn không đổi. Bởi vì, sẽ đói. Đói bụng thật sự không dễ chịu chút nào. Cô vùi đầu ăn cơm, nhưng lúc gắp thức ăn rất thận trọng, sợ mình ăn nhiều, sẽ làm cho hai người tức giận. Không biết tại sao, Cố Yên cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh! Nhà hàng này không tệ, sau này chúng ta đến chỗ này ăn đi, sạch sẽ vệ sinh, tốt vô cùng. Ừ, anh cũng thích, em ăn nhiều một chút. Ừm, lần sau chúng ta còn đến nữa chứ. Cái đó, anh Huy, em có thể gọi một phần canh cá không? Tự nhiên em lại muốn ăn. Cố Gia Huy vốn kiềm chế tâm trạng, nhưng Cố Yên có ý thả lỏng mình, giả vờ như không có chuyện gì, anh cũng phối hợp với cô một chút. Nhưng mà Hứa Minh Tâm đầu óc rất đơn giản không biết Cố Yên là cởi mở thật, hay là ngụy trang. Cô chính là sinh vật đơn bào điển hình, ăn uống ngủ, rất dễ dàng thỏa mãn. Được, Cố Gia Huy bất đắc dĩ nói, ánh mắt cưng chiều. Cố Yên nhìn thấy, tim hơi nhói đau. Cô cho rằng mình cũng có thể có được cuộc sống như thế, cùng với Lệ Nghiêm sống thật tốt cả đời. Nhưng bây giờ lại trở thành như thế này. Cũng được, cũng không có gì đáng lưu luyến. Chẳng qua là, cô không thể lại để cả nhà lo lắng cho mình, cô đã 26 tuổi, không phải còn trẻ tuổi bồng bột. Chia tay, ngoài khóc chết đi sống lại, cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác. Cô tội gì làm khó dễ mình, cô sẽ gặp người tốt hơn, gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần so với Lệ Nghiêm. Lệ Nghiêm, không phải chồng cô muốn sắp xếp lại tâm trạng, chỉnh trang chờ đợi tương lai, thể là cầm menu lên xem một lượt. Anh, em muốn ăn thịt nướng. Em cũng muốn, thịt ba chỉ trộn rau xà lách, ngon cực kỳ luôn. Nếu không, lần sau chúng ta đến ăn hết menu ở đây luôn. Cố Yên hưng phấn nói. Ừ, tôi còn muốn ăn món gà nướng đất sét cơ. Không tệ, lần sau đi ăn cá nướng nữa nha. Hai cô bé càng nói càng hưng phấn, mà Cố Gia Huy tỏ ra rất hoang mang, gà đất sét. Là gà gì cơ? Các cô gái cơm nước xong, lại cùng nhau đi dạo phố. Cố Yên dường như ngay lập tức thành người không tim không phổi, mua rất nhiều quần áo mới, nói hết thảy quần áo cũ trước kia đều vứt bỏ hết. Còn có áo cưới, nhẫn, cùng với những thứ sính lễ nhà trai đưa qua. Tất cả đều thiêu hủy bằng một mồi lửa. Hứa Minh Tâm nghe, đau lòng xót dạ. Đều là tiền cả, tiền trắng xóa cả mắt mà. Nếu không, nếu bán đi thì sao? Sau đó lấy tiền bán được,
quyên góp cho người nghèo khổ, đi làm từ thiện. Ý kiến này cũng không tệ, anh giúp em sắp xếp nhé, dù sao cống hiến một chút cho xã hội này cũng tốt mà, em chính là công dân lương thiện kiểu mẫu đấy. Hai y, nếu như là tôi trước kia, tôi nhất định sẽ mặt dày đòi cô phát quà từ thiện cho tôi, nhưng tôi, bây giờ hình như tôi không tư cách nói lời này. Cô là đại gia tiêu chuẩn kia mà, nói mấy lời này không ngượng à. Phải không, có thể vì nghèo quen rồi, đột nhiên bắt làm bà lớn tôi làm không nổi. Cố Yên bắt đầu chiến lược càn quét, Cố Gia Huy cam tâm tình nguyện làm người hầu xách túi lớn túi nhỏ. Cố Gia Huy đã đưa ra xe một đống rồi, lại rất mau chất thêm đống thứ hai, Cố Gia Huy nhẫn nhục chịu khó tiếp tục khuân vác. Lúc các cô chờ đợi Cố Gia Huy, nhàm chán nhìn chung quanh một chút. Tầng này hơn phân nửa là quần áo trẻ con. Hứa Minh Tâm nhìn thấy rất nhiều quần áo nhỏ, mũ nón nhỏ đáng yêu, khó mà tin được, em bé vừa mới sinh chỉ bé một chút như thế, mặc những thứ này vào, nhỏ nhỏ mềm mềm vô cùng đáng yêu. Nếu cô chững chạc hơn một chút, cũng có thể mua những thứ này, rất nhanh sẽ có em bé. Nhưng mà, rất đau. Cái gì rất đau? Chính là, cái đó a, đau như vậy, làm sao mà chịu được? Hứa Minh Tâm mặt đầy tò mò hỏi. Khụ khụ, Cố Yên bị đột nhiên bị câu nói của Hứa Minh Tâm làm giật mình. Hứa Minh Tâm vội vàng vỗ vỗ sau lưng cô, nói, cô sao thế? Cô làm sao mà biết đau, chẳng lẽ cô cùng anh tôi đã? Không có, chẳng qua là. Thử một chút thôi, nhưng mà đau lắm. Tôi không chịu nổi, đá anh ấy một đá. Cố Yên giờ khóc giờ cười, sao lại quay xe đến mức đó chứ? Cũng chỉ có Hứa Minh Tâm. Cái xe này cũng không phải xe nhà trẻ, cua, gắt thế ai mà chịu nổi. Anh trai đáng thương của cô, con đường nô lệ vợ của anh gian nan quá thể. Hai người còn làm gì nữa? Không có, mới tối hôm qua. Suýt chút nữa kích động, nhưng kịp thời ngăn lại. Yên, có phải tôi bị bệnh hay không? Tại sao tôi thấy chẳng giống trên Internet nói tí nào vậy? Mỗi người đều có cơ địa khác nhau, có người lần đầu tiên sẽ không cảm thấy đau nhiều lắm, nhưng có người sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô như vậy là bình thường, nên cứ thoải mái đi. Chẳng qua là ông anh đáng thương của tôi, còn phải tiếp tục chịu đựng. Ai, tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Tôi còn chưa biết phải đánh nhau trên giường thế nào nữa kìa. Muốn biết, Cố Yên hứng thú. Cô có cách ư? Đó là đương nhiên, tôi là ai chứ? Tôi là Cố Yên không gì không thể cơ mà. Tôi có mấy bộ phim giáo dục giới tính, trở về nhà chúng ta tham khảo một chút. Nhưng, cái này cô không được để cho anh tôi biết, anh ấy sẽ đánh chết tôi. Phim giáo dục, Yên còn có phim giáo dục cơ à? Thật giỏi quá đi, về nhà phải xem thử. Chuyện nhỏ, đồng chí đồng lòng mà. Cố Yên cười lên. Hứa Minh Tâm nhìn cô cười, có chút lấn cấn, tại sao cô cảm giác nụ cười này? Có vẻ rất gian manh nhỉ. Hai cô đang lượn lờ trong tiệm, không ngờ nghe thấy thanh âm quen thuộc ở lối vào. Lại là La Thanh Nhã cùng Hứa An Kỳ, hai người đứng ngay cửa xem quần áo sơ sinh. Đoán chừng là đang chuẩn bị cho Hứa An Kỳ. Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, rồi nói đến hôn lễ ngày hôm qua. Cô thấy có buồn cười không? Ngay trước mặt nhiều khách như vậy, chú rể lại bỏ chạy. Cô Yên cũng thiệt là, không trói buộc được người đàn ông của mình cũng được đi, lại để người ta bỏ rơi ở trước mặt mọi người, mình mất thể diện cũng được đi, bây giờ còn hại nhà họ Cố chúng ta mất hết mặt mũi. Mẹ à, mẹ cũng đừng nên tức giận. Ai gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không thể thoải mái. Chẳng qua là, cô ấy như vậy, sau này làm sao ga ra ngoài? Ga ra ngoài được mới sợ. Ban đầu vì theo đuổi đàn ông, lén đổi chuyên ngành, cũng không báo cho cả nhà biết, cứ thế theo Lệ Nghiêm đi làm bác sĩ quân y biên giới. Cả thành phố này đều biết cô ấy lụy tình đàn ông, đến mức có thể kết hôn cũng được đi, hết lần này đến lần khác còn ăn không nói có như vậy. Tính tình cô ta xấu xa đáng sợ như vậy. Ai còn thèm cô ta? Mấy ngày nay bố buồn đến hư người, tóc cũng bạc hẳn, ông cụ cũng chịu đủ mất mặt rồi, nuôi ai không nuôi lại nuôi con gái mất mặt xấu hổ như vậy, để cho người ta nhạo báng. Tôi bây giờ cũng không dám đánh mặt trược với mấy bà bạn nữa, cứ đi là túm lấy tôi hỏi chuyện Cố Yên, đầu tôi to hẳn ra ấy. Mẹ à, mẹ không cần lo chuyện này đâu, dù sao cũng là chuyện tình cảm của cô ấy thôi. Hai. Ngược lại tôi muốn giới thiệu con bé cho con trai bạn học cũ, vừa vặn nhà ta cũng có làm ăn với nhà họ. Thằng bé kia dù không bảnh trai cho lắm, nhưng tính tình không tệ.
Cũng tội nó, thích ai không thích, lại thích Yên, muốn cưới con bé, cũng không tính toán khúc mắc trước của nó. Nếu như Yên gả cho cậu ta, bố chồng cô cũng dễ làm ăn. Cũng không biết con bé có chịu hay không, tôi cũng lười tìm nó. Cố Yên nghe hai người nói đến say sưa, không khỏi ngùn ngụt lửa giận. Người ngoài nói thì thôi cũng được đi, vậy mà ngay cả chị dâu cô cũng theo họ nói ra nói vào, thật sự có coi cô là người một nhà đâu. Ánh mắt cô đảo nhanh, trong lòng có suy tính. Cô muốn đi ra ngoài, Hứa Minh Tâm kéo cô lại. Cô đi làm gì? Chờ một lát cô sẽ biết. Cố mỉm cười cười, cố ra vẻ thần bí nói. Chị dâu, cháu dâu, sao đúng lúc vậy? Đã đến đây mà cũng gặp được hai người. La Thanh Nhã gặp hai người, lập tức ngừng nói, sao hai người lại ở đây? Đi dạo xem thử thôi, cũng định mua ít đồ cho cháu dâu. Tôi mới vừa nghe nói chị dâu muốn sắp xếp cho tôi coi mắt, phải không? Cô nghe rồi sao? Vừa tình cờ nghe thôi, có phải là thật hay không? Tôi mới vừa bị thất tình, trong lòng khó chịu lắm, vừa vặn cần người đàn ông an ủi, hay là giới thiệu cho tôi đi. Nhưng, đối phương không dễ coi cho lắm, tôi sợ cô không thích thôi. Đẹp trai thì có tác dụng gì không? Người đẹp trai chẳng phải cũng bỏ rơi tôi đấy sao? Tôi cũng muốn xem thử, người đàn ông trai chẳng được việc gì, chủ yếu là người đó đối xử tốt với tôi, là được rồi. Bây giờ danh dự của tôi coi như chẳng còn gì, mà còn có thể được người khác để mắt. Khụ khụ, có thể tìm một người không chê bỏ tôi, cũng đã rất tốt rồi. Cố Yên thoải mái nói. La Thanh Nhã nghe vậy, mày mắt đều vui mừng. Nếu như Cố Yên cam tâm tình nguyện, vậy dĩ nhiên dễ hơn rất nhiều. Cô xác định thời gian, để lại thông tin và liên lạc cho Cố Yên. Sau đó La Thanh Nhã liền thật cao hứng đưa Hứa An Kỳ rời đi. Hứa Minh Tâm khó hiểu, cho dù Cố Yên không tim không phổi đi nữa, cũng không thể vừa mới trải qua biến cố lớn như vậy, còn có thể thản nhiên như không mà đi coi mắt chứ. Yên, cô giở trò quỷ gì thế? Cô không nghe thấy chị ta mới vừa nói gì sao? Anh cả muốn lấy được mối làm ăn với người kia, hy vọng tôi phối hợp. Nếu như tôi không phối hợp, vụ làm ăn này có phải thất bại hay không? Cứ để chị ta khua môi múa mép, ngay cả em gái nhà mình cũng không buông tha. Tôi sẽ để cho chị ta nếm thử một chút đau khổ, trêu chọc Cố Yên tôi, không có kết quả gì tốt hết. Tôi xem chị ta là chị dâu, nhưng nếu chị ta coi tôi là công cụ lợi dụng, vậy thì tôi cũng sẽ không khách sáo. Cô không sợ chị dâu trả thù sao? Không sao, tôi chẳng có gì phải sợ chị ta hết. Hai cô gái lại đi dạo trung tâm thương mại một hồi, cũng sắp tối, hai người chạy đến khu ẩm thực ăn rất lâu mới hài lòng trở về. Buổi tối Cố Gia Huy có chuyện tạm thời. Hình như là Ôn Thanh Vân gặp chút phiền toái, cần anh giúp đỡ. Cố Gia Huy không có ở đây, hai cô ở trong biệt thự cũng có chút nhàm chán. Cố Yên nhớ đến mấy đĩa phim kia, Cố Gia Huy nhất thời hẳn không về được, không bằng giải trí một chút. Cô cầm USB, rón rén đi đến phòng ngủ, Hứa Minh Tâm đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Có muốn xem phim giáo dục không nào? Yên gian xảo hỏi. Hứa Minh Tâm nhất thời tinh thần tỉnh táo, gật đầu như dã tỏi. Rất nhanh, thẻ USB cắm vào laptop, cô click vào một folder có tên tài liệu học tập. Hứa Minh Tâm vừa nhìn thấy đoạn clip, liền kinh ngạc che miệng, không dám tin tưởng cái gọi là phim giáo dục lại là. Cô trừng mắt to nhìn Cố Yên, cô là một cô gái, tại sao có thể có, lại có thứ dung tục như vậy? Eo cho tôi xin đi, chúng ta là phụ nữ thời đại mới, có thể đừng có bảo thủ như vậy được không? Đàn ông bọn họ có thể xem, tại sao đàn bà không thể chứ? Chẳng qua cô hơi bị chậm tiêu, không tìm được vấn đề ở đâu mà thôi. Cô có xem hay không? Không xem thì tôi cầm đi. Nếu không phải vì cô tốt với tôi thì đừng có mơ tôi cho cô xem những thứ này. Hứa Minh Tâm có chút do dự, cô cảm thấy bây giờ mình đang làm chuyện xấu, hẳn là phải cứng rắn ngăn cản Cố Yên, không để cho cô đầu độc hại mình, hơn nữa cũng phải rửa sạch tư tưởng không trong sáng trong đầu cô. Nhưng mà, cô không khỏi tò mò muốn xem. Cô cảm thấy cái này rất kỳ diệu. Hứa Minh Tâm như đang giằng xé giữa thiên thân và quỷ dữ, cuối cùng không nhịn được thỏa hiệp. Vậy cho tôi xem một chút xíu đi. Cái này đúng không, cái này gọi là người hiếu học, không ngại hỏi. Cô làm đúng đấy, cái gì không biết thì phải học cho biết chứ đúng không? Đến đây nào, đừng khách sáo, xem cho thật kỹ. Phòng ngủ, hai thiếu nữ nằm sấp trên giường, nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại, ôi. Trời ạ, mẹ tôi ơi, thật là đáng sợ.
đủ các loại từ mô tả cảm xúc. Minh Tâm à, cô có cảm thấy hơi nóng người không? Có một chút, có muốn mở điều hòa lên hay không? Hứa Minh Tâm cũng không biết tại sao, xem những thứ này cô chỉ thấy khô miệng khô lưỡi, thân thể trống không rất không thoải mái. Ngay lúc hai cô chuẩn bị mở điều hòa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người trong nháy mắt hoảng hốt. Anh ba trở lại rồi. Hứa Minh Tâm sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp. Tôi biết, tôi cũng nghe, đương nhiên biết. Vậy, làm thế nào? Tắt laptop đi chứ sao? Cố Yên vội vàng đóng laptop lại, mới vừa khép lại, Cố Gia Huy liền đẩy cửa tiến vào. Cố Gia Huy nhất thời không về được, người giúp việc cũng sẽ không đến phòng vào buổi tối, cho nên không khóa cửa. Cố Gia Huy vào trong, liền thấy hai người đứng thẳng trước giường. Các cô đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn vào mắt anh. Hai người làm sao thế? Không, không có gì, Hứa Minh Tâm run run nói. Anh ba về rồi sao? Vậy em không quấy rầy hai người nữa, em trở về phòng. Cố Yên bỏ trốn. Cố Gia Huy cảm thấy có chút quái lạ, hai cô bé này đã làm gì thế nhỉ? Cố Yên rời đi không lâu, Hứa Minh Tâm nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng kèn xe Yên. Cố Gia Huy cũng hơi nghi ngờ, đi đến ban công, thấy Cố Yên lái xe rời đi, ngay cả quần áo ngủ cũng không kịp thay. Cố Yên vẫy tay với Cố Gia Huy trên lầu, nói, anh, buổi tối em không quấy rầy anh nữa, em về nhà cũ ngủ. Về đến nhà em nhắn tin cho anh nha. Nói xong, cô vặn vô lăng rời đi, cũng không quay đầu lại. Hứa Minh Tâm nhìn xe Yên phun khói mù mịt phía sau, trợn mắt hốc mồm. Bà miệng nó. Tốc độ phản bội tổ chức của cô nàng này sao nhanh quá vậy? Hứa Minh Tâm phút chốc cảm thấy lạnh lòng, trong nháy mắt mất đi chi kỷ. Cuộc sống mà. Chắc là anh rất mệt rồi nhỉ, anh mau đi tắm đi, không thôi lát buồn ngủ lại không tắm được, thời gian cũng không còn sớm. Em và Cố Yên mới vừa làm gì vậy? Không làm gì hết á, bọn em chỉ nghiên cứu làm bánh ngọt thôi. Em nghĩ ra một món bánh ngọt mới, nên đi tìm tài liệu trên Internet. Hai người tham khảo ấy mà. Hứa Minh Tâm càng nói càng nhỏ giọng, thật sự là ánh mắt Cố Gia Huy quá mức uy hiếp, cô rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Cô căn bản cũng không phải là nói láo thành thói, Cố Gia Huy hung hăng nhìn chằm chằm cô, tỏ ra một câu cũng không tin. Anh phát hiện ánh mắt Hứa Minh Tâm lóe lên, cô liếc khóe mắt nhìn laptop trên giường. Chẳng lẽ trong laptop có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Các cô lén mình đi tìm trai trẻ à? Cố Gia Huy vươn tay ra cướp chiếc laptop. Hứa Minh Tâm bị sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng nhào qua, chặt chẽ túm tay anh lại. Đừng mà, Cố Gia Huy. Buông ra. Cậu ba à, anh tha cho em đi, em thật sự chỉ là đang nghiên cứu bánh ngọt. Anh mau đi tắm đi, em xin anh đấy. Em cho rằng anh sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Cố Gia Huy không phí nhiều sức, chế ngự Hứa Minh Tâm dễ như trở bàn tay, lấy được chiếc laptop. Hứa Minh Tâm cảm thấy trong lòng lạnh buốt, biết mình tới số rồi. Mắt thấy anh sắp mở ra, Hứa Minh Tâm vội vàng nói, em đi tắm. Nói xong chạy thục mạng như một làn khói. Cố Gia Huy không để ý đến, bây giờ anh chỉ muốn biết trong laptop rốt cuộc là cái gì, mà hai cô cứ thần thần bí bí như vậy. Mở ra, màn ảnh lần nữa sáng lên, những âm thanh hình ảnh không thể miêu tả kia lại tấn công thị giác. Cố Gia Huy trong nháy mắt tối mặt. Hứa Minh Tâm dựa vào cửa, nghe bên ngoài ư ư a a, hận không thể trực tiếp nhảy vào bồn cầu, giật nước xả trôi chính mình luôn. Cố Gia Huy tắt video, rồi xem xét folder kia, phát hiện không chỉ một bộ. Âu Mỹ, Nhật Bản, phim hoạt hình, phim người đóng. Tài nguyên rất phong phú, chưa hết, còn có phim ngoại tình, và những thể loại biến thái khá. C. Cố Gia Huy biết vật này nhất định là của Cố Yên, khó trách con bé chạy nhanh như vậy. Vậy còn Hứa Minh Tâm thì sao? Nhìn tam lai mới thấy, xem được cũng đáng kể rồi. Đáng chết, bây giờ cái đầu nhỏ bé kia đang nghĩ tới cái gì không biết. Hứa Minh Tâm, em ra đây cho anh bảo đảm không đánh chết em. Cố Gia Huy gõ cửa rầm rầm, từng tiếng, tim cô giật thót. Cậu ba, em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi. Sau này em nhất định sẽ xây dựng giá trị quan đàng hoàng, cũng không suy nghĩ lung tung. Em đi ra trước đã rồi nói. Cố Gia Huy cố nén lửa giận, để cho giọng nói của mình nghe có vẻ hòa hoãn. Hứa Minh Tâm nửa tin nửa ngờ.
Thật, chứ? Cô run rẩy nói. Ừ, đi ra đi, anh cảm thấy giữa chúng ta có khúc mắc, cần phải nói chuyện một chút. Anh vẫn vô cùng kiên nhẫn với em, giáo dục cũng không phải dựa vào gậy gộc. Anh muốn lấy đức thu phục người, em đi ra đi, chúng ta nói chuyện một chút, từ văn học cho đến triết học. Giọng anh thay đổi trở nên dịu dàng, nghe lời nói này khiến người ta cảm nhận được cảm giác vô cùng đứng đắn mô phạm. Hứa Minh Tâm không nhịn được có chút động lòng, đánh bạo đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Gia Huy đứng cách đó không xa, mỉm cười với cô, vẫy vẫy tay. Nụ cười này, rất có sức sát thương. Đến đây nào, ngồi xuống, không cần áp lực trong lòng. Em lớn rồi, xem những thứ này cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta trò chuyện một chút thôi, em hãy trình bày kế hoạch đời em cho anh nghe xem nào. Anh thật sự hiểu em sao? Vô cùng hiểu. Vậy thì tốt. Em chẳng qua là tò mò. Tò mò đàn ông và đàn bà ở trên giường làm chuyện đó như thế nào. Vừa vặn Yên nói mình có phim giáo dục, chúng tôi liền xem thử một chút. Xem mấy bộ rồi? Không, mới có một bộ, còn chưa xem xong thì anh về. Nhưng thấy em có vẻ rất quen thuộc đấy. Không phải anh nói chỉ nói chuyện một chút sao? Em còn cho rằng anh sẽ nói chuyện với em thật đấy à, anh sắp bị em chọc tức chết rồi. Cố Gia Huy thay đổi hình tượng ôn hòa mới vừa rồi, tóm lấy Hứa Minh Tâm, đặt ở trên đùi mình, sau đó không ngừng phát vào mông cô. Hứa Minh Tâm đau gào khóc, nhưng lần này Cố Gia Huy không mềm lòng. Cố Gia Huy luôn có cảm giác đứa trẻ nhà mình không ra hồn, lầm đường lạc lối đi xem loại phim đồi trụy này. Tức giận, thật rất tức giận. Cố Gia Huy trừng phạt Hứa Minh Tâm khoảng nửa giờ, cô cũng không dám thở mạnh, cả người run lẩy bẩy. Anh khoát tay. Cô liền che cái mông theo bản năng, rất sợ anh lại trừng phạt mình. Lần sau còn xem không? Không, không không. Còn hiếu kỳ không? Không, không hiếu kỳ nữa. Thấy em có thái độ hối lỗi tốt, lần này bỏ qua, nếu để anh phát hiện còn có lần sau, cẩn thận cái mông em đấy. Vâng vâng vâng, Hứa Minh Tâm gật đầu như dã tỏi, sợ mình chậm trễ ngay cả cái mông cũng không còn. Ngày hôm sau, cô Yên không dám vào cửa nhà cô. Chỉ dám gọi điện thoại hỏi tối hôm qua cô có sao không. Hứa Minh Tâm gào toáng lên trong điện thoại, mắng cô xối xả. Vậy USB thì sao? Đã bị Cố Gia Huy tịch thu. Trời, khổ sở biết mấy mới đào được bằng đó, tôi còn định mang về mở mang kiến thức cho bạn tốt nữa kìa. Cô có muốn tôi đem điện thoại đưa cho Cố Gia Huy, để cho anh hiểu sự vĩ đại trong kế hoạch của cô không? Thôi bỏ đi, cái USB đó coi như là tặng không hai người. Rảnh thì học tập một chút cũng được. Đúng rồi, hôm nay cô định đi đâu làm gì? Đi thăm Thư Hàn, cô ấy đã trở về nhà họ Bạch rồi, mặc dù có bác sĩ Lệ Nghiêm, nhưng tôi vẫn không yên tâm, cho nên định đi thăm cô ấy. Vậy tôi đợi cô ở ngã tư gần nhà họ Bạch, tôi mua một ít đồ bổ, cô mang đi, trò chuyện tỏ tâm ý một chút. Đừng nói là tôi đưa, tôi chỉ muốn làm hết trách nhiệm, cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Bạch. Dù sao cô ấy là vì tham dự đám cưới tôi mới. Bỏ đi, cô đến đây, tôi đợi cô. Lúc Hứa Minh Tâm đi đến, Cố Yên đã chờ ở đó, mua rất nhiều đồ dinh dưỡng bổ máu điều dưỡng tinh thần, đưa xong cũng không nói gì nhiều, liền xoay người rời đi. Hứa Minh Tâm nhìn lưng cô, cảm thấy cô sao có thể nhẹ nhõm vậy. Chỉ như vậy là buông tay sao, cô không cảm thấy không cam lòng ư. Hứa Minh Tâm đi đến nhà họ Bạch, mẹ Bạch ra tiếp cô. Cô rõ ràng cảm thấy bà đang cười gượng. Bạch Thư Hân ở trong phòng, Nguyễn Doanh chăm sóc cô. Nhưng sau khi cô vào phòng, luôn cảm thấy không khí bên trong quá áp lực, rất trầm trọng. Hai anh em không nói một lời, Lệ Nghiêm cho cô uống thuốc, giúp cô vô nước biển, thấy cô vào cũng chỉ hơi gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Sau khi anh rời đi, Hứa Minh Tâm lo lắng nhìn Bạch Thư Hân. Cô nói, tớ như vậy, có phải rất đáng thương hay không? Cái gì cũng cố gắng, nhưng mà anh ấy vẫn không thương tớ. Cậu làm tớ đau lòng chết thôi, ba người cứ như chơi trò cút bắt vòng tròn ấy, kẻ chạy người trốn, mãi chẳng có kết thúc. Bạch Thư Hân nghe vậy, đáy lòng chua xót. Hứa Minh Tâm chỉ một câu liền nói chúng, hình dung tình trạng ba người bọn họ. Vốn là, cô và Cố Yên cùng một xuất phát điểm, đuổi theo Lệ Nghiêm, cũng đều muốn lấy được anh. Nhưng bây giờ, Cố Yên đi trước một bước. Lệ Nghiêm đuổi theo cô. Còn cô vẫn luôn theo đuôi phía sau Lệ Nghiêm, có thể thấy bóng lưng anh rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không chạm đến được. Minh Tâm, tớ không biết có nên buông tay hay không,
tớ nghĩ nếu cuộc đời không có Lệ Nghiêm, lòng tớ sẽ vô cùng đau đớn. Nếu buộc cậu buông tay Cố Gia Huy, cậu có chịu không? Tớ cảm thấy, đây không phải chuyện giống nhau, mình và anh Huy không gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Nhưng, nếu quả thật sự xảy ra điều tương tự, chỉ cần anh nói thẳng với tớ, anh thích người khác, tớ sẽ buông tay. Cậu cũng không tranh thủ cho mình chút nào sao? Có lẽ vậy, nhưng mà nếu như vì tớ mà để cho anh trở nên mệt mỏi không vui, tớ nghĩ tớ nên buông tay. Thư Hàn, cậu mạnh mẽ hơn tớ nhiều, tớ mềm yếu quen rồi, tớ đã quen lùi bước, cho nên tớ không biết nên khuyên cậu như thế nào. Tớ giúp cậu, hay không giúp cậu, trong lòng tớ cũng rất khó chịu, tớ cũng thật lòng xem Cố Yên là bạn bè, tớ cũng rất mâu thuẫn. Được rồi, không cần nói, tớ biết, cũng bởi vì tớ mới liên lụy cậu và Cố Gia Huy, làm rối chuyện mới căng như vậy. Bạch Thư Hân thương Hứa Minh Tâm, thấy cô vì chuyện của mình mà phiền lòng, cô không đành lòng, ôm cô một cái. Chuyện tình cảm không có đúng sai, yêu chỉ là yêu, cố gắng quên mình, như thiêu thân bay vào lửa, cũng chỉ muốn yêu. Cô chính là như vậy. Tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ sau này tớ nên làm cái gì, tớ cần thời gian, bây giờ. Tớ rất đau, không dứt bỏ được. Thư Hàn, bất kể xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nếu như cảm thấy đau khổ trong lòng, cứ nói với tớ, tớ có thể dẫn cậu đi ăn đồ ngon cho khuây khỏa. Được. Bạch Thư Hân cười, khóe mắt rưng rưng. Đơn thuần lương thiện thật là tốt, khi khó chịu thì đi ăn một chút, sẽ chấn áp khó chịu trong lòng. Cô cũng muốn như vậy, chẳng qua là không làm được. Bạch Thư Hân nghỉ ngơi một tuần lễ, sau đó rời khỏi nhà họ Bạch trở lại phòng trọ của mình, từ chối Lệ Nghiêm chăm sóc mình. Cô cũng chăm sóc mình rất tốt, chứng minh cho Lệ Nghiêm thấy, cô không phải phế vật, không phải cô bé ngày xưa kia, chỉ biết núp dưới sự che chở của anh mà lớn lên. Cô cũng cố gắng vượt qua con tim nhớ nhung, chứng minh cô rời khỏi Lệ Nghiêm cũng có thể sống thật tốt. Cô tự thôi miên mình, anh trai chỉ là anh trai, không phải ai khác. Nhưng mà, buông xuống, nói dễ vậy sao? Nói đến hai chữ Lệ Nghiêm, tim cũng đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Cô chỉ có thể nhờ vào thời gian là thuốc tiên, sẽ chữa lành cho ba người họ. Thật ra thì, cô cũng muốn gặp Cố Yên, nói một tiếng xin lỗi, chẳng qua là. Cô không có can đảm. Mà những ngày qua Cố Yên giống như không hề hấn gì, lời đồn đãi bên ngoài cô cũng không quan tâm. Cô mang đấu giá tất cả đồ đạc trong hôn lễ, thậm chí lấy chủ đề là từ hôn, nhưng món đồ ngược lại được chú ý nhiều hơn, bán được giá cao cách xù. Cô còn giả bộ không hề gì mà tự giễu bản thân mình, nói mình quả nhiên là người nhà họ Cố, có thiên phú làm gian thương. Số tiền này đều làm từ thiện. Coi như là cô đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho tình yêu của mình. Hứa Minh Tâm không biết đáy lòng Cố Yên còn đau hay không, bởi vì cô cười quá rực rỡ. Ra ngoài, đi dạo phố, ăn cơm, uống trà, mua sắm, cũng đi xem mắt theo sự sắp xếp của La Thanh Nhã, giống như cô thật sự đã quên đi hôn lễ kia. Mà Hứa Minh Tâm cũng phải đi học, đầu năm học gì cô cũng quên mất hoàn toàn, ra sức học đêm học ngày. Cố Yên có lúc cũng kéo cô ra ngoài uống cà phê. Cô đều phải theo bài tập theo làm. Cố Yên bất đắc dĩ nói, sao tôi lại có cảm giác dẫn cháu gái ra ngoài ấy nhỉ? Hứa Minh Tâm mới vừa giải quyết xong một đề, ngoẹo đầu nói, nếu như tôi không có quan hệ với Cố Gia Huy, tôi đúng là cháu gái cô còn gì? Hai, cũng đúng nhỉ, Hứa An Kỳ gả cho cháu tôi, cô là em gái cô ấy, dựa theo vai vế không phải là cháu gái tôi sao? Trời, anh tôi đúng là cầm thú, ngay cả đứa bé cũng không buông tha. Tội này trời đánh chết đó. Cô nói lời này nghe là lạ, nhưng mà tại sao nghe chẳng thấy vẻ gì trách móc. Cô muốn ăn cái gì không? Nếu không ăn, tôi uống xong ly cà phê này thì phải đi rồi. Rồi rồi, tôi cũng sắp xong rồi. Hứa Minh Tâm đang vùi đầu vào bài tập, không ngờ bên tai truyền đến một thanh âm chói tai. La Thanh Nhã đạp giày cao gót, nổi giận đùng đùng chạy đến. Chị ta bực mình vỗ bàn, dọa Hứa Minh Tâm giật mình. Chị dâu sao vậy? Sao chị giận dữ như vậy? Cố Yên, cô còn không biết xấu hổ nói vậy à? Chuyện tốt tự mình gây ra, trong lòng cô không biết sao? Tôi thế nào? Cố Yên cũng mặt đầy hoang mang. Tôi bảo cô đi coi mắt, nhưng cô đã làm gì? À, cô dám nói không hả? La Thanh Nhã nộ khí xung thiên, bây giờ mối làm ăn không những không có, còn phải đền bù số tiền khổng lồ. Cố Yên nghe vậy, nhớ ra cái gì bèn nói.
AI tôi nhớ ra rồi, tôi nói mấy câu thật lòng thôi mà. Ngoại hình anh quá xấu, lôi thôi lếch thếch, tướng ăn lại khó coi. Cũng không phải chứ, có bấy nhiêu đã tự ái rồi, còn mách cho bố mẹ nữa. Lớn rồi, coi mắt mà thôi, có cần làm quá vậy không? Cố Yên, cô giả bộ hồ đồ đúng không? Cô tìm người đánh cậu ta thành ra như vậy, gãy xương nằm viện, cô còn chối à? La Thanh Nhã nổi giận đùng đùng nói. Cố Yên nghe vậy lông mày nhíu chặt, hung hăng cau mày. Đánh người? Cô chưa từng làm. Chị dâu, tôi là người dám làm dám chịu, tôi không cần phải giả vờ giả vịt cái gì, tôi đúng là có giễu cợt mấy câu, nhưng động thủ đánh người thì tôi không làm, chị có thể đừng ngậm máu phun người không hả? Cô không có làm, người kia luôn miệng nói là cô tìm côn đồ đánh cậu ta. Bây giờ con nhà người ta nằm viện, gãy xương sườn, chấn động não nhẹ, gãy một cái chân. Bồi thường không nói, mấu chốt là cô có biết chuyện làm ăn kia đối với anh cả cô quan trọng bao nhiêu không? Cô không giúp tôi cũng chị dâu, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời không thể nói bậy bạ. Chị gọi người kia đến cho tôi, ba mặt một lời. Cố Yên nổi nóng, vén tay áo. Cô không muốn bị người ta đổ hoa những ngày qua lửa giận trong bụng vẫn chưa được trút ra đâu. Không ngờ con rùa đó lại tung tin vịt hãm hại mình. Người ta đã bị cô đánh ra nông nỗi như vậy, cô còn đứng đây phách lối, trong mắt cô rốt cuộc còn có bà chị dâu này hay không? Thật à, vậy hôm chị dâu sắp xếp cho tôi coi mắt, tại sao lại động tay động chân trong nước trà của tôi? Là sợ tôi không ai thèm lấy, nên muốn tìm một người bám tôi không buông. Cô Yên cũng thoáng tia lửa giận. Cô xem mắt với mục đích rất đơn giản, vì muốn kiếm chuyện gì đó vui vẻ, quên người trong lòng kia, cũng muốn tiếp xúc với những người đàn ông khác. Cô cũng không muốn để cho La Thanh Nhã được như ý, ai bảo chị ta ngấm ngầm khua môi múa mép, tự biên tự diễn như vậy. Cho nên vừa nhìn thấy mặt, cô cũng không khách sáo, tổng sỉ nhục đối phương từ đầu đến chân. Lúc cô vào toilet, nghe thấy nhân viên phục vụ nói nhỏ với nhau. Thì ra trong ly nước của cô có bỏ thuốc. Cũng may cô một hớp cũng không uống, chỉ nói sướng miệng rồi đi. Vốn cho rằng chuyện này cứ thế là kết thúc, không ngờ lại vẫn nổi lên nhiều chuyện bị đặt như vậy. La Thanh Nhã đã bất chấp mặt mũi chất vấn mình, vậy thì cô cũng hỏi ngược lại chị ta một chút. Nếu trong mắt cô không có bà chị dâu này, vậy thì trong lòng La Thanh Nhã có cô em chồng này hay không? Có ai lại đào hố chôn cô em chồng mình như vậy? Vì chuyện làm ăn của anh cả, thì chị ta có quyền dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy sao? La Thanh Nhã bị vạch mặt, sắc mặt hết sức khó coi, giận đến đỏ ửng, lát sau lại xám như gan lợn luộc. Cố Yên liếc ánh mắt trong trèo lạnh lùng, thản nhiên nói, chị dâu, người ngay không nói chuyện mở ám, tôi nói không đánh tức là không đánh, nếu quả thật là tôi ra tay, anh ta chắc chắn không chỉ bị thương thế này. Chị cho là, tôi sẽ tha cho người có ý đồ xâm phạm tôi sao? Ngoài ra, chị dâu à, chị cũng đừng coi tôi là đá lót đường, vật hy sinh cho việc làm ăn của các người, tôi không phải đá lót đường của anh cả, chuyện nhà các người không liên quan đến tôi. Tôi đã không giúp anh ba, cũng sẽ không giúp anh chị đâu. Cô, sao cô dám nói chuyện kiểu đó với chị dâu cô hả? Tôi làm sao biết anh ta động tay động chân, mà cho dù trong nước chả có gì đó đi nữa, nhưng cô không uống vào, chuyện còn chưa xảy ra cơ mà. Cảnh sát bắt người cũng phải đưa chứng chứ. Cô sồn sồn lên như thế làm gì? Chị dâu, chị dám lập tức khẳng định là tôi. Không phải cô thì còn ai? Hôm nay nếu tôi không dạy dỗ cô một trận tử tế, tôi sẽ không còn là chị dâu cô nữa. Tôi cũng không tin, tôi ở nhà mình mà còn không nói nên lời được. Tâm lý La Thanh Nhã có chút kích động, thật sự là do mối làm ăn kia quá lớn, cho dù sao, cũng ngàn vạn lần không thể làm tổn thương hòa khí hai bên. Bây giờ còn nói chuyện hợp tác chỉ e khó như lên trời. Cố Triệt vì thế mà của trách chị ta không thôi, bây giờ chị ta đúng là giận không chỗ xả. Chị ta không chút do dự giơ tay lên, một cái tát hung hãn rơi xuống. Nhưng thân mình Cố Yên linh hoạt cỡ nào, làm sao có thể để cho chị ta đánh trúng được. Cô không tốn mấy sức đã bắt được cú tát kia, lạnh nhạt nói, La Thanh Nhã, chị đừng có quá đáng, tôi nể mặt anh cả mới bỏ qua cho chị hết lần này đến lần khác. Chị đừng có được voi đòi tiên. Được thôi, vậy cô cứ cố tình nói chuyện hỗn xược như vậy với tôi đúng không? Hôm nay cho dù bố đến, tôi cũng sẽ không tha cho cô. La Thanh Nhã lửa giận bừng bừng, liếc thấy nhân viên phục vụ bên cạnh, trong tay đang bưng một ly cà phê nóng bỏng mới vừa pha xong. Chị ta cũng không suy nghĩ nhiều,
chỉ một lòng muốn trả thù Cố Yên, cho nên trực tiếp cầm lên, hung hãn tạt đến. Cố Yên theo bản năng né tránh, quên sau lưng còn có Hứa Minh Tâm. Lúc Hứa Minh Tâm nhận ra nguy hiểm, có muốn né tránh cũng không còn kịp rồi. A, chọn một ly cà phê, trực tiếp hắt lên mặt cô. Cho dù cô lấy tay kịp thời để lại, nhưng vẫn không tránh khỏi. Cà phê nóng bỏng từ cổ áo chảy vào, áo quần dính bết vào da thịt. Cô cảm thấy trên mặt đau rát, ngực áo đều là. Cố Yên lòng như lửa đốt, vội vàng đỡ cô lên. Minh Tâm, cậu không có sao chứ? Mẹ kiếp, La Thanh Nhã chị chờ đó cho tôi, bà đây không đập nát nồi cơm nhà mày, bà đây không thèm mang họ Cố. Minh Tâm, cô cùng tôi đi bệnh viện trước đã, chúng ta sơ cứu trước đã. Cố Yên không dám trì hoãn, vội vàng dìu Hứa Minh Tâm rời đi. La Thanh Nhã nghe thấy lời độc ác này, lại nhìn thấy gò má Hứa Minh Tâm ửng đỏ một mảng lớn, cũng rất sợ hãi. Dẫu sao, Hứa Minh Tâm là vô tội, chị ta đi theo cũng không được, không đi theo cũng không được, cứ đứng tại chỗ chù trừ. Hứa Minh Tâm được đưa đến bệnh viện, Cố Yên tự mình giúp cô xử lý vết phỏng. Trên mặt không đến nỗi nào, tất cả cà phê đều trôi xuống, thấm vào quần áo. Y phục dính vào da thịt phần ngực, cho nên phần ngực bị phỏng tương đối rõ ràng, cũng bắt đầu phồng rộp lên. Hứa Minh Tâm đau muốn khóc, nhưng khóe miệng mới vừa trễ xuống, liền động đến vị trí bị phỏng, đau cắn răng không dám vặn vẹo cơ mặt. Yên, có thể lấy gương cho tôi xem một chút không? Tôi muốn nhìn thử dáng vẻ bây giờ của tôi. Cố Yên cầm gương đến cho cô. Cô thấy trên mặt mình bôi một lớp thuốc phòng màu vàng, đã được băng lại, tất cả đều là thuốc cổ truyền. Gò má bên trái phòng rất nghiêm trọng, gò má đỏ bừng, còn hơi sưng đỏ, cho dù sức thuốc cũng không giấu được. Cô cảm thấy gương mặt mình sưng phồng lên, thật giống như đầu lợn. Cái này có gọi là hủy hoại khuôn mặt được không? Tôi gọi điện thoại nói với anh ba rồi, anh ba sẽ đến ngay. Đều là tại tôi hết, tôi quên mất sau lưng còn có một người. Cô gọi anh ấy đến làm gì, dáng vẻ tôi bây giờ làm sao có thể gặp người khác được. Yên tâm đi, cho dù cô có xấu ma chê quỷ hơn, anh tôi cũng sẽ không ghét bỏ cô đâu. Tôi không cần ma chê quỷ hơn, bây giờ tôi cũng đã rất xấu xí rồi. Rất nhanh, Cố Gia Huy hộc tốc chạy tới, Hứa Minh Tâm đang ngồi trên giường bệnh, đưa lưng về phía cửa. Mặt cô, sưng quả bóng. Minh Tâm, em không sao chứ? Yên nói em bị phỏng. Cậu ba nhà họ cô muốn xoay người cô lại, nhưng bị cô ngăn cản. Cậu Na, tốt nhất anh nên chuẩn bị tâm lý, em sợ sẽ dọa anh chết ngất. Hứa Minh Tâm tràn đầy bi thương nói, dáng vẻ rất là ủ rũ. Cố Gia Huy nghe vậy chân mày nhíu chặt, nghĩ đến lời Cố Yên nói. Cà phê nóng hổi tạt lên mặt cô, chẳng lẽ hủy hoại khuôn mặt luôn sao? Dù vậy, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô. Ban đầu ngay cả nửa gương mặt bị lửa đốt của mình cũng có thể dễ dàng chấp nhận, bây giờ vết phỏng nho nhỏ thì có đáng là gì? Minh Tâm, không sao hết, bây giờ y học phát triển như vậy, chẳng qua là một vết phỏng nhỏ xíu mà thôi, không cần quá khổ sở, chắc chắn có thể giải quyết. Em xoay người lại cho anh xem nào. Rất xấu. Có xấu hơn nữa anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Thái độ Cố Gia Huy rất cương quyết, ôm lấy cô vào lòng. Cố Gia Huy bình tĩnh nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô, cuối cùng không nhịn được phì cười. Em làm sao lại trở nên như vậy? Anh còn cười em đã rất khó chịu rồi, anh còn cười nhạo y mồ. Trước kia anh luôn cảm thấy em không hề mập, khuôn mặt nhỏ bé chỉ mũm em chút xíu thôi, da thịt không phát triển được mấy. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là mượt mà hơn rất nhiều, nhìn rất phúc hậu hai bên gò má Hứa Minh Tâm cũng sưng lên, giống như là ăn vụng vậy, nhìn giống như hamster. Ừ, giống như một con hamster đáng yêu. Anh còn tưởng em bị thế nào, cũng còn may, vẫn là Minh Tâm bé nhỏ của anh. Hu hu hu, đau quá đi, không thể khóc không thể cười, không thể động đến khóe miệng, nếu không rất là đau đó. Không chỉ gương mặt, còn có cổ, còn có ngực, hu hu hu, anh nhìn đi, chỗ nào cũng sưng lên. Bên trong phòng bệnh không có ai khác. Hứa Minh Tâm mở rộng cổ áo để Cố Gia Huy nhìn qua vết thương của cô. Vết thương ngay ngực là nghiêm trọng nhất, nổi lên vô số bọt nước nhỏ đã bôi thuốc mà vẫn không có tác dụng. Cố Gia Huy liếc qua một cái, cũng nhìn thấy khối tròn trịa xinh xắn kia, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ai giúp em bôi thuốc? Yên! Vậy thì được. Được cái gì? Hứa Minh Tâm có chút không hiểu. Ngay lúc này,
Cố Yên đi lấy thuốc trở lại bèn đẩy cửa bước vào, thấy Cố Gia Huy liền nhanh chóng chạy tới xin lỗi, dù sao chuyện này cũng do cô mà ra. Cố Gia Huy lúc này mới biết chuyện Cố Yên chạy đi coi mắt, không nhịn được mà nhíu mày mà không tiện nổi giận ngay đây. Trở về dạy dỗ em sau. Hai, em cũng biết nhất định sẽ bị mắng. Em giúp Minh Tâm đổi thuốc, anh đi bưng giúp em một chậu nước tới đây đi. Anh thay thuốc, em đi bưng nước. Cố Gia Huy cầm lấy thuốc bôi. Anh à, em là bác sĩ, tay nghề khẳng định là thành thục chuyên nghiệp, để em. Cô ấy là người phụ nữ của anh. Cố Gia Huy nói một cách hiển nhiên. Cố Yên nhất thời hiểu ra, ngây người tại chỗ. Cô cũng là phụ nữ mà, đến nỗi phụ nữ cũng không thể đụng vào luôn sao. Anh ba, em là bác sĩ, cũng có đạo đức nghề nghiệp, huống chi em còn là nữ, còn có thể làm ra chuyện gì với cô ấy. Anh nghi ngờ mày là Lê, mẹ nó, anh có phải là anh của em không vậy, lời vậy cũng nói ra được. Bỏ đi, anh muốn làm gì làm đi, là lỗi em không nên đi quấy rầy mấy người. Cố Yên bưng một chậu nước tới, từ chối cầu lương mà ngay lập tức xoay người rời đi. Cô còn muốn đi điều tra xem chuyện vô liêm sỉ đó rốt cuộc là do ai làm ra, cái nồi lớn như vậy mà dám bắt cô đội, cô đã muốn phát điên rồi. Cố Gia Huy giúp Hứa Minh Tâm thoa thuốc. Thuốc bôi lành lạnh được anh dùng bàn tay ấm áp bôi lên, tạo thành một cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời. Động tác của anh nhẹ nhàng, cô vốn rất đau nhưng không biết tại sao, tựa như tay anh có ma lực khiến cô dần quên mất đau đớn. Ngón tay út của anh vô tình chạm vào da cô lại cảm nhận được người anh khẽ run lên rồi căng cứng trong chớp mắt, khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ấy sao còn khẩn trương hơn mình thế này, cũng không phải anh bị thương. Chú ba Cố, anh khẩn trương cái. Cố Gia Huy bị cô phát giác, mặt mũi tỏ vẻ không khỏi nén giận, gõ đầu cô một cái. Không đau phải không, còn dám đùa giỡn với anh. À, là anh tự mình chuốc khổ đòi bôi thuốc đấy chứ. Giúp em bôi thuốc, anh còn không tự kiềm chế được, đàn ông mà, thật là tự làm bậy mà. Bài tập hôm nay đã xong chưa, tối anh sẽ kiểm tra. Không phải chứ, em đã như vậy rồi, anh còn bắt em làm bài. Không cần thi lại sao, em lần này còn khiến anh mất mặt, coi chừng anh đem mông em đánh nát. Cố Gia Huy hung hăng nói. Hứa Minh Tâm nhất thời sợ hãi, nào dám nói thêm câu nào. Anh là lão đại, anh nói gì cũng đúng. Cố Gia Huy không yên tâm cô ở bệnh viện một mình liền dẫn cô tới phòng làm việc. Cô cũng không phải lần đầu tới đây, mọi người cũng không thấy lạ nữa. Chỉ lát sau Cố Gia Huy nhận được cuộc gọi từ Cố Yên. Anh, rất kỳ lạ. Câu đầu tiên mang theo giọng điệu nặng nề. Nói thế nào đây, Cố Yên đem mọi chuyện giải thích toàn bộ, em quả thật là chướng mắt thằng nhãi kia, nhưng em tuyệt đối không ra tay đánh người, hơn nữa còn là loại lén lút đáng khinh như vậy. Khinh thì khinh nhưng lúc nãy em cũng ghé qua xem thử tên nhãi đó thế nào, hắn vừa thấy em liền ôm đầu nói là em sai người đến, những người đó cũng luôn miệng nói cầm tiền của em mà ra tay. Quá rõ ràng, là cố ý đổ hết mọi chuyện lên đầu em. Hơn nữa, em cũng điều tra tên kia, bố hắn cùng với nhà của chị dâu có quan hệ không tệ, đều là gia đình quyền thế, lần này vốn muốn hợp tác với anh cả một hạng mục, nếu được phê chuẩn tiến hành khởi công thì phần lợi nhuận thu được không thể coi thường. Nhưng vì chuyện này mà chuyện hợp tác bị hủy bỏ, nhà hắn với nhà chị dâu cũng trở mặt thành thù. Dù đánh người vu hại em, để em gánh tội thay, nhưng chuyện này ngược lại lại có lợi với anh ba. Bây giờ anh cả không đoạt được hạng mục, cũng gây ra chút sóng gió gì. Lại còn anh ba không thua kém gì ở trước mặt. Hẳn là có người mượn danh nghĩa của em, âm thầm giúp anh ba, nên em đành chịu thua thiệt mà im lặng nhịn xuống. Em dù có tội lỗi tày trời, vẫn là con út trong nhà, anh cả có hận em cũng không thể làm gì được. Đối phương, tựa như hiểu rất rõ nên gây khó dễ chỗ nào. Anh nói xem có kỳ lạ không? Sau khi nghe xong, Cố Gia Huy nhíu mày. Chuyện này giao cho anh sẽ điều tra toàn bộ, em không cần quan tâm. Ừm, em cũng nghĩ vậy, chuyện này dây dưa hơi rộng, năng lực em có hạn cũng không tra được gì, chỉ có thể giao lại cho anh ba. Chỉ là, anh ba cảm thấy người này là địch hay là bạn? Là bạn. Cố Gia Huy lập tức nói ra không chút do dự, trong đầu chợt thoáng qua một bóng người. Cố Yên nghe vậy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh ba biết là ai? Anh biết. Trước mắt vẫn chưa xác định, phải tra kỹ hơn đã. Ừ, tối về sớm chút. Em nấu một bữa cho mọi người, cũng coi như bồi thường cho Hứa Minh Tâm. Cô khẽ cười. Được, bọn anh sẽ về sớm một chút.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Gia Huy trực tiếp phái người đi thăm dò bên thế giới ngầm. Nếu như anh đoán không sai, hẳn là người kia. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tối về, Cố Yên đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, rất nhiều món là những món Hứa Minh Tâm thích ăn, cũng có món yêu thích của Cố Gia Huy. Bữa cơm này vô cùng vui vẻ, Cố Yên cũng không ngủ lại. Nhưng đến tối Cố Gia Bảo gọi điện thoại tới, nói Cố Yên chưa về nhà. Ngược lại La Thanh Nhã lại âm, chạy đến nhà cũ, nói Cố Yên hơn nửa đêm chạy đến nhà chị ta, đem nồi chén gáo chậu đập nát. Cố Triệt ra ngoài xã giao không có nhà, La Thanh Nhã lại đánh không lại Cố Yên, chỉ có thể khóc lóc om sòm. Mà Cố Yên đâu? Điện thoại Cố Gia Huy báo có tin nhắn, là Cố Yên gửi tới. Cô tối nay lên máy bay, phải trở về xử lý công việc, dù sao tuyên truyền cũng cần báo trước. Cô không muốn chờ Lễ Nghiêm về gặp mặt nên rời đi trước thời hạn. Hóa ra, đây là bữa cơm tạm biệt, chẳng trách lại thịnh soạn như vậy. Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới cả ba người đều không thoải mái, trong lòng cũng có chút bế tắc. Rất nhanh đã đến Tết Nguyên Tiêu, không khí nhà cũng có chút nặng nề bởi chuyện của Cố Yên. Qua Nguyên Tiêu, năm này cũng coi như kết thúc, Hứa Minh Tâm đem hình và video khoảng thời gian này gửi hết cho Diên, dù cậu bé chưa trả lời lần nào. Cô cũng bắt đầu thi lại, lần này cũng không vứt bỏ mặt mũi của Cố Gia Huy nữa, hoàn toàn qua môn. Cuối tuần này tập đoàn, JNC tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên, chia làm hai tốp, gần như bao trọn cả bệnh viện. Cố Gia Huy cũng đưa Hứa Minh Tâm tới, sắp xếp cho cô kiểm tra toàn bộ từ trong ra ngoài. Hứa Minh Tâm đi theo bộ phận thư ký do Khương Tuấn lãnh đạo, người không nhiều, khám tại bệnh viện thành phố nên tốc độ khá nhanh. Hôm nay Cố Gia Huy cũng định tới, nhưng công việc bê bộn không thể phân thân, nên chỉ có thể chờ sau đó bác sĩ tư nhân đến kiểm tra một lần. Quá sướng rồi, vậy mà còn có bác sĩ tư nhân. Sau khi Hứa Minh Tâm kiểm tra sức khỏe xong thì đến nhà ăn của bệnh viện ăn sáng, không nghĩ tới lại nhìn thấy Hứa An Kỳ cùng La Thanh Nhã. Bọn họ một đường đi thẳng đến khoa phụ sản, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hứa Minh Tâm cũng không để ý nhiều. Vết phỏng của cô vẫn chưa lành hẳn nên thù này cứ tạm ghi sổ lại đã. Khương Tuấn muốn chạy về xử lý công việc nên không ở lại ăn sáng. Hứa Minh Tâm ăn xong bữa sáng, lại nhìn thấy Hứa An Kỳ từ bệnh viện khóc sướt mướt đi ra. Sắc mặt La Thanh Nhã bên cạnh cũng rất khó coi, không ngừng nói gì đó. La Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Minh Tâm thì sắc mặt bèn trầm xuống, tức giận. Cố Yên đến đập đồ nhà chị ta. Cũng chỉ vì muốn hả giận nên món nợ này chị ta cũng tự nhiên tính lên đầu Hứa Minh Tâm. Đừng khóc nữa, mất mặt chết đi được, nhanh đi thôi, xui xẻo. La Thanh Nhã kéo Hứa An Kỳ sải bước rời đi. Cô chú ý đến khoe mắt Hứa An Kỳ đều là nước mắt, đôi mắt đỏ bừng. Cô không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện nhà bọn họ. Cố Gia Huy giải quyết chuyện tập đoàn liền trở về nhà. Anh nhìn thấy Hứa Minh Tâm đem về một đống sách, nhịn không được hơi cau mày. Nghi ngờ nói, sao em mua nhiều sách về vậy? Lúc về em đi ngang một tiệm sách chuẩn bị đóng cửa hẳn, họ thanh lý số sách này với giá rẻ. Thấy bìa sách bên ngoài vẫn còn tốt, nhìn cũng rất có ý nghĩa, giá còn rẻ như vậy liền nhịn không được mà mua nhiều chút. Có loại sách anh thích, cũng có loại em thích. Nhiều sách như vậy, có thể đọc hết sao? Anh quét mắt nhìn một cái, ước chừng hơn cả trăm cuốn, xem ra anh sắp phải đưa thêm một kệ sách mới qua đây. Tại sao phải đọc hết? Hứa Minh Tâm không hiểu nhìn anh. Em mua sách về, chẳng lẽ không phải là vì muốn đọc hết sao? Không phải, chỉ cần chọn một chút, không cần phải đọc hết. Anh xem một nửa, em xem một nửa, có gì thú vị thì kể cho đối phương, thì có phải là người kia cũng đã đọc cuốn sách đó không? Nếu hai người ở nhà máy móc đọc sách thì có gì thú vị chứ? Cố Gia Huy chưa từng nghe qua ý kiến như vậy, không khỏi sững sờ giây lát. Sau đó không nhịn được cười một tiếng. Anh nghĩ một chút, anh cùng Hứa Minh Tâm mỗi người ôm một cuốn sách, đọc được chỗ nào ý nghĩa sẽ kể cho đối phương nghe, phương pháp đọc sách như vậy quả thật rất thú vị. So với việc anh trước kia buồn bực đâm đầu đọc sách, đúng là thú vị hơn nhiều. Cố Gia Huy không nhịn được ôm cô vào lòng, gõ lên trán cô, bên trong đầu em, ngược lại có rất nhiều ý tưởng thú vị ha. Đương nhiên, thật ra IQ của em cũng được lắm đó. Anh chỉ cần đừng bắt em làm đề thi toán, chỉ số IQ của em tuyệt đối đạt 120. Phải không? Sao anh thấy khó tin thế nhỉ? Hứa Minh Tâm, có muốn biết con của chúng ta sau này sẽ có chỉ số IQ bao nhiêu không?
còn có thể biết cái này sao? Làm sao biết? Đưa em đi thử một món đồ chơi. Cố Gia Huy cười một tiếng. Rất nhanh chú An đưa về nhà một cái máy rất lớn, nhìn như ghế massage. Đây là cái gì? Đây là máy kiểm tra chỉ số thông minh tân tiến của nước ngoài, có thể bước đầu phỏng đoán giá trị IQ, trước mắt đã thực hiện hơn 1.000 thí nghiệm thực tế, độ chính xác cao đến 80%. Nhưng do chi phí chế tạo quá cao, tạm vẫn chưa bán ra ngoài, này chỉ là bán thành phẩm thôi. Lúc trước cậu chủ làm ăn ở nước ngoài được người ta tặng một cái, sau đó cứ đặt không trong nhà, lần này đột nhiên muốn dùng nên tôi mang ra. Máy kiểm tra chỉ số thông minh. Có cần phải dùng tới loại máy cao cấp như vậy không? Cố Gia Huy, anh định lừa em hả? Chỉ là một món đồ chơi, em ngồi thử một chút là biết. Được thôi, em thử một chút vậy. Hứa Minh Tâm ngồi lên, ánh mắt Cố Gia Huy liếc về phía chú An trong góc tối bày ra một dấu tay ok. Anh đã nhờ chú An chỉnh sửa số liệu một chút, nếu chỉ số của Hứa Minh Tâm đạt 100 thì con số hiển thị sẽ là 12. Không, chỉ số thông minh trung bình của một người là 90 đến 110, 120 đến 140 được tính là người thông minh. Anh không trông cậy Hứa Minh Tâm là người thông minh, nhưng ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn người bình thường. Đem thứ này đến, vừa để cô vui vẻ, vừa để cô càng tin tưởng bản thân hơn. Có thể bắt đầu chưa, cô Minh Tâm? Được, chú bắt đầu đi. Trả lời các câu hỏi được đặt ra là được, đồng thời sẽ có máy cảm biến thăm dò phản ứng của thân thể. Cô bắt đầu đi. Hứa Minh Tâm nghe vậy cảm thấy có chút thần kỳ. Kiểm tra mất khoảng 10 phút, cô thấy trên màn hình nhỏ bắn ra một con số, chỉ số thông minh của bạn đạt mức 100, phạm vi chỉ số thông thường. Là chỉ số thông thường, tiếc thật, chỉ chút xíu nữa là đã 120 rồi. Cố Gia Huy, anh nói có đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Gia Huy, phát hiện sắc mặt anh có chút khó coi. Cố Gia Huy, anh sao thế? Không có gì. Cố Gia Huy gượng cười. Cô vợ nhỏ của anh thấp hơn cả giá trị trung bình, cái này là thiếu hụt tâm nhãn sao? Cố Gia Huy, anh cũng thử một chút đi, em cảm thấy chơi rất vui. Không cần, này chỉ là bán thành phẩm, cũng không quá tốt, đừng quá tin những thứ này. Người phụ nữ anh coi trọng, chỉ số thông minh khẳng định phải tới 120. Đó là đương nhiên. Hứa Minh Tâm không nhịn được dương dương đắc ý vỗ ngực. Giống như chỉ số thông minh của mình thật sự là 120 vậy. Minh Tâm, xế chiều nay anh phải đi Phú Quốc một chuyến, dự án khai phá làng du lịch đã tiến hành hơn nửa, anh phải qua xem thế nào. Hôm nay đi, ngày mai có thể về tới, em ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Vậy anh nhớ mang đồ ăn về cho em. Được, lần này Hứa Minh Tâm không tiện anh, chỉ giúp anh đơn giản thu dọn đồ đạc, dù sao cũng chỉ đi một ngày thôi. Cô đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo. Trên đường chú ý an toàn, đến nơi thì gọi báo em. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó chính là mang đồ ăn về cho em. Còn gì nữa không? Còn gì, Hứa Minh Tâm có chút buồn bực, còn gì chưa dặn dò sao? Cô tra thử thông tin thời tiết Phú Quốc, ngày mai trời không mưa, nhiệt độ cũng không hạ xuống đột ngột, còn gì chưa dặn dò? Cô vắt óc vẫn không nghĩ ra lý do, Cố Gia Huy không còn cách nào khác đành gõ đầu cô một cái. Bá đạo ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên môi. Hứa Minh Tâm không kịp đề phòng, cả giấy dụ cũng quên mất. Một lúc sau tách ra, trong miệng vẫn còn lưu lại hơi thở mạnh mẽ bá đạo của anh. Cô đỏ mặt, dù sao người giúp việc ở cửa vẫn đang nhìn, ngại lắm đói anh làm gì vậy. Nụ hôn tạm biệt, không định cho anh sao? Anh sao lại kiểu cách như vậy, đi có một ngày còn phải hôn gì chứ? Thiệt là, nhiều người nhìn như vậy, kỳ chết đi được. Xấu hổ sao? Anh nhéo nhéo khuôn mặt cô. Đừng nhéo sưng mặt em, vết sưng còn chưa tan hết, không lại khiến sưng hơn bây giờ. Nhanh đi đi, đến nơi nhớ gọi em, đã một bó tuổi như vậy rồi mà sao không đứng đắn gì hết, gì mà nụ hôn tạm biệt, đúng là không biết xấu hổ. Hứa Minh Tâm liên tục lầm bầm. Cố Gia Huy đầu đầy mây đen, anh lớn tuổi thì sao, lớn tuổi thì không thể hôn vợ mình sao? Cố Gia Huy không đưa Khương Tuấn đi. Để anh ta lại giúp xử lý công việc. Như vậy anh cũng có thể an tâm hơn. Sau khi Cố Gia Huy rời đi không tới nửa tiếng, cô liền nhận được điện thoại của Hứa Văn Mạnh, bảo cô về nhà ăn cơm. Cô có chút buồn bực, từ lần náo loạn không vui tại hôn lễ của Hứa An Kỳ, bọn họ đến giờ vẫn không liên lạc. Đón Tết cũng không có ý định về, cô cũng không chủ động nhắc đến.
hôm nay lại gọi cô về ăn cơm. Có chuyện gì sao? Cô buồn bực nói. Hôm nay tập đoàn nhà họ Hứa có buổi ra mắt, cô cũng phải đến, không thể để người ngoài phát hiện có vấn đề. Chúng ta ăn cơm cùng nhau, diễn một vở kịch, xong chuyện thì muốn đi đâu thì đi, tôi không quản. Hứa Minh Tâm nghe vậy, siết chặt di động trong tay. Không có chuyện thì chẳng bao giờ nhớ đến, cũng chỉ những lúc cần diễn vở kịch gia đình hòa thuận như này mới nhớ đến cô thôi. Hứa Minh Tâm không thể không tham dự, cũng không muốn cùng nhà họ Hứa trở mặt, bị đám ký giả ăn không nói có thì sau này cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với Cố Gia Huy. Cô đổi lễ phục, sau đó ngồi xe đến dưới lầu tập đoàn nhà họ Hứa. Cô không quan tâm chuyện kinh doanh của các thế gia nên cũng không biết chuyện tập đoàn Hứa gia hôm nay ra mắt. Ngoài cửa trải thảm đỏ, ký giả vây đầy xung quanh. Hứa An Kỳ cùng Cố Tử Vị đã đến, cô nhìn Hứa An Kỳ mang giày cao gót như vậy bèn có chút bận tâm. Không phải phụ nữ có thai không thể mang giày cao gót do có thể khiến sinh non sao? Cô cũng được sắp xếp lên cắt băng, dù không phải xí nghiệp mới nhưng một khi tập đoàn ra mắt cũng có ý nghĩa tượng trưng cho một sự ra đời mới. Hứa Minh Tâm cũng chỉ làm dáng một chút, cô nhìn Hứa Văn Mạnh bộ dạng được thời đắc ý chủ trì họp báo, cảm thấy có chút xa lạ. Cô có lúc cũng nghi ngờ, người đàn ông trung niên này là bố mình sao? Sao cô lại cảm thấy ông ta có chút đáng sợ? Ký giả dưới đài đang hỏi đến hai cô con gái của ông ta, hiện tại cũng đang rất thuận buồm xuôi gió. Một người gả vào nhà họ Cố, trở thành bà chủ nhà giàu. Một người được nhà họ Môn nhận làm con gái nuôi, trở thành tiểu thư danh giá. Con gái lớn đã gả đi, con gái thứ cũng được nhiều nhà để ý. Cô đứng phía sau đài mới biết hóa ra mình có giá đến vậy. Hứa Văn Mạnh nói người đến cầu hôn đã sắp đạp nát ngưỡng cửa nhà họ Hứa, dù có khoa trương nhưng cô biết chắc sẽ có người đến cầu hôn. Cùng cô kết hôn, cũng là có thêm một tầng quan hệ với nhà họ Cố và nhà họ Môn, hoàn toàn là một vốn bốn lời. Hứa Minh Tâm cảm khái, một cô nhóc tầm thường khi xưa nay cũng có thể trở thành một cô gái được nhà nhà để ý. Cô rốt cuộc cũng cảm thấy hóa ra mình không tệ đến vậy, cố gắng một chút cũng có thể xem là xứng với Cố Gia Huy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười. Hứa An Kỳ ở một bên thấy vậy không nhịn được mà cười lạnh, nói, chim sẻ bay lên cành cao tưởng mình là Phượng Hoàng thật sao? Bản chất của cô vẫn vậy thôi, vốn chỉ là hư danh. Dù là hư danh cũng có sao, ở xã hội thượng lưu, ai thật sự coi trọng bên trong chứ, thứ họ nhìn không phải là vẻ bề ngoài xinh đẹp danh giá sao? Nếu chị không gả vào nhà họ Cố, nhà họ Hứa cũng không có thanh thế lớn như vậy, không phải sao? Cho nên, nói trắng ra thì chị cũng không phải sinh ra đã là Phượng Hoàng. Cô, Hứa An Kỳ bị một câu đó chặn họng, mặt dần đỏ lên. Hứa Minh Tâm bĩu môi một cái, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng cô ta bèn nhịn xuống. Cô ta bây giờ đã là phụ nữ có thai, không thể cứ gây chuyện với cô ta được. Rất nhanh buổi họp báo kết thúc, bọn họ ngồi xe trở về, ở trước mặt ký giả tỏ vẻ một nhà hòa thuận. Thời điểm dùng cơm tối tương đối trễ. Bên ngoài trời đã tối. Hứa Văn Mạnh ngồi ở ghế chủ nhà, Trần Hiểu Vân ngồi bên tay phải, vợ chồng Cố Tử Vị bên tay trái, còn cô ngồi ở đối diện. Bọn họ là một gia đình thân thiết, còn cô chỉ là một người đến ké bữa cơm. Cô chỉ muốn ăn cho nhanh rồi trốn về sớm một chút. Hứa Minh Tâm ngồi có chút lệch, nhìn chằm chằm thịt viên đặt ở khá xa. Cô định gắp mấy lần đều không được, đành phải ngại ngùng bỏ qua. Cô chỉ có thể cố nén. Nhìn chằm chằm mấy đĩa cải xanh nấm hương trước mặt rồi lặng lẽ ăn. Cô cũng nghi Trần Hiểu Vân cố ý, đặt hết thịt cá bên đó, còn chỗ cô đều là rau xanh cải trắng. Hừ, đồ ác độc, ý đồ dùng cách này để cô chết đói sao? Không ăn thì không ăn, dù sao cô cũng là người có khí chất. Cô âm thầm khó chịu, không ngờ trong chén lại đột nhiên xuất hiện một viên thịt. Hóa ra Cố Tử Vị dùng đũa gặp cho cô một cái. Hứa Minh Tâm hơi kinh ngạc. Có chút sợ hãi đôi mắt thâm sâu của Cố Tử Vị kia. Cũng không tiện từ chối, cô không thể làm gì khác ngoài nói cảm ơn rồi cắm đầu lùa cơm. Một hành động này khiến Hứa An Kỳ bất mãn. Cô ta tức đến ngứa răng, không vui mà nhéo vào hông Cố Tử Vị. Cố Tử Vị giật mình đứng bật dậy, đánh đổ chén canh trên bàn. Hứa Minh Tâm ngồi xéo đối diện, bị nước xanh hắt tới, dây vào ống tay áo. Canh vẫn còn nóng. Cô không sao chứ? Cố Tử Vị nhìn thấy lập tức ân cần hỏi han, thậm chí còn cầm lấy tay cô. Hứa Minh Tâm cố nén đau, nhanh chóng rút tay lại,
Không sao, không sao đâu. Tôi đến phòng vệ sinh rửa tay. Hứa Minh Tâm vội vàng rời đi. Cố Tử Vị nhìn cô uyển chuyển rời đi, đến tận khi không nhìn thấy người nữa mới hung dữ nhìn về phía Hứa An Kỳ. Em làm gì vậy, nhéo anh làm gì? Anh đừng quên, trong bụng em là con của anh, em mới là người vợ cả đời của anh khiêm tốn một chút đi. Cô ta hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Biết rồi, phiền phức. Cố Tử Vị tỏ vẻ không vui. Bây giờ cưới cũng đã cưới, con cũng đã có, muốn trả hàng quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà, từ sau lần trước nhìn thấy Hứa Minh Tâm, hồn của cậu ta như bị câu đi mất. Cô ấy năm nay mới 18 tuổi, làn da non mỏng như có thể bóp nước, cùng người phụ nữ như vậy lên giường không biết sẽ như thế nào. Nhất định dục tiên dục tử, hết sức tuyệt vời. Nhưng ngại Cố Gia Huy, cậu ta đành có lòng gian nhưng không có can đảm, chỉ có thể oán giận trong lòng. Hứa An Kỳ sao lại không nhìn ra Cố Tử Vị đang nghĩ gì, quả đúng như vậy, cả người cô ta giận phát run. Hứa Minh Tâm bây giờ còn chưa vào cửa, đã có thể giẫm lên đầu cô ta, vậy đến lúc vào cửa thì còn coi cô ta ra gì nữa. Không được, phải diệt trừ. Cô ta hung ác nheo mắt, vô ý liếc nhìn bụng mình, dù không muốn nhưng. Rất nhanh cơm nước xong xuôi, Hứa An Kỳ nhìn sắc trời đã tối liền đề nghị tối nay ở lại đây, đường đêm lái xe không an toàn, cũng đề nghị Hứa Minh Tâm ở lại. Hứa Minh Tâm nói lát nữa Khương Tuấn sẽ tới đón mình nhưng bị Hứa An Kỳ phản đối, hiện tại đã không còn sớm, cô cần gì làm phiền thư ký Khương Tuấn. Đường đêm lái xe nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Hơn nữa, bây giờ cô ở với Cố Gia Huy thì không coi mình là người của nhà họ Hứa nữa sao? Ở nhà mình một đêm thôi mà cũng lắm lý do thế sao? Cô sợ tôi ngược đãi cô à? Hứa An Kỳ nói chuyện có chút hùng hổ dọa người. Mà Cố Tử Vị chỉ đơn giản nghĩ nếu Hứa Minh Tâm ở thêm một đêm, cậu ta có thể ngắm nhìn cô nhiều thêm một chút. Đúng vậy, đường đêm không dễ đi, ở lại đây đi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, không có gì đâu. Nhưng mà, nhưng nhị gì nữa, cả tôi và anh rể cô đều đã nói vậy rồi, còn từ chối gì nữa, tôi sai người dọn dẹp lại phòng cho cô. Đã nói đến vậy, cô cũng không tiện từ chối đành phải đồng ý. Trong lòng mơ hồ bất an, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Không nghĩ ra, cô đành gọi báo Khương Tuấn, nhờ anh ta ngày mai hãy tới đón, cô tạm ở lại nhà họ Hứa một đêm. Buổi tối Hứa Minh Tâm video cô với Cố Gia Huy cũng báo với anh mình đang ở nhà họ Hứa. Cố Gia Huy dặn dò cô hết sức cẩn thận, bảo cô mai rời đi sớm một chút, anh quả thật không an tâm về loại người lá mặt lá trái nhà họ Hứa này. Hứa Minh Tâm đơn thuần, anh và Khương Tuấn không ở bên cạnh, lỡ xảy ra chuyện gì, anh không thể ngay lập tức trở về. Cô gật đầu, thay quần áo ngủ nằm sấp trên giường, đôi chân trắng nõn đong đưa qua lại, vừa video cô vừa ghi chép gì đó. Cô vừa rồi đã hỏi dì Lưu cách làm thịt viên, bây giờ đang ghi lại. Chờ cô học được sẽ làm cho Cố Gia Huy ăn. Sau khi viết xong, cảm thấy buồn ngủ nên cô chúc ngủ ngon với Cố Gia Huy rồi liền chui vào chăn. Hứa Minh Tâm nằm mơ, mơ thấy chân huyên chuyện. Cũng không biết mình là phi tần gì, vừa tiến cung đang ở ngự hoa viên ngắm hoa thì đụng phải Hứa An Kỳ. Hứa An Kỳ mang theo bụng bầu, khóe miệng mang ý cười xấu xa. Sau đó liền té ngã trên đất. Gắt gao nắm lấy tay cô, gào khóc tố cáo cô đẩy cô ta, muốn mưu sát hoàng tử. Hứa Minh Tâm chăm miệng cũng không thể cãi, thái giám cung nữ vây quanh ngày càng nhiều. Sau đó đại thái giám bên cạnh hoàng thượng đến ban thánh chỉ. Hứa Minh Tâm mưu hại hoàng tử, đánh chết. Nà ní, đánh chết, có phải quá tàn nhẫn không, không phải cô là vai chính sao? Trong lúc cô còn mơ hồ, thị vệ đã bắt cô lại, bắt đầu đánh. Đau quá. Hứa Minh Tâm ngã dập mông xuống đất, phát ra tiếng rên đau đớn, ngay cả lời hỏi han của Cố Gia Huy cũng bị lấp mất. Hứa Minh Tâm tỉnh táo lại, nhìn xung quanh mới nhận ra mình vẫn ở trong phòng, chứ không phải ngự hoa viên. Mông vẫn không sao, không có máu thịt đầm đìa. Nguy thật. Cô vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cả người đều là mồ hôi lạnh, cửa sổ không đóng, gió lạnh không ngừng lùa vào. May chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ này khiến cô bị dọa không ít, quyết định ngày mai không cần ăn sáng, cứu trực tiếp rời khỏi thì hơn. Cô đặc biệt đặt báo thức rất sớm, 6 giờ sáng hôm sau liền bò dậy. Vội vàng rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tuấn để anh ta nhanh đến đón cô.
Cô vội vã xuống lầu, không nghĩ tới lúc ở cầu thang lại đụng phải Hứa An Kỳ. Trong chớp mắt thấy cô ta, cô lập tức nhớ tới giấc mơ đêm qua. Cô nhìn chằm chằm bụng Hứa An Kỳ, theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cô rất sợ tôi sao? Hứa An Kỳ cười nói. Chị dậy sớm vậy, mọi người ăn sáng đi, bọn tôi phải về luôn đây, nhà có chút việc. Hứa Minh Tâm, cô còn nhớ lần trước khi ở ngôi nhà này không? Cô mồm mép lanh lợi, phản bác từng lời của tôi khiến tôi không nói được gì. Bây giờ, vẫn là ở trong ngôi nhà này, cô hiện còn dám nói những lời đó với tôi không? Không, không dám. Cô ta mang thai, cô ta là lão đại, Hứa Minh Tâm sao dám đắc tội? Hứa Minh Tâm, cô cho là mình có thể thuận lợi gả vào nhà họ Cố sao? Chị, lời này là có ý gì? Hứa An Kỳ sải bước tiến lên, dùng sức mà nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến Hứa Minh Tâm có chút đau. Hứa Minh Tâm muốn giãy giụa nhưng không dám dùng sức, dù sao lúc này bọn họ đang đứng trên cầu thang. Hứa An Kỳ, chị buông tay, chị đang mang thai, tôi không muốn chấp nhặt với chị. Cô còn biết tôi mang thai, bây giờ trong bụng tôi đúng là có cháu của nhà họ Cố, nếu ai dám đụng đến thì hậu quả đương nhiên rất thảm. Hứa An Kỳ đắc ý nói, Hứa Minh Tâm, cô không phải vẫn luôn đắc ý sao? Ở bên ngoài tỏa sáng như vậy, có Cố Gia Huy cho cô chỗ dựa, nhà họ Môn cũng cho cô chỗ dựa, thậm chí còn sắp xếp để cô xuất hiện ở nước ngoài. Cô bây giờ thật là lợi hại, cũng sắp không còn xem tôi ra gì rồi. Cô bây giờ có phải đắc ý lắm không? Tôi không có, chị buông ra. Hứa Minh Tâm vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, Hứa An Kỳ nếu còn chút lương tri chắc sẽ không đem đứa trẻ ra làm trò đùa. Đây là một sinh mạng đó. Hứa Minh Tâm, nếu cô đẩy tôi xuống, cô sẽ như thế nào? Cô hại tôi sinh non, còn có thể gả vào nhà họ Cố sao? Chỉ bằng cô mà muốn đạp lên đầu tôi sao, nằm mơ đi. Hứa An Kỳ, chị trả thù tôi cũng được, nhưng cũng không nên lấy tính mạng đứa trẻ trong bụng làm trò đùa chứ. Chị ghét tôi, hận tôi, tình nguyện hy sinh đứa trẻ như vậy chỉ để hại tôi. Hứa Minh Tâm kinh ngạc nhìn cô ta. Hứa An Kỳ mang một khuôn mặt xinh đẹp nhưng sao lại ác độc như vậy, lấy con mình làm tiên cực sao? Cô ta cứ như vậy mà không tha cho mình, phải dùng cách lưỡng bại câu thương như vậy để hại mình sao? Hứa An Kỳ nghe vậy bèn cười lên. Nụ cười mang theo ánh nước nơi đáy mắt, nghĩ đến La Thanh Nhã giễu cợt cô ta không thông minh bằng Hứa Minh Tâm, bị cô đè ở trên đầu. Cô ta vốn cho rằng sau khi kết hôn, cuộc sống của cô ta sẽ rất hạnh phúc. Bản tính háo sắc của Cố Tử Vị cũng sẽ thu lại. Mà sự thật đúng là như vậy, Cố Tử Vị quả thật không làm loạn bên ngoài nhưng cũng mất đi hứng thú với cô ta, mỗi ngày đều uống rượu mơ tưởng về Hứa Minh Tâm. Từ khi cô ta mang thai, Cố Tử Vị vẫn luôn lấy cớ vì đứa bé trong bụng mà cự tuyệt đụng vào cô ta. Toàn bộ những chuyện này đều do Hứa Minh Tâm gây ra. Hôm nay Cố Gia Huy không có ở đây, không ai có thể bảo vệ Hứa Minh Tâm nữa. Cô ta muốn cho tiện nhân Hứa Minh Tâm này vạn kiếp bất phục, một đứa con riêng như mày, dựa vào cái gì mà áp trên đầu tao. Bây giờ mọi người ai cũng vui vẻ làm quen với mày, còn có người nhớ đến tao sao? Tao vừa kết hôn, gả vào nhà họ Cố, tao mới là tâm điểm của mọi người. Vậy mà mày chỉ lộ mặt ở một đêm từ thiện đã lấn át tin tức về hôn lễ của tao. Bây giờ, mày ép trên đầu tao, khiến tao không thở nổi. Tao không sống tốt thì mày cũng đừng mong sống tốt. Tao hy sinh một đứa trẻ, sau này vẫn có thể có đứa nữa. Nhưng mày thì khác, một khi tội này đã dính trên người thì cả đời này mày đừng mong gả vào được nhà họ Cối. Mày và Cố Gia Huy, không thể nào, ha ha ha. Hứa An Kỳ cười điên cuồng, trong lòng không hề sợ hãi mà ngược lại càng cảm thấy sung sướng. Hy sinh một đứa bé có là gì, có thể khiến Hứa Minh Tâm vạn kiếp bất phục là được. Hứa Minh Tâm nghe vậy. Một cỗ khí lạnh bao trùm lấy toàn thân cô. Cô ta nhất định là điên rồi. Cô nhìn thấy Hứa An Kỳ kéo tay cô, sau đó ngã về phía sau. Cô liều mạng muốn kéo lại nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa An Kỳ ngã xuống. Máu, trong nháy mắt chảy ra không ngừng. Hứa An Kỳ ôm bụng, ngã ngồi trên đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ bên dưới, không bao lâu liền đọng lại khiến người nhìn giật mình. Cô ta khàn giọng gào lên. Kinh động đến Trần Hiểu Vân cùng Hứa Văn Mạnh. Bọn họ thấy cảnh này thì khiếp sợ không thôi, nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Trên tay Hứa An Kỳ dính đầy máu tươi, đau khổ nhìn Hứa Minh Tâm, kêu khóc đau đớn, là cô ta. Là cô ta đẩy con xuống lầu,
đứa bé đáng thương của con. Cô ta điên cuồng khóc than khiến Hứa Minh Tâm hoảng loạn trong lòng. Lúc Trần Hiểu Vân theo Hứa An Kỳ rời đi, quay đầu dùng đôi mắt đỏ quạch nhìn cô, nếu đứa bé trong bụng An Kỳ nhà tao có mệnh hệ gì, tao sẽ đòi mạng của mày. Lời này lạnh lẽo xuyên vào tai cô, khiến lòng cô không khỏi run lên. Hứa Văn Mạnh không cùng rời đi mà xoay người hung hăng tát cô một cái. Lần này không chút do dự khiến Hứa Minh Tâm chật vật nằm trên đất, đầu gối đập vào nền nhà lạnh băng, cõi lòng cũng lạnh theo. Thứ mất dạy, mày cho là mày đính hôn với Cố Gia Huy thì muốn làm gì là làm sao? Hôm nay tao sẽ đến nhà họ Cố từ hôn, sao tao có thể đưa một đứa con gái lòng dạ rắn rết như mày vào nhà họ Cố, để sau này mày đè đầu cưỡi cổ Hứa An Kỳ được? Hôm nay đừng nói Cố Triệt có chưa chấp mày không, nhưng tao bên này sẽ tuyệt không chưa chấp mày. Hứa Văn Mạnh tức giận phất tay áo rời đi, lại không nghĩ tới Hứa Minh Tâm ở sau lưng gắt gáo siết lấy ống quần ông ta. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn quét qua rồi một cước gạt ra. Hứa Minh Tâm cố nén đau đớn trong tim, đôi mắt đỏ bừng nhìn ông ta, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Bố, sao bố không hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con có lý do gì để hại chị ta chứ? Con ngu như vậy sao? Ở nhà trắng trợn mà đẩy chị ta xuống lầu khi chị ta còn đang mang thai. Nếu không phải mày đẩy, tại sao An Kỳ lại nói là mày? Chẳng lẽ mày muốn tao nghi ngờ là con bé tự đem con mình ra hại mày sao? Ai tàn nhẫn như vậy, đem con mình ra đùa giỡn, mày cho là người mẹ hèn mọn kia của mày sao? Có thể đem con mình ra uy hiếp, quả thật là giống mẹ mày mà, lòng dạ rắn rết. Tao thật hối hận, ban đầu nhất thời mềm lòng mà không giết chết mày. Hứa Minh Tâm nghe vậy, vẫn không hồi thần lại nổi. Đúng vậy, ông ta ban đầu sao không giết chết mình đi, vậy thì suốt mười mấy năm qua, cô cũng không phải sống khổ sở như vậy. Hứa Văn Mạnh cũng đuổi theo đến bệnh viện, Hứa Minh Tâm bị vây lại trong nhà họ Hứa, di động cũng bị lấy mất, ngăn cô gọi cho Cố Gia Huy tới cứu. Khương Tuấn đã sớm đến nhà họ Hứa nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Anh ta nhìn thấy người giúp việc hốt hoảng đem rác đi bỏ thì toàn là thảm dính máu. Khương Tuấn bắt lấy một người hỏi chuyện, đối phương dưới sự chèn ép mới bất đắc dĩ nói ra mọi chuyện. Khương Tuấn nghe vậy, hung hăng tức giận. Hứa Minh Tâm đẩy người. Sao có thể? Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho Cố Gia Huy. Cố Gia Huy biết được tin tức, lập tức từ Phú Quốc trở về. Nhưng, trên đường không ngừng gặp cản trở. Chuyến bay bị rời giờ bay, máy bay tư nhân gặp vấn đề kỹ thuật, định ngồi xe khách thì trên đường có sự cố không thể thông xe. Có người, ngăn không cho anh trở về. Anh bị ngăn lại tại lối vào xa lộ, trước mặt xảy ra tai nạn, cảnh sát đang xử lý. Bởi vì là một xe hàng lớn đụng phải con lươn giữa đường khiến mấy tấn hàng hóa rơi đầy trên đường, xe cộ khó mà di chuyển. Chỉ có thể đổi đường. Đổi đường phải tốn nhiều hơn 3 tiếng. Đoạn đường vốn 6 tiếng ban đầu, trì hoãn thêm 3 tiếng, ít nhất tới chạng vạng tối mới có thể trở về. Nếu như lại phát sinh tình huống gì, thì hậu quả vẫn không nắm chắc được. Cố Gia Huy không nhịn được trực tiếp gọi một dãy số, đối phương rất nhanh đã nghe máy, tựa như biết Cố Gia Huy sẽ tìm mình vậy. Rốt cuộc chú muốn làm gì? Cố Gia Huy cố nén lửa giận, anh vừa nghĩ đến hiểm cảnh của Hứa Minh Tâm bây giờ là ý muốn giết người lại nổi lên. Đối phương nghe được sự hung ác của anh, không nhịn được cười một tiếng, tôi chỉ muốn trì hoãn cậu một đêm, sau một đêm này, cậu sẽ thu hoạch không ít. Anh muốn lợi dụng Minh Tâm. Không sai, tôi cũng không ngờ Cố Triệt có đứa con dâu ngu ngốc đến vậy, tôi đang giàu làm sao để đẩy ngã hắn ta, không ngờ con dâu hắn lại cho tôi cơ hội. Một đêm, tôi đảm bảo người phụ nữ của cậu không chết, khi cậu trở lại phần trăm 3D sẽ là cục diện toàn thắng. Sẽ không chết. Mà lúc đó là đau đớn da thịt. Tôi hiểu rất rõ anh cả và chị dâu tôi, có thù tất báo, bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội sao có thể dễ dàng tha cho cô ấy sao? Đàn ông muốn thành đại sự, sao có thể câu nệ tiểu tiết? Chút đau đớn thể xác thôi, cậu phải hiểu rõ, chuyện này thành công thì chuyện của chúng ta cũng thành công hơn nửa, kế hoạch cũng có thể giảm nhanh hơn phân nửa thời gian. Ngôn Dương, tôi không muốn nói nhảm mấy chuyện này với anh, hy sinh không phải là vợ anh. Nên anh không biết đau lòng phải không? Tôi bây giờ phải trở về, trước khi tôi trở về, anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho người phụ nữ của tôi, nếu không tôi không bỏ qua cho anh đâu. Cố Gia Huy hét lên. Để nghiệp lớn của anh hoàn thành thì Hứa Minh Tâm là người anh không muốn kéo vào nhất,
anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng cô hay định đi đường tắt. Ngôn Dương nghe vậy, có chút tiếc nuối mà than thở, sợ rằng tôi sẽ làm cậu thất vọng, nước cờ này đã ra thì cũng không thể thu hồi lại được. Nếu tôi không thể vây cậu lại trên đường về một buổi tối thì tôi quá vô dụng rồi. Đoạn đường này đừng nóng vội, cứ từ từ hưởng thụ phong cảnh dọc đường. Sóng gió ở đây, để tôi giúp cậu làm loạn. Ngôn Dương, anh. Cố Gia Huy còn chưa nói xong, Ngôn Dương liền cúp điện thoại. Cố Gia Huy nổi điên, một quyền đánh vào ghế phía trước. Tên điên này, thật sự coi chuyện gì cũng làm ra được sao? Sau khi điều tra mấy chuyện kia, hẳn là đến lượt anh cảnh cáo Ngôn Dương. Bề ngoài tỏ vẻ vô hại nhưng lại thâm sâu khó dò mà khiến người ta tức lộn ruột. Mà tại Đà Nẵng, nhà họ Ngô. Ngôn Dương ngồi trong thư phòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt quỷ quyệt. Nếu ông ta đã chọn Cố Gia Huy làm người hợp tác thì sẽ hết sức giúp đỡ anh leo đến đỉnh cao, như vậy mới có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Ngay lúc này có người gõ cửa, là Thẩm Thanh. Ông xã, em làm vài món ngọt, muốn nếm thử không? Ngôn Dương nghe vậy, ý lạnh trên mặt chợt biến mất, thay bằng nụ cười chân chó quen thuộc. Bà xã, mau vào, những chuyện này đã có người giúp việc làm, bàn tay xinh đẹp trắng trẻo của em sao có thể làm những thứ này? Miệng lưỡi trơn tru nhỉ, em thấy Hứa Minh Tâm ăn rất ngon nên muốn làm cho anh một chút. Nếm thử một miếng, lần đầu tiên, cũng không biết ăn có ngon không. Thẩm Thanh mong đợi nhìn ông, Ngôn Dương cầm một cái một ngụm nuốt trọn. Không ngọt, cũng nướng khét, nhưng ông ta lại từng ngụm, trong khi Thẩm Thanh chưa ăn được cái nào thì chỉ trong một thời gian ngắn, Ngôn Dương đã ăn sạch. Ông ta liếm môi, tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Ngon lắm, vợ làm thì ăn đều ngon. Thẩm Thanh nghe vậy không biết làm sao cười cười, cuộc đời này có cô ấy cưng chiều, cả đời bà cũng không có gì tiếc nuối. Không cần dỗ em biết em làm Hứa Minh Tâm ăn không ngon mấy, cũng không biết con bé dạo này thế nào. Hôm qua thấy tin tức tập đoàn họ Hứa được đưa ra thị trường, con bé còn đi cắt băng. Cô gái nhỏ ngày càng thành thục hơn rồi, có vẻ rất ưu tú. Ông xã, lần sau gọi con bé đến nhà chúng ta ăn cơm đi. Con gái nuôi không đến nhà chúng ta thì không giống con gái nuôi. Ngôn Dương nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Ông che giấu sự ưu tư, mím môi cười nói, được, được, đều nghe bà xã. Hứa Minh Tâm đợi ở nhà họ Hứa không được bao lâu, La Thanh Nhã đã tới. Nếu không phải dì Lưu liều mạng ngăn, thì chỉ sợ móng tay La Thanh Nhã đã xé rách khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm rồi. Cô bị nhéo bị đánh. Trên người của cô toàn là máu ứ đỏng, ngay cả dì Lưu cũng vậy. La Thanh Nhã muốn mang cô về nhà để nghiêm phạt một trận, nhưng lại bị dì Lưu ngăn cản. Bà Cố, dù cô chủ nhà chúng tôi phạm sai lầm, vậy thì cũng phải đợi ông chủ về đây. Bà Cố không thể mang cô chủ đi để lạm dụng hình phạt riêng được. Tôi thấy bà già bà đầu óc mê muội rồi, cô ta làm hại con dâu tôi, mà tôi lại không thể làm vậy sao? Tôi lạm dụng hình phạt riêng cũng tốt hơn cô ta tâm địa ác độc đẩy con dâu tôi xuống lầu. Trong bụng con dâu tôi còn mang thai một tháng đấy. Rốt cuộc cô ta có phải con người hay không, cứ như vậy mà hại chết chắt trai của nhà họ Cố. Trong lòng La Thanh Nhã còn hận chuyện Cố Yên, nhưng bây giờ Cố Yên không ở Đà Nẵng, cơn tức của chị ta đầy mình không chỗ chút, mà Hứa Minh Tâm lại ở đây. Chưa kể các cô là một phe, chị em đồng lòng. Tôi không. Cô liên tục lắc đầu. Tôi không đẩy Hứa An Kỳ, tôi không có lý do gì phải làm vậy cả, tôi điên rồi sao? Sao tôi ra tay với một người phụ nữ có thai? Dì Lưu nói đúng, tôi phải đợi bố về đây, tôi sẽ không đi theo chị. Cô liều mạng lui lại, nhưng lại bị La Thanh Nhã túm cổ tay. Móng tay La Thanh Nhã rất dài, nên bấm vào trong da thịt cô, làm cô vô cùng đau đớn. Cô không thể rời khỏi chỗ này, Hứa Văn Mạnh chắc chắn sẽ không đánh chết mình. Nhưng nếu đi theo La Thanh Nhã, mình còn mạng sao? Buổi chiều là Cố Gia Huy về rồi, cô chỉ cần kéo dài thời gian đến đó là được. Cô đố kỵ trong bụng An Kỳ nhà tôi có con, cô đã có mối hận thù sâu sắc với An Kỳ trước đó, nên cô lại làm ra chuyện ác độc cũng không nói quá. Nhất định là cô muốn giả vờ rằng An Kỳ tự té xuống, để tẩy trắng mình. Tôi không làm, không có nhân chứng, chị không được ngậm máu phun người. Đúng lúc này, Hứa Văn Mạnh đã trở về. Trầm mặt nói, ai nói không có nhân chứng. Hành vi phạm tội của đứa con gái ác độc như mày đã bị người ta nhìn thấy rõ ràng rồi. Hứa Minh Tâm nghe vậy thì nhíu mày, sáng sớm hôm nay cô thức dậy rất sớm, không có ai trong phòng khách,
làm sao lại có người có thể nhìn thấy được? Lẽ nào là, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Hứa Văn Mạnh đưa thím Trương đến, cô nhận ra đó là bà già phụ trách quét thước vệ sinh ở nhà họ Hứa. Thím Trương và dì Lưu vào nhà họ Hứa gần như cùng lúc, họ vẫn luôn coi nhà họ Hứa như nhà mình. Cô dám khẳng định, khi đó thím Trương chắc chắn không ở phòng khách. Nhưng thím Trương cúi gằm mặt, dùng mình nói, lúc đó tôi đang lau sàn dưới cầu thang thì nghe thấy tiếng cãi vã của cô cả và cô hai. Hình như là vì một chút chuyện nhỏ lúc trước, sau đó tôi thấy cô hai đẩy cô cả. Cô hai, có thể là hành động vô tâm, nhưng, chính xác là đẩy người. Bà gạt người, bà có gan thì nhìn vào mắt tôi nói. Hứa Minh Tâm gào lên. Thím Trương nghe vậy thì trong lòng run lên, sợ hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe ra. Dì Lưu cũng đau lòng nhìn cô, bà và tôi nhìn cô cả, cô hai lớn lên, cô hai ra sao, lẽ nào bà không rõ sao? Bà Trương, bà hãy nói thật đi. Nói thật. Thím Trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Hứa Minh Tâm, còn có đôi mắt bị thương tuyệt vọng, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Tất nhiên bà biết bản tính của Hứa Minh Tâm, nhưng bây giờ không phải là bà muốn mạng cô hai, mà là ông chủ và nhà họ Cố không cho. Bà lấy dũng khí nhìn vào mắt Hứa Minh Tâm, nói, sự thật là như vậy, là cô hai đẩy cô cả. Thím Trương, giọng Hứa Minh Tâm run rẩy, trái tim cô đau rỉ máu. Tuy thím Trương không qua lại nhiều với mình, nhưng cũng sẽ không quá gây khó dễ, hầu hết thời gian đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cô và thím Trương không có tình sâu nghĩa nặng, nên hiện tại bà hại mình, cũng không gì đáng trách. Trách chỉ trách, nhà họ Hứa không dung tha mình, bố cô cũng không tin, vẫn luôn cảm thấy cô là một nỗi sỉ nhục. Cô tuyệt vọng, chỉ hy vọng Cố Gia Huy về sớm một chút, nếu không mình sẽ thật sự xong mất. Hứa Văn Mạnh nói, ông bà thông gia. Là tại tôi sinh dưỡng ra đứa con gái độc ác như vậy, mới làm hại An Kỳ. Hiện tại An Kỳ đã gả vào nhà họ Cố, con gái đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chuyện An Kỳ sẽ do nhà họ Cố quản. Tôi sẽ không dung túng cho đứa con gái độc ác này. Ông bà thông gia muốn xử lý như thế nào cứ xử lý như thế nấy, dù có đánh chết, tôi cũng không có một câu oán hận nào. Dù có đánh chết, tôi cũng không có một câu oán hận nào. Đây là những gì bố ruột của cô nên nói sao? Cả người cô phát lạnh, toàn thân run rẩy. Lúc này, dì Lưu cũng không bảo vệ được mình, cô bảo bà ấy đừng giãy giụa nữa, miễn cho lại đắc tội với La Thanh Nhã. Cô chủ động đứng ra từ phía sau dì Lưu, La Thanh Nhã lôi cô rời đi. Dì Lưu lòng nóng như lửa đốt, đợi sau khi Hứa Văn Mạnh rời đi, bà lập tức chất vấn thím Trương. Tại sao bà muốn hãm hại cô hai, bà biết rõ cô hai không phải là người như thế mà. Lưu Mai, bà đừng có ngu. Bà còn không nhìn ra sao, ông chủ không tha cho cô hai. Vì sao, cô hai cũng là cốt nhục của ông ấy mà. Ai già, muốn trách thì trách mệnh của cô hai không tốt, muốn gả cho Cố Gia Huy. Tuy mặt ngoài quan hệ của Cố Gia Huy và Cố Triệt là anh em ruột, nhưng thực ra như nước với lửa. Ông chủ thiên vị cô cả, tất nhiên là coi trọng Cố Triệt. Hiện tại có cơ hội lật đổ Cố Gia Huy, bà cảm thấy ông ấy còn quan tâm tới cô hai sao? Tôi chỉ thức thời mà thôi. Bà cũng mau thông suốt đi, lấy lòng cô cả mới tốt. Cô hai thì mặc kệ sao, cô hai bị bọn họ mang đi, còn có thể còn mạng sống sao? Trái tim dì Lưu run rẩy nói. Tuy thím Trương không đành lòng, nhưng nếu mình đã lựa chọn, thì không được phép hối hận. Bà cứ tiếp tục như vậy, thì chết như thế nào cũng không biết đâu, tôi khuyên bà nên thông minh một chút. Bà đã vào nhà họ Hứa, vậy bà nên suy nghĩ cho ông chủ và cô cả. Tôi mặc kệ bà. Lời nên nói tôi đều nói rồi. Thím Trương vội vã rời đi. Hứa Minh Tâm bị mang vào nhà La Thanh Nhã. Cố Triệt đã sớm rời khỏi nhà riêng, ở một biệt thự ở ngoại ô phía Tây, hai thế hệ sống cùng nhau. Những người khác không trở về, ở đây chỉ có người hầu. La Thanh Nhã túm tóc của cô, kéo cô từ trên xe xuống, sau đó ném mạnh ở trên thảm trải sàn. Cô chật vật té ngã xuống đất, cô cố nén đau nhức và hít một hơi khí lạnh. Không cầu xin, không gào khóc, cô không thể biểu hiện ra dáng vẻ đau khổ gì. Từ nhỏ đến lớn cô đều cứng rắn, cô nhất định có thể chống đỡ được đến lúc Cố Gia Huy trở về. La Thanh Nhã thấy dáng vẻ thẳng lưng của cô thì tức lên. Trực tiếp đá cô một cước, làm cô đau đến mức co người lên. Bên tai cô truyền đến tiếng chửi rủa của La Thanh Nhã. Chị ta đang trả thù đang phát tiết,
Từ sau khi Hứa Minh Tâm và Cố Gia Huy đính hôn, cuộc sống của chị ta không còn suôn sẻ, đều do con đĩ này. Cô còn tuổi nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, mà lại vọng tưởng muốn ngồi ngang hàng ngang vế với chị ta loại đề tiện này, xứng sao? Chị ta lòng có oán hận, nên mặc dù quyền đấm cước đá không dùng sức lớn, nhưng cũng không phải thứ mà thân thể nhỏ kia của Hứa Minh Tâm có thể thừa nhận. Giờ này phút này, cô không nhịn được nghĩ đến lúc đầu ở du thuyền, mình bị Trịnh Hoa hành hạ, cũng đau thấu xương như thế này. Thật ác độc, một tội danh không có căn cứ, đã muốn mạng của cô. Lúc La Thanh Nhã đang phát tiết lửa giận, chị ta không nghĩ tới Cố Tử Vị vội vã trở về. Thấy Hứa Minh Tâm cuộn mình lại, thì vội tiến lên ngăn cản. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? La Thanh Nhã cũng mệt mỏi, nên vừa lúc dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Con đã về từ bệnh viện rồi sao? Ăn kỳ thế nào rồi? Cô ấy không chết, bây giờ mẹ đang làm gì vậy? Sao mẹ lại đánh người thành như vậy? Cố Tử Vị không quan tâm sống chết của Hứa An Kỳ, đối với đứa bé của cô ta, cậu ta cũng không để ý, trên đời này người muốn sinh con cho cậu ta rất nhiều. Đứa trẻ này không giữ được, thì lần sau sinh lại không phải là xong rồi sao? Cậu ta lại đau lòng cho Hứa Minh Tâm, thân thể gầy nhỏ như vậy, làm sao có thể bị đánh thành như vậy chứ? Cậu ta vội vàng đỡ người từ dưới đất dậy, ý thức của Hứa Minh Tâm hơi không tỉnh táo, nằm ở trong lòng Cố Tử Vị. Cô tưởng Cố Gia Huy tới. Cô nỉ non tự nói, anh rốt cuộc cũng đã tới, em biết là, anh nhất định sẽ tới. Lời này, đã khơi dậy dục vọng bảo vệ của Cố Tử Vị. Lẽ nào cô luôn chờ đợi mình sao? Thực ra cô cũng thích mình đúng không? Cố Tử Vị không khỏi nghĩ ngợi lung tung, vội vàng bảo vệ cô trong vòng tay, nói, mẹ không nên quá đáng. Con mang cô ấy về phòng tìm bác sĩ. Con điên rồi sao? Cô ta hại vợ con. Đúng lúc này, điện thoại di động của La Thanh Nhã vang lên, là Cổ Triệt gọi tới. Chị ta không kịp cản Cố Tử Vị, đành để Cố Tử Vị đưa người đi. Điện thoại vừa kết nối, giọng lạnh lùng của Cố Triệt truyền đến, tại sao xảy ra chuyện này? Anh cần lời giải thích. La Thanh Nhã nghiêm mặt nói, đây không phải là ý kiến của em, là An Kỳ. Lần trước em và An Kỳ đến bệnh viện, thì cha ra sinh mạng thai nhi có dấu hiệu yếu. Chắc là về sau sẽ sinh non. Không nghĩ tới cô ta lại muốn lợi dụng cái thai chết này để hại Hứa Minh Tâm. Em cũng nhận được điện thoại của bệnh viện mới biết, Hứa Minh Tâm cũng đã bị đổ cái tội này lên đầu rồi, cho nên em mới tương kế tự kế. Nếu Cố Gia Huy muốn cứu Hứa Minh Tâm, vậy cậu ta chắc chắn tránh không được trách phạt. Trong gia pháp viết rất rõ, không chấp nhận những chuyện máu me. Em muốn Cố Gia Huy phải ngậm bồ hòn, hiện tại tất cả tình thế đều có lợi cho chúng ta. Anh cũng không cần lo lắng, em sẽ xử lý tốt. Cố Triệt nghe thế thì không khỏi nhíu mày. Nghe có vẻ không chê vào đâu được, Cố Gia Huy này thua thiệt là cái chắc. Nhưng nếu anh bỏ cuộc thì sao? Em chắc cậu ta sẽ phấn đấu quên mình cứu Hứa Minh Tâm sao? Nếu không cứu, thì người phụ nữ này chắc chắn phải chết. Cũng tốt, loại trừ một cái đinh trong mắt cũng không tệ. Mà đứa bé của An Kỳ sắp sanh non, thêm người kế tiếp. Đừng hành động hấp tấp. Anh sẽ về ngay, chờ anh về đã rồi nói tiếp. Em đã tra ra Cố Gia Huy đang ở đâu chưa? Cố Gia Huy vẫn đang bị kẹt giữa đường. Vận may của cậu ta hôm nay thật tệ, đường cứ tắc mãi. Xem ra trời cao cũng giúp chúng ta. La Thanh Nhã nhịn không được đắc ý nói, xem ra hôm nay chính là ngày chết của Hứa Minh Tâm, cô không chạy nổi đâu. Cố Triệt nghe vậy mới yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, La Thanh Nhã cũng không để ý đến Hứa Minh Tâm. Chờ đợi Cố Triệt trở lại rồi nói. Mà giờ phút này, Cố Tử Vị đặt Hứa Minh Tâm ở trên giường của mình, dáng vẻ cô vô cùng đau đớn, nước mắt chảy ra, thấy mà thương. Cậu ta nhìn thân thể Hứa Minh Tâm mà không ngừng nuốt nước miếng, thật sự là quá hấp dẫn cậu ta. Cậu ta cố nén dục vọng, vì còn kiêng kỵ Cố Gia Huy. Hứa Minh Tâm vô cùng đau đớn, cô vẫn ôm phần bụng. Đau, đau quá. Cố Tử Vị nghe vậy, cất giọng run rẩy. Hay là, tôi xoa cho cô nhé, ý thức của Hứa Minh Tâm không rõ ràng, nên cô vốn không biết cậu ta đang nói cái gì. Sau đó cô cảm nhận được có một đôi tay đè lên phần bụng, xoa nhẹ nhẹ. Thật sự đã giảm bớt đau đớn, nhưng dần dần, đôi tay này bắt đầu trở nên xấu xa. Nó đi một đường xuống đi, chui vào vạt áo, đụng vào da thịt của cô. Thân thể của cô rất ấm áp, mà tay cậu ta thật lạnh. Cô lạnh mà toàn thân run lên.
Cô bỗng nhiên giật mình, cảm thấy trên người mình bị ai đè nặng, hơi thở của người đàn ông truyền vào trong mũi, cô ý thức được đây không phải Cố Gia Huy. Cố Gia Huy tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngả ngớn như vậy. Cô ra sức mở mắt, thì thấy gương mặt tham lam của Cố Tử Vị, cô sợ đến trắng bệch cả mặt, đẩy cậu ta ra. Cố Tử Vị bị dục vọng cuốn lấy, không kiềm chế được. Trên đầu chữ sắc có cây đao, dục vọng tới, còn e ngại cái gì? Cậu ta rất nhanh đã vứt Cố Gia Huy sau ót, bắt đầu gây rối. Sau khi cậu ta bị Hứa Minh Tâm đẩy ra ngoài, đáy lòng cũng nổi cơn tức. Cái con quỷ nhỏ này lại còn dám phản kháng, nếu không phải cậu ta xuất hiện đúng lúc, thì cô đã bị mẹ cậu ta đánh chết tươi rồi. Cậu ta cũng coi như là cứu cô một mạng, cô lấy thân báo đáp chẳng lẽ không phải là điều đương nhiên sao? Cố Tử Vị chợt mạnh bảo, lao đến lần nữa. Hứa Minh Tâm liều mạng giãy giụa nhưng không thể đẩy cậu ta ra. Vừa rồi Cố Tử Vị vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại đã kịp chuẩn bị, nên Hứa Minh Tâm làm sao địch nổi sức của cậu ta. Cố Tử Vị bắt đầu mạnh bảo, xé rách quần áo của cô, đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Cố Tử Vị, con ở bên trong làm cái gì đấy? Cố Tử Vị đột nhiên bị người khác cắt đứt, cậu ta chửi bới một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mở cửa. La Thanh Nhã chứng kiến con trai quần áo xốc xếch, sắc mặt ửng hồng, trong nháy mắt chị ta hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Vợ con vẫn còn ở bệnh viện, đứa bé sắp không xong, mà con còn có tâm tư làm loại chuyện đó ở chỗ này sao? Con cũng không phải bác sĩ, con đến đó để làm gì? Con biết mấy người muốn loại bỏ Hứa Minh Tâm, nhưng con trai mẹ thích cô ấy từ rất lâu rồi, không thể để con nếm một chút sao? Nếu không, sẽ rất đáng tiếc. La Thanh Nhã nghe lời hoang đường vậy thì tức giận đến mức đập vào đầu cậu ta. Con sớm muộn gì cũng bị phụ nữ chơi đùa đến chết ở trên giường, làm sao mẹ lại nuôi ra đứa con trai như con vậy chứ? Bố con mà biết, nhất định sẽ đánh chết con. Không phải con còn có mẹ nữa sao? Con biết mẹ chắc chắn sẽ thương con chịu đòn, nhất định sẽ giúp con ứng phó với bố đúng không? La Thanh Nhã cũng thông minh, rất xứng với Cố Triệt, nhưng lại chiêu chuộng con cái. Từ nhỏ đến lớn, chị ta đều không đành lòng nhìn Cố Tử Vị chịu khổ, mỗi khi Cố Triệt muốn giáo dục cậu ta, thì đều bị chị ta ngăn lại. Dù sao lần này Hứa Minh Tâm cũng không chạy thoát, nếu con trai thích thì cứ để cho con trai của chị ta sung sướng cũng có sao. Vậy con nhanh lên một chút, bố con đang chạy về đấy. Sau đó xử lý sạch sẽ một chút, biết nói thế nào không? Biết biết, Hứa Minh Tâm đẩy vợ con, hại con của con, vì để giải vây tội danh. Nên có ý đồ dùng sắc dụ dỗ con giúp đỡ. Mà con uống rượu, nên ý thức không rõ, là người không biết thì vô tội. Đúng không? Cố Tử Vị vừa cười vừa nói, dù sao đây cũng là màn kịch thường ngày của cậu ta, lại có La Thanh Nhã giải quyết tốt hậu quả, nên cậu ta cũng không e ngại cái gì. La Thanh Nhã nhìn bộ dáng như vậy của cậu ta, thì bất đắc dĩ cười cười, chọc chọc đầu cậu ta. Chỉ con thông minh, giỏi ăn nói. Con nhanh lên một chút. Mẹ canh ở dưới lầu cho con. Cảm ơn mẹ. Cố Tử Vị hưng phấn không thôi. Sau khi đóng cửa, cậu ta xoay người nhìn Hứa Minh Tâm trên giường, lộ ra nụ cười thô bỉ. Người đẹp, tôi tới đây. Cậu ta đã mơ ước lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đạt được mong muốn. Hứa Minh Tâm cảm thấy thân thể kia lại xít tới gần, trái tim cô run rẩy. Cô ra sức giãy giụa, nhưng lại bị cậu ta chế trụ hai tay dễ như trở bàn tay. Rồi kéo cao qua đỉnh đầu. Cô chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, quần áo nát vụn rớt xuống đất. Thật là thơm, Cố Tử Vị tôi dù đã duyệt vô số phụ nữ, không nghĩ tới vẫn còn có cực phẩm như thế. Cô hà tất phải theo chú ba của tôi, không bằng cô theo tôi sẽ ly hôn cùng Hứa An Kỳ để cưới cô. Tôi cam đoan, vinh hoa phú quý của nhà họ Cố cô đều có thể hưởng thụ, cô chính là mợ Cố ngồi trên cao, thật tốt. Cố Tử Vị, hôm nay anh dám đụng vào tôi. Tôi thề tôi cho dù chết, tôi cũng sẽ biến thành hồn ma trả thù anh. Cô ra sức nói, nghiến răng nghiến lợi. Cố Tử Vị nghe vậy nhưng không hề sợ hãi. Hiện tại cô chính là thịt cá nằm trên thớt mà vẫn dám kiêu ngạo sao. Tuy nhiên, cậu ta thích tinh thần mạnh mẽ này trên người cô, thú vị. Cố Tử Vị ngửi được hương vị trên người cô, liền bén nhạy phát hiện ra cô vẫn sạch sẽ. Không ngờ cô và Cố Gia Huy bên nhau hơn nửa năm. Lại vẫn có thể thủ thân như ngọc. Xem ra người ngoài đồn đãi chú ba bất lực là thật. Người đẹp trong ngực mà không thể hưởng thụ, không bằng cậu ta giúp chú ba giải quyết.
Cậu ta vốn không quan tâm lời đe dọa của Hứa Minh Tâm, phụ nữ ấy à, chỉ cần trên giường nóng bỏng chút mới thoải mái. Cậu ta đang hành động, lại thấy Hứa Minh Tâm đang cuộn cổ họng, nhắm mắt lại và khẽ cắn. Cậu ta lập tức luống cuống, nhanh chóng bóp cằm của cô. Đầu lưỡi đã chảy máu, nhưng bởi vì cậu ta ra tay đúng lúc, cho nên cũng không nguy hiểm gì. Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt tà ác. Cậu ta căm tức tát hai cái tát, vừa nhổ nước bọt, vừa chửi bới, không biết phải trái, lại dám cắn lưỡi tự sát ở trước mặt tôi. Ông đây mà từ bỏ cô hôm nay, tôi sẽ không mang họ Cố. Cố Tử Vị nổi giận, trực tiếp cởi cà vạt của mình, rồi nhét nó vào trong miệng Hứa Minh Tâm, buộc cô phải cắn lưỡi một lần nữa. Lúc này thái độ của cậu ta hung bạo hơn rất nhiều, Hứa Minh Tâm vốn không có biện pháp tránh thoát. Cô đầu đầy mồ hôi, lúc một tầng phòng hộ cuối cùng bị xé rách, đáy lòng cô lạnh lẽo. Lẽ nào, thật sự phải thất thân cho cậu ta sao? Cô tình nguyện chết, cũng không muốn cho người như vậy. Lần đầu tiên của người con gái, nên cho người yêu mới đúng. Những giọt nước mắt trên khóe mắt cô lặng lẽ rơi. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, đột nhiên tiếng đập cửa dày đặc truyền đến. Ngoài cửa truyền tới tiếng giống giận dữ của Cố Gia Bảo, thằng nhãi láo xược, mày đi ra cho ông, bằng không ông đây sẽ cắt đứt chân chó của mày. Đập cửa ra cho ông. Cố Tử Vị nghe thấy giọng của Cố Gia Bảo thì sợ đến mức thân thể mềm nhũn, vội mặc quần áo tử tế. Mà Hứa Minh Tâm thì lại quần áo tả tơi. Cậu ta sợ đến vãi cả linh hồn, nhanh chóng đắp chăn kín cho cô. Cậu ta rút cà vạt ra, liếc nhìn ban công rồi vội vàng rời đi. Cửa phòng bị phá mở, chỉ có Hứa Minh Tâm đang hấp hối ở bên trong. Cô đã sức cùng lực kiệt, khi thấy ông cụ Cố, hai mắt cô đẫm lệ mông lung. Tuy cô không thể chống đỡ được đến lúc Cố Gia Huy đến, thế nhưng ông cụ tới, thì cũng có người giữ gìn lẽ phải cho cô rồi. La Thành Nhã liếc nhìn trong phòng, không thấy Cố Tử Vị đâu, ông không khỏi thở dài một hơi. Bổ, con đã nói rồi, Hứa Minh Tâm đang nghỉ ngơi. Cố Gia Bảo lật tủ quần áo, tra xét buồng vệ sinh, hoàn toàn không tìm thấy người khác. Tuy ông nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Ông vén chăn lên, muốn đưa Hứa Minh Tâm rời đi, nhưng vừa mở ra chăn thì phát hiện quần áo cô xốc xếch. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này, làm sao con biết, có thể là chính cô ta cởi. La Thành Nhã chột dạ, trợn tròn mắt nói mò. Cố Gia Bảo chỉ có thể nhịn cơn tức giận mà nghe chị ta nói bậy. Cố Gia Bảo để người làm nữ thay quần áo cho Hứa Minh Tâm, những người khác thì đến phòng khách. Cố Gia Bảo nhận được điện thoại của Khương Tuấn, biết được chuyện đã xảy ra, nên mới lập tức khẩn cấp chạy tới. Ông đoán được là Cố Tử Vị làm, nhưng chưa bắt được thằng nhóc con này, ông cũng hết cách. Chỉ hy vọng Hứa Minh Tâm vẫn trong sạch, nếu không cậu ba mà trở về thì sẽ thành một trận gió tanh mưa máu. Cố Gia Bảo ngồi ở trên ghế salon, La Thanh Nhã đứng ở một bên. Bố, An Kỳ là con dâu của con thân là mẹ chồng, chung quy là giữ gìn lẽ phải cho nó. Nhà họ Hứa đã mặc kệ Hứa Minh Tâm, toàn quyền giao cho con xử lý rồi. Bố, chuyện này bố không nên nhúng tay. Bố còn chưa chết, bố vẫn là chủ của nhà họ Cố. Từ lúc nào, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, mà có thể bỏ qua bố, mấy người tự ý xử lý rồi. Đây là ý của con, hay là ý của Cố Triệt? Cái này, đây là ý của con. Đối mặt với ông cụ rất khí thế, chị ta cũng không tiện cuốn Cố Triệt vào. Từ khi Cố Gia Huy trở về, ông cụ càng ngày càng bất mãn với Cố Triệt, rất bất công. Mặc dù chị ta không thích bố chồng này, nhưng e ngại ông. Đây là chuyện nhà họ Cố, nên giao cho bố xử lý. An Kỳ bây giờ đang ở bệnh viện, còn không biết ra sao, bố mang Hứa Minh Tâm về nhà cũ, chờ bệnh viện bên kia có tin tức rồi sẽ quyết định sau. Bố đang cố mưu cầu lợi ích cá nhân à? La Thành Nhã nghe ông muốn mang người đi, thì thái độ cũng gay gắt. Mưu cầu lợi ích cá nhân, bố sợ lại có người đang lạm dụng hình phạt riêng đấy. Ông cụ tức giận nói. Bố, người có thể mang về nhà cũ, thế nhưng con cũng muốn đi theo. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Hứa Minh Tâm chính là hung thủ hại người. Nếu bố phải đợi kết quả của bệnh viện, thì con đây không có lời nào để nói. Nhưng con cũng sợ bố thiên vị chú ba mà oan ức An Kỳ nhà con, nên con cũng không thể ngồi xem mặc kệ được. Nếu bố không mưu cầu lợi ích cá nhân, thì con đến cũng không thành vấn đề chứ. Cố Gia Bảo nghe vậy thì nhíu mày, không đáp ứng cũng không được.
Cuối cùng ông đưa người về nhà cũ, muốn mời một bác sĩ trị liệu, nhưng không nghĩ La Thanh Nhã lại quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc để ngăn cản. Chị ta lên án Hứa Minh Tâm độc ác, nói An Kỳ chưa biết sống chết, vẫn còn ở bệnh viện. Chị ta thương cảm cho chắt trai, mới vừa mang thai được một tháng đã bị sát hại dã man. Nếu Hứa Minh Tâm được cứu chị ta sẽ đập đầu tự tử liền. Ông cụ rất tức giận, lại không thể thiên vị quá rõ ràng. Ông chỉ có thể đặt Hứa Minh Tâm dưới mí mắt mình, phòng ngừa La Thanh Nhã làm mấy chuyện xấu. Nhưng, lại không thể giúp cô vượt qua kiếp nạn này. Ông phái Khương Tuấn đi tìm Thím Trương, không nghĩ tới Thím Trương lại mất tích. Ngay cả nhà họ Hứa cũng tán thành cô phạm sai lầm, nói cô đẩy người xuống lầu, và đưa Hứa Minh Tâm lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hứa An Kỳ ở trong bệnh viện, trong bụng cô ta là chắt trai của ông cũng lo lắng. Vì vậy ông chỉ có thể lui bước, nói khi bệnh viện bên kia có tin tức, Hứa An Kỳ thoát khỏi nguy hiểm, thì mặc kệ đứa bé có đảm bảo giữ được hay không, ông cũng phải cứu Hứa Minh Tâm. Dù có định tội, thì cũng phải nghe lời tội phạm nói một chút. La Thanh Nhã sai người nhốt Hứa Minh Tâm vào kho. Trong kho có phòng, là phòng mà lúc trước người làm vườn ở. Phòng ở rất nhỏ, rất tối, vừa đến chạng vạng bên trong đã tối đen như mực. Bên trong không có đèn. Hứa Minh Tâm cuộn mình ở trên giường, cô rốt cuộc không biết mình đau ở đâu. Đại não thân kinh cô co quắp từng đợt, làm cô quên mất sự sợ hãi. Sắp chết rồi thì cô sẽ biến thành ma, cô vẫn còn sợ bóng tối. Cô biết ông cụ đã tận lực, phần còn lại là dựa vào cô. Cô chỉ có thể chờ đợi Cố Gia Huy trở về, để cô có cơ hội giải thích. Hiện tại yếu không địch lại mạnh, cô càng phản kháng, sẽ càng phải chịu khổ. Nửa đêm, bệnh viện truyền đến tin tức, đứa bé không giữ lại được, đã mất rồi. Người mẹ bị va chạm nghiêm trọng, xương chậu vừa va vào bậc thang nên bị tổn thương. Sanh non sau lại xuất huyết nhiều. Nên hiện tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tin tức vừa truyền về, La Thanh Nhã kêu cha gọi mẹ, liên tục lên án Hứa Minh Tâm độc ác, làm sao có thể ra tay độc ác với chị mình như vậy. Chị ta càng là như thế, Cố Gia Bảo càng không có cách nào để bác sĩ qua đây, thậm chí trời lạnh, ông cũng không thể sai người đưa chăn tới. Nếu không dựa theo tính của La Thanh Nhã, chị ta sẽ thật sự đập đầu tự tử ở trước mặt ông, lấy cái chết để ép người. Cô con dâu này ông hiểu rất rõ, là người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tâm tư đầy bụng. Hừng đông Cố Triệt mới chạy về, La Thanh Nhã đã khóc đến mức thở không được. Cố Gia Bảo nhìn con lớn thật sâu nói, chăm sóc vợ con thật tốt, việc này. Ngày mai sẽ giải quyết tiếp. Sau khi Cố Gia Bảo rời đi, La Thanh Nhã mới khôi phục bình thường, nói, sao trễ như thế anh mới về, anh có biết em đã trì hoãn bao lâu không? Bố Thiên Vị, còn muốn bảo vệ Hứa Minh Tâm. Nếu không phải em dùng hết chiêu số, chỉ sợ con bé kia lại thành đại nạn không chết rồi. Anh đi xử lý Thím Trương, em làm việc thực sự là càng ngày càng hồ đồ, những người không có nhiệm vụ, biết càng nhiều là phải giải quyết ngay. Em đây không phải là vội vàng nên đầu óc choáng váng sao, may có anh thông minh, biết tiêu hủy. Thím Trương sẽ không xuất hiện lại, đúng không? Cố Triệt gật đầu khẳng định. La Thanh Nhã nghe vậy thì cười đắc ý, hiện tại không có chứng cứ. Nhà họ Hứa cũng khẳng định Hứa Minh Tâm phạm tội, đoán là ngày mai Cố Gia Huy trở về gấp thì Hứa Minh Tâm cũng đã nửa chết nửa sống rồi. Nếu Cố Gia Huy cố ý muốn kết hôn với cô ta, vậy cậu ta không nôn chút máu thì không được rồi. Một mũi tên hạ hai chim, thật đúng là đau khổ. Lần sau làm việc phải thương lượng với anh, bụng dạ Cố Gia Huy cực sâu, rất khó đối phó. Em đạo hạnh quá nông, hơn nữa những người khác không đáng tin cậy. Hiệu quả lần này anh coi như hài lòng. Anh muốn làm cho Cố Gia Huy không chết cũng phải bị lột một lớp da. Cố Triệt hơi nheo mắt, sâu trong đôi mắt ấy tràn đầy sự hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Hiện tại, phía bên này lưới đánh cá đã tung ra, chỉ chờ con cá lớn Cố Gia Huy này nhảy vào. Lúc Cố Gia Huy trở lại là 6 giờ sáng, từ lúc đó anh luôn trò chuyện cùng Khương Tuấn. Cũng may ông cụ chạy tới đúng lúc, nếu không Hứa Minh Tâm sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Lúc anh biết Hứa Minh Tâm bị nhốt trong kho. Bị La Thanh Nhã bắt nạt, thậm chí suýt chút nữa bị người ta làm nhục, anh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Ngôn Dương, triệt để xé nát ông ta. Thế nhưng hiện tại anh không có thời gian, không dám trễ nãi dù chỉ khoảnh khắc nào, anh trực tiếp chạy tới nhà cũ. Nhưng không ngờ anh vừa đỗ xe, Lệ Nghiêm cũng theo đuôi phía sau. Anh lòng nóng như lửa đốt,
nên không phát hiện anh ta ở phía sau. Sao cậu lại tới đây? Cố Gia Huy nhíu mày, anh đẩy cửa đi vào. Ngôn Dương bảo tôi tới, ông ấy đặc biệt tìm tôi, và gửi cho tôi một ít tài liệu, nói tôi có thể giúp được anh. Tôi biết anh bất mãn với tôi, nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán, đợi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ từ từ tính sau. Ngôn Dương đều nói cho cậu biết. Hiểu 7-8 phần. Cố Gia Huy nghe vậy thì gật đầu, hai người sóng vai đi vào, họ đều hứng gió bụi mệt mỏi, thế nhưng nó không ảnh hưởng khí thế của hai người chút nào. Bọn họ từng hợp tác ở biên cảnh một thời gian, mặc dù không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì, nhưng tình như thủ túc. Thời điểm mấu chốt, dứt bỏ ân oán cá nhân thì bọn họ vẫn là bạn bè ăn ý nhất. Tối hôm qua, mọi người đều có tâm sự nặng nề, nên cả đêm không ngủ. Cho nên sáng sớm, trong nhà cũng trở nên náo nhiệt. Bệnh viện truyền tin tức đến, nói Hứa An Kỳ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, về sau tỷ lệ mang thai gần như là số 0. La Thành Nhã nghe được tin tức này thì trong lòng run lên, nhưng vẫn không mềm lòng. Sáng sớm chị ta đã bắt đầu náo loạn, thậm chí còn suýt đập đầu, buộc ông cụ phải đưa ra lời giải thích. Chị ta muốn đưa Hứa Minh Tâm vào đồn cảnh sát, tốt nhất là ở tù chung thân, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Lúc Cố Gia Huy đi vào, anh vừa lúc nghe được tiếng quát tháo thê lương của La Thanh Nhã. La Thanh Nhã thấy Cố Gia Huy tới, chị ta tiếp tục khóc lóc, bố, bố nhất định phải làm chủ cho An Kỳ nhà chúng con, một người phụ nữ không thể có con. Đây là chuyện đau khổ đến giường nào. Thằng ba, chuyện này con thấy thế nào? Cố Gia Bảo nhìn về phía anh. Cậu ba, hôm nay cậu mà thiên vị người phụ nữ này, tôi sẽ liều mạng với cậu. Tôi có chết, cũng phải lấy lại công bằng cho con tôi. Vậy chị đi chết đi. Cố Gia Huy vừa nói, giọng nói anh lạnh lùng như từ địa ngục lên, không một chút cảm xúc. Anh không nhìn La Thanh Nhã, mà đi thẳng đến vườn hoa. Anh đẩy cửa kho ra, La Thanh Nhã vốn không ngăn được. Hứa Minh Tâm cuộn mình ở trên giường nhỏ, cô lạnh run, đã hôn mê bất tỉnh. Một màu đỏ bất thường xuất hiện trên khuôn mặt của cô lên cơn sốt. Đầu xuân nên ban đêm rất lạnh, cô nằm ở trên giường này mà thậm chí ngay cả một cái chăn cũng không có, quả thực là khinh người quá đáng. Anh vội vàng ôm Hứa Minh Tâm vào trong ngực, nhanh chóng rời đi. Có lẽ Hứa Minh Tâm cảm thụ được, cô chật vật mở mắt ra, thì thấy đường nét quen thuộc kia. Viền mắt cô hơi ướt át, cô nỗ lực giơ tay lên muốn sờ sờ vào anh, nhưng lại không có sức lực. Là em nằm mơ sao? Hay là hồi tưởng trước khi chết? Cô đợi cả đêm, nhưng Cố Gia Huy chưa tới. Theo lý thuyết, chiều hôm qua anh đã trở về mới đúng. Cô cho rằng ông trời ghét bỏ mình, cắt đứng con đường sống cuối cùng của cô. Cô cảm thấy lần này mình chắc không vượt được cửa ải khó khăn, cô sẽ chết. Nếu trước khi chết còn có thể gặp Cố Gia Huy, cảm giác cũng không tệ lắm. Cố Gia Huy nghe cô nói như thế, lòng anh như tan nát. Là anh đến muộn. Anh hận chính mình, lại bị Ngôn Dương ràng buộc. Hận chính mình, để một mình cô vượt qua sự chật vật cả một ngày một đêm lâu như vậy. Hận chính mình, hiện tại anh không thể thay cô chịu đau. Hứa Minh Tâm nghe anh nói như thế, cô mới vững tin anh thật sự đã trở về. Cô cố nén đau đớn, nỗ lực nặn ra một cười, nói, em không sao, anh đừng lo lắng, đừng nhíu mày nữa, không tốt. Tối hôm qua em ngủ rất ngon, chỉ là đãi ngộ của người làm vườn nhà anh không tốt, nhà kho này không lắp điều hòa, buổi tối còn cắt điện. Lần sau, nhớ kỹ phải trang bị. Nói xong, cô lại không nhịn được ngất đi. Lệ Nghiêm, giao Hứa Minh Tâm cho cậu trước. Được, anh chờ tôi 20 phút, tôi bảo đảm cô ấy sẽ không có việc gì, sẽ trả lại cô ấy hoàn hảo cho anh, và quay lại giúp anh. Tốt, anh gật đầu, tin tưởng tuyệt đối người anh em của mình. Ngày hôm nay, anh sẽ khiến tất cả người tổn thương Hứa Minh Tâm phải trả giá thật lớn. Anh lạnh lùng nhìn mọi người ở cửa, sâu trong mắt Phượng cất giấu ánh sáng khát máu. Anh nắm chặt tay, lạnh lùng nói, chị dâu, người tôi đã mang đi, sao chị không đập đầu chết đi? Là đang chờ tôi giúp chị sao? Cố Triệt nghe vậy thì nghe không nổi nữa, lạnh lùng nói, chú ba, sao chú lại nói chuyện với chị dâu chú như vậy? Sự việc này ai cũng rõ ràng. Chính là vợ chưa cưới chú có lỗi trước, chị dâu chú thương con dâu, chẳng lẽ có gì sai sao? Mấy người thừa dịp tôi không ở đây bắt nạt vợ chưa cưới của tôi, mọi người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,
là bắt nạt Minh Tâm nhà tôi không có ai đứng sau sao? Cố Gia Huy lạnh lùng nói. La Thanh Nhã nghe vậy thì lạnh lùng nói, làm sao, chẳng lẽ cậu còn muốn ỷ thế hiếp người à? Con dâu tôi bây giờ còn nằm viện, chắc trai nhà họ Cố cũng mất. Tôi không cần mạng của Hứa Minh Tâm đã là tốt rồi. Hiện tại Hứa Minh Tâm còn là con gái chưa xuất giá, cậu cứ thiên vị thế này, thì chờ đến khi qua cửa, chẳng phải người phụ nữ này sẽ cưỡi trên đầu tôi sao? Nếu chị dám muốn mạng của cô ấy, tôi nhất định sẽ muốn mạng của chị, chôn cùng cô ấy. Chú ba, chú nói cái gì thế? Cố Triệt nổi giận. Chị dâu luôn miệng nói Minh Tâm đẩy Hứa An Kỳ, chứng cứ đâu? Người nhà họ Hứa đều có thể làm chứng, ngay cả Hứa Văn Mạnh còn giao toàn quyền chuyện này cho tôi xử lý. Cậu ba, cô ta chỉ là vợ chưa cưới của cậu mà thôi, bây giờ còn chưa vào cửa, danh bất chính ngôn bất thuận. Vậy muốn xen vào nói, thì cũng do nhà họ Hứa quản. Nếu nhà họ Hứa nếu đã giao chuyện này cho tôi xử trí, thì cậu ba cũng không cần bị đuổi mà xấu hổ, miễn cho người một nhà chúng ta vì một người ngoài mà vạch mặt mặt nhau, truyền đi sẽ bị mất mặt. Cậu cũng bớt bao che khuyết điểm ở chỗ này đi, chuyện này không thể bỏ qua được, tôi muốn báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý. Tôi muốn Hứa Minh Tâm vào tù, đời này không thể ra ngoài. Tôi muốn để cô ta ở trong ngục chuộc tội cho cháu trai tôi. La Thanh Nhã khi thế nói. Cố Gia Huy nghe vậy, sắc mặt anh âm trầm, mắt phượng nguy hiểm nheo lại. Một đôi mắt bắt đầu khởi động trong sóng ngầm, nó ẩn chứa màu đen nồng đậm, sôi trào mãnh liệt. Anh vẫn tránh mũi nhọn, không muốn giao thủ nhiều cùng Cố Triệt, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Nhưng bây giờ, tự tìm đường chết. Chuyện này, tôi có chứng cứ khác, người phụ nữ của tôi có tội hay không, còn chưa tới phiên chị định đoạt. Chứng cứ, hừ, tôi lại muốn xem là chứng cứ gì. La Thanh Nhã vừa dứt lời, phía cửa đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cố Tử Vị. Mẹ, cứu con, mẹ, mau cứu con với. Khương Tuấn áp giải Cố Tử Vị tiến đến, Cố Tử Vị đã bị đánh tới mức không còn hình người. Tim Cổ Triệt và La Thanh Nhã đều rất căng thẳng. La Thanh Nhã vội đi lên trước, đẩy Khương Tuấn ra, bước tới đỡ Cố Tử Vị. Cậu ta bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, trên người vết máu loang lổ, răng cửa bị rụng, nói còn hơi thều thào. La Thanh Nhã run rẩy vuốt ve mặt của con trai, cả giận nói, cậu ba, cậu đánh con tôi thành như vậy, hôm nay tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Lúc La Thanh Nhã xông lên, muốn liều mạng với Cố Gia Huy, chị ta không nghĩ tới Khương Tuấn ở sau lưng bật một đoạn ghi âm. Tôi nhận, tôi muốn cưỡng hiếp Hứa Minh Tâm, nhưng không ngờ ông nội tới, nên tôi bất đắc dĩ phải trốn từ sân thượng. Đừng đánh nữa, tôi nhận tội. La Thanh Nhã nghe xong, thân thể chị ta cứng ngắc, quay đầu nhìn Cố Tử Vị. Cố Tử Vị khóc ròng nói, mẹ, bọn họ vu oan giá họa, ép con nói, cái này không phải lời thật lòng của con bị ép bất đắc dĩ. Cố Gia Huy, chú hơi quá đáng rồi đấy. Cố Triệt cũng mơ hồ nổi giận, Cố Gia Huy cười nhạt, quá đáng sao? Lúc mấy người bắt nạt người phụ nữ của tôi, tại sao không nói quá đáng? Mấy người dám vu oan giá họa, vì sao tôi không thể? Anh và chị dâu không giáo dục được con, thì để tôi làm. Cố Gia Huy ở trên đường đi anh cũng có hành động, trực tiếp bảo Khương Tuấn đi tìm Cố Tử Vị. Thằng nhóc con này rất sợ chết, đánh một trận là đàng hoàng lại liền. Dù không moi ra tin tức hữu dụng, thì cũng có thể đánh một trận, chút cơn giận trước. Bố, chuyện này đến cùng bố có quản hay không? Cái nhà này có còn gia pháp không? Từ lúc nào có thể đến phiên chú ba đổi trắng thay đen, tùy ý làm bậy như vậy? Vì một người phụ nữ, chú ấy lại đánh cháu ruột mình. Quy định trong gia pháp nghiêm khắc, nhà họ Cố không thể đổ máu, chú ấy lại trắng trợn như vậy, có phải nên dùng gia pháp xử trí hay không? Cái này, Cố Gia Bảo hơi khó xử. Đối mặt với sự hung hãn của con trai cả, ông nhìn về phía Cố Gia Huy, chờ anh đưa ra thêm chứng cứ có lợi. Nếu không chỉ không có biện pháp rửa sạch oan khuất cho Hứa Minh Tâm, mà anh cũng bị dùng gia pháp để xử trí. Đúng lúc này, Lễ Nghiêm vội vã chạy về, 20 phút đã trôi qua. Anh ta đưa Hứa Minh Tâm đến bệnh viện gần nhất, chăm sóc tốt rồi nhanh chóng chạy tới. Anh ta vào cửa, nói, chứng cứ ở chỗ tôi. La Thanh Nhã nhìn Lễ Nghiêm. Nói, cậu còn dám tới à, tên đàn ông phụ lòng này, cậu chạy trốn khỏi hôn lễ mà vẫn dám tới nhà của tôi sao? Cố Gia Bảo nhìn Lễ Nghiêm cũng không vui, ông hận không thể chém tên nhóc con này thành tám khối.
nhưng cậu ta nói mình có chứng cứ, nên ông chỉ có thể nhịn. Chứng cứ gì? Mọi người đều biết, tôi là một bác sĩ quân y. Trong kỳ nghỉ, tôi trở thành bác sĩ điều trị chính tạm thời tại bệnh viện thành phố. Thời gian trước, tôi kiểm tra cơ sở dữ liệu và thấy rằng một số tài liệu đã bị vứt vào thùng rác. Tôi tò mò mở xem, không nghĩ tới đó là giấy tờ khám thai chưa kịp tiêu hủy. Báo cáo kiểm tra nói con của Hứa An Kỳ có dấu hiệu rất xấu, rất có thể là thai chết. Mà không tới vài ngày, đã xuất hiện chuyện như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. La Thanh Nhã nghe vậy thì nhíu mày, không nghĩ tới bệnh viện làm việc không đến nơi đến chốn như vậy, lại không hoàn toàn tiêu hủy văn bản. Nhưng, như vậy chứng minh điều gì? Mặc dù đứa bé này là thai chết, nhưng cũng không thể nói là An Kỳ cố ý hãm hại Hứa Minh Tâm, nên ngay cả mạng của mình cũng không cần. An Kỳ biết đứa bé là thai chết, nhưng Hứa Minh Tâm không biết, nên cô ta quyết tâm đẩy An Kỳ xuống dưới, cho thấy cô ta tàn nhẫn tột cùng. Bà đừng vội phát biểu, tôi còn chưa nói hết. Ngoài ra tôi lấy được giấy chứng tử của thím Trương, người vừa mới làm chứng xong đã chết rồi, không cảm thấy rất khả nghi sao? Chú ba, cậu có thật giật mình à? Muốn tìm thím Trương làm giả chứng cứ, để cứu Hứa Minh Tâm có phải không? Lệ Nghiêm nghe bên trái một câu bên phải một câu, không thể không thừa nhận La Thanh Nhã rất giỏi, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, thật đúng là tìm không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Chị cố, tôi vẫn chưa nói hết, chị đừng vội. Cái chết của thím Trương được phán định là tự sát, nhưng mới vừa rồi, đồn cảnh sát cho tôi biết, thân nhân của người chết đã gửi tập tin âm thanh tới, nói là do thím Trương lưu lại, nói thím Trương bị ngộ sát, con trai của bà sẽ đến đồn cảnh sát báo án. Hiện tại án tử của thím Trương đã được phủ định là tự sát và phán định là bị giết rồi, hung thủ. Ở ngay đây, Lệ Nghiêm thong thả nói xong, anh ta vẫn ung dung nhìn La Thanh Nhã. La Thanh Nhã chống lại tâm mắt của anh ta, tim đập thình thịch. Tập tin âm thanh, chị ta gọi điện thoại cho thím Trương, là để ngụy tạo chứng cứ giả cho mình. Lẽ nào, thím Trương đã ghi âm lại sao? Chị ta nhướng mày, muốn phản bác, thế nhưng lúc này một chữ cũng không phun ra được. Trong phòng chìm vào yên lặng. Chị cố, sao lần này chị lại không giải thích nữa? Những tài liệu đó đã được gửi hết vào điện thoại di động của tôi rồi, chị cố có muốn nghe không? Không, tôi không muốn. Giọng nói của La Thanh Nhã đã run lên rồi, nhưng Lệ Nghiêm vẫn bật đoạn ghi âm lên. Thím Trương, thím là người làm lâu năm ở nhà họ Hứa rồi nhỉ? Tôi muốn nhờ thím một việc, chắc thím sẽ không từ chối tôi đâu chứ? Bà cố cứ việc dặn dò, nếu tôi có thể làm được thì chắc chắn tôi sẽ giúp bà. Sáng nay thím là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện, thím đã tận mắt thấy Hứa Minh Tâm đẩy An Kỳ, hiểu chưa? Ý bà chủ là, muốn tôi hãm hại cô hai à? Tôi sẽ cho thím tiền, không biết thím có đi đúng đường không? Tôi, đã rõ, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt ạ. Vậy được rồi, tôi sẽ không cắt xén tiền thù lao của thím đâu. Đoạn ghi âm ngắn gọn chấm dứt, khi từ cuối cùng chấm dứt thì La Thanh Nhã cũng không đứng vững được nữa, cứ vậy mà ngã khuỵu xuống đất. Sắc mặt bà ta tái nhợt như từ giấy trắng, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn chồng mình. Lúc này vẻ mặt Cố Triệt cũng trầm hẳn xuống, nắm đấm siết chặt lại. La Thanh Nhã hiểu, bây giờ dù Cố Triệt có ra mặt thì cũng chẳng thể bảo vệ nổi chị ta nữa. Lệ Nghiêm mỉm cười, chuyện này vẫn chưa xong đâu, anh ta nói, lúc tôi đưa Minh Tâm đến bệnh viện thì phát hiện ra trên đùi cô ấy còn sót lại vệt tinh dịch, tôi đã đưa cho nhân viên trong bệnh viện xét nghiệm rồi. Những người đàn ông đã từng tiếp xúc với cô Minh Tâm từ hôm qua đến nay đều cần phải đi xét nghiệm để điều tra. Tôi tin là chẳng mấy chốc nữa thì sẽ bắt được kẻ đám hành hung, sàm sỡ cô Minh Tâm đấy. Nghe xong câu nói này, Cố Tử Vị cũng sợ đến mức cả người run bắn lên. Tất nhiên, đó là dấu vết do cậu ta để lại rồi. Cậu ta quỳ phịch xuống đất, nói, không phải tôi. Không phải tôi, do cô ta quyến rũ tôi, cô ta muốn cầu xin tôi tha thứ nên mới chủ động hiến thân cho tôi. Đúng rồi, do con đĩ đó chủ động quyến rũ con trai tôi. La Thanh Nhã biết mình đã không thoát tội được rồi. Nên dù thế nào thì chị ta cũng muốn bảo vệ con của mình cho bằng được. Con của chị thì có gì tốt, đáng để cho Hứa Minh Tâm quyến rũ chứ. Cố Tử Vị, đây cũng không phải là lần đùa tiên, lần thứ nhất tôi đã bỏ qua không đánh cậu tàn phế rồi, bây giờ cậu lại tái phạm. Cậu nghĩ chú ba của cậu không làm gì được à? Cố Gia Huy bước nhanh về phía trước, đến cạnh Cố Tử Vị. Giày da của anh dẫm mạnh xuống mu bàn tay Cố Tử Vị,
còn tức giận nghiến mạnh xuống một lúc. Cố Tử Vị gào lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, Lã Thanh Nhã thì đau lòng muốn chết, cố gắng hết sức để Dari chân Cố Gia Huy ra nhưng anh lại vẫn đứng sừng sững ở đó. Cố Triệt không chịu nổi, bước nhanh về phía trước, muốn cản Cố Gia Huy lại. Nhưng Cố Gia Huy lại lạnh lùng quay đầu lại, đánh mắt cản Cố Triệt lại. Có vẻ như vì Cố Gia Huy đã ở bên Hứa Minh Tâm lâu rồi nên người khác đã quên đi vẻ độc ác của anh, ai cũng tưởng rằng anh là quả hồng mềm. Vốn dĩ anh đã là ác quỷ dưới địa ngục, chẳng sợ ai cả. Anh cả, trước khi anh đã từng nói, gia pháp không được để với máu. Vậy bây giờ vợ con anh đang làm gì vậy? Vụ oan giá họa, còn định cưỡng bức người phụ nữ của tôi. Dựa theo gia pháp thì xử lý thế nào đây? Gia pháp, phải chịu 100 roi. Đánh một roi thôi cũng đau thấu trời rồi, đánh 100 roi thì kiểu gì cũng sẽ chảy ra chóc thịt, máu tươi đầm đìa. Cố Tử Vị là đàn ông thì còn có thể chịu được, nhưng Lã Thanh Nhã là phụ nữ. Hứa Minh Tâm còn chưa phải là người nhà họ Cố chúng ta. Không tính, cậu đừng có hòng động vào con trai tôi. Lã Thanh Nhã ôm chặt lấy Cố Tử Vị, nói với giọng thê lương. Mẹ, cứu con với, cứu con với. Chú ba sẽ giết con mất. Mẹ ơi! Cố Tử Vị gào khóc thảm thiết. Con trai yên tâm đi, có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại con đâu. Lỗi của mẹ xin lỗi. Lã Thanh Nhã nhìn con trai, khóc như mưa. Đúng rồi, Hứa Minh Tâm còn chưa phải là người nhà họ Cố nên không được tính toán gì cả. Cố Triệt vội vàng nói, đứng ra che cho vợ con. Cố Gia Huy nghe vậy, nheo mắt lại, vốn dĩ anh còn tưởng Cố Triệt là loại người máu lạnh, nào ngờ anh ta vẫn biết đứng ra bảo vệ vợ con mình. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, là người của Cục Cảnh sát Đà Nẵng đến. Họ nghi ngờ Lã Thanh Nhã có liên quan đến một vụ án giết người, muốn đưa chị ta đi điều tra. Nghe nói vậy, rồi thấy những người võ trang đầy đủ đứng bên ngoài, cả người Lã Thanh Nhã nhũn cả ra, suýt nữa thì ngất xỉu. Lúc này thì chẳng ai có thể giúp chị ta được nữa rồi. Lã Thanh Nhã nâng mắt, oán hận nhìn Cố Gia Huy. Chị ta đúng là quá coi thường Cố Gia Huy, nào ngờ bây giờ anh lại thay đổi như trong chóng, có thể hô mưa gọi gió được rồi. Bây giờ chị ta chỉ có thể nhận tội, nếu không thì chuyện này sẽ làm liên lụy đến cả Cố Triệt. Dù Cố Triệt đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch để đối phó rồi thì chị ta cũng không dám mạo hiểm. Hai người đã cưới nhau hơn 20 năm rồi, vợ chồng tình thâm. Chị ta không thể làm liên lụy đến Cố Triệt, cũng đều là do chị ta tự làm theo ý mình nên mới ra nông nỗi này. Hậu quả này phải là do chị ta tự gánh vác. La Thanh Nhã thất thểu đứng lên, nói, Cố Triệt, tình cảm của hai vợ chồng chúng ta đến đây là hết. Nếu không phải vì con trai thì tôi cũng sẽ chẳng ở bên anh. Tôi chuẩn bị sẵn đơn ly hôn rồi, hôm nay chúng ta đi ly hôn đi, từ nay về sau chuyện của tôi sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Nhã, Cố Triệt nghe vậy, tim anh ta chệch hẳn một nhịp, nắm chặt lấy tay Lã Thanh Nhã. Lã Thanh Nhã ôm lấy anh ta, nói, đây là tội giết người, em phải gánh thôi, em không thể làm liên lụy đến anh, sau này. Chúng ta cứ coi như chưa từng là vợ chồng đi. Cố Triệt, anh hãy đồng ý với em là nhất định phải giết chết Cố Gia Huy để báo thù đấy. Cố Tử Vị giao cho anh, hãy chăm sóc con cho tốt nhé. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ lấy anh. Lã Thanh Nhã nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe được, đến câu cuối cùng thì khóc không thành tiếng. Nói xong, chị ta quay người, rời đi cùng cảnh sát. Cố Triệt lảo đảo lùi về phía sau vài bước, khó mà chấp nhận được sự đả kích này. Cuối cùng thì trò hề này cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Cố Gia Huy lạnh lùng nhìn Cố Triệt, bây giờ không phải là lúc để so đo với anh ta. Nhưng Cố Tử Vị thì khác. Anh nheo mắt lại, nói, anh cả, con trai anh động vào vợ chưa cưới của tôi, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Anh tự giải quyết đi, tốt nhất là nên đánh mạnh vào, nếu không, sau này ra ngoài gặp tôi thì sẽ thành chuyện gãy tay gãy chân đấy. Chắc hẳn anh cả cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Vậy nên hãy cho tôi câu trả lời thuyết phục nhé. Cậu ba đây đợi tin tốt từ anh. Nói xong, anh lại giẫm mạnh lên tay Cố Tử Vị, không quay đầu mà cứ vậy rời đi. Hai người ra khỏi nhà cũ, lên xe đi về phía bệnh viện trước. Vẻ mặt Cố Gia Huy vẫn rất nghiêm trọng, anh đang lo cho Hứa Minh Tâm. Tất cả các tài liệu đều là do Ngôn Dương cung cấp à? Trừ báo cáo về tinh dịch, cái đó là do tôi phát hiện ra. Nhưng, tôi không kiểm tra cơ thể cô ấy.
Không biết, phần màng mỏng đó có còn ở đấy hay không? Sao anh không hỏi xem Cố Tử Vị đã đạt được mục đích chưa? Tôi đang sợ. Sợ gì? Sợ bản thân không chấp nhận được chuyện này à? Anh sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ cô ấy sao? Không phải, nhưng dù Cố Tử Vị có đạt được mục đích hay không thì đều sẽ để lại nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Hứa Minh Tâm, đó là nỗi đau sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Dù cô ấy có thế nào thì vẫn là người con gái tôi thích, nhưng lần này cô ấy bị tổn thương quá nhiều rồi. Liệu có thể xóa bỏ đi được không? Xóa bỏ, tôi chỉ biết cách thôi miên thôi. Nếu thể chất của Hứa Minh Tâm đảm bảo để thực hiện kiểu thôi miên cấp 5 thì có thể thôi miên thành công, hiệu quả cũng sẽ rất cao. Nhưng mà, thôi miên mất trí nhớ vẫn chưa được hoàn thiện hẳn, chưa chắc đã có thể hoàn thành được. Vậy thử xem, tôi muốn để cô ấy quên đi những ký ức ấy đi. Cố Gia Huy thầm cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ sợ Hứa Minh Tâm sẽ không chịu đựng nổi. Được rồi, vậy liên hệ với chuyên gia thôi miên giúp tôi. Đúng rồi. Lần này thật lòng cảm ơn cậu. Tôi và anh là anh em mà, cùng nhau trải qua chuyện sống chết rồi, khách sáo như vậy làm gì? Nhưng tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cậu, có vài chuyện. Tôi đã gây khó dễ. Tôi cũng hiểu mà, trừ chuyện này ra, thì những lúc quan trọng, tôi mong rằng chúng ta vẫn sẽ là anh em với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ừ, Cố Gia Huy đi vào bệnh viện, Hứa Minh Tâm vẫn đang hôn mê. Cô không còn sốt cao nữa. Đang ngủ say như một đứa bé vậy. Cuối cùng thì tim của Cố Gia Huy cũng quay về lồng ngực của anh. Đúng lúc này, sau lưng anh lại vang lên tiếng cười lớn, chúc mừng. Cố Gia Huy nghe thấy giọng nói người kia thì nheo cặp mắt phượng lại, quay ra nhìn người mới đến, không nói không rằng tung một cú đấm ra. Có vẻ như đối phương đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đưa tay ra chặn lại rồi nói, đừng đánh vào mặt. Vợ tôi sẽ phát hiện ra mất, cậu có thể đánh vào chỗ khác. Tôi đang hận là không thể giết chết anh thôi. Cố Gia Huy túm lấy cổ áo ông ta, tức giận nói. Đôi mắt phượng của anh tràn ngập vẻ khát máu. Dù cậu có giết tôi thì mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi. Bây giờ cánh tay trái của Cố Triệt đã bị chặt đứt, phần còn lại sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Tôi đảm bảo, từ nay về sau sẽ không bao giờ lợi dụng Hứa Minh Tâm nữa, được chưa? Không được. Cố Gia Huy tung một nắm đấm ra, đấm thẳng vào bụng ông ta. Ngôn Dương đau đớn cong người lại. Đúng là người trẻ, sức cũng mạnh thật đấy. Ông ta không phản kháng mà cứ để yên cho Cố Gia Huy đánh mình để chút giận. Mãi đến khi ông ta chỉ còn nửa cái mạng già thì mới vịn tường đứng dậy. Cuối cùng Cố Gia Huy cũng dừng lại, hỏi, Ngôn Dương, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Mục đích của anh là gì hả? Trước kia, chúng ta khụ khu, đã có cùng chung lý tưởng rồi còn gì? Nếu tôi biết anh là một gã điên thế này thì đã không hợp tác rồi. Gã điên, khụ khụ, tôi thích cách xưng hô này đấy. Ngôn Dương ngồi thẳng dậy, lau máu tươi bên khóe miệng, vừa cười vừa nói. Bờ môi mỏng của ông ta có thêm lớp máu màu hồng, nhìn vừa khiến người ta rung động, lại vừa có cảm giác rất quỷ dị. Cố Gia Huy từng gặp rất nhiều người, coi như đã dày dặn kinh nghiệm, lòng dạ cũng đủ sâu. Nhưng giờ gặp Ngôn Dương thì anh mới hiểu cái gì gọi là dân chơi thứ thiệt. Hơn nữa, Ngôn Dương không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sở hữu một tập đoàn phát đạt mà thôi. Ông ta chính là ông càn của chợ đen. Những chuyện xảy ra trước kia đều là nhờ sự giúp đỡ của ông ta. Sau này Cố Gia Huy nghi ngờ, cố tình điều tra sâu việc Hứa Minh Tâm bị bắt cóc ở cửa khách sạn, phát hiện ra Thẩm Thanh đã bị Ngôn Dương sai đi gặp Ngôn Hải. Ông càn ở chợ đen sai người đi bắt cóc. Bị Thẩm Thanh nhìn thấy, vậy là bà ta được đưa về nhà họ Ngôn một cách rất hợp lý. Nhờ đó mà nhà họ Ngôn đã được Cố Gia Huy chú ý đến, muốn lợi dụng nhà họ Ngôn để nâng giá trị của Hứa Minh Tâm lên. Vốn dĩ anh còn tưởng là mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của mình, nhưng nào ngờ cuối cùng vẫn bị Ngôn Dương dắt mũi. Tôi nên gọi anh là anh Ngôn hay là ông càn ở chợ đen? Giờ anh không định giải thích gì à? Bị cậu phát hiện rồi à? Xem ra tôi ngụy trang giờ quá rồi. Ngôn Dương giả vờ vô tội nói. Cố Gia Huy nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của ông ta, chỉ hận không thể lao ra xé nát bản mặt đó thôi. Trong mắt người khác, ông ta là người yêu chiều vợ hết mực, vì vợ mà chẳng màng đến sự phát triển của nhà họ Ngôn. Nhưng thực ra ông ta lại là người túc trí đa mưu, tính tình thất thường, lắm thủ đoạn đến mức người khác chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn. Chợ đen, nghĩa cũng như tên vậy. Không thể xuất hiện công khai, trong đó đều là những giao dịch mua bán phi pháp.
chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể làm được. Có thể thấy, chợ đen là một thế lực rất lớn. Anh có tin là nếu như hôm nay không cho tôi lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác của tôi bây giờ không? Cố Gia Huy lạnh lùng nói. Nghe vậy, vẻ mặt Ngôn Dương nghiêm túc hẳn lại, nếu bảo ông ta lấy Thẩm Thanh ra để mạo hiểm thì ông ta không làm nổi. Đây cũng là lý do tại sao bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn giữ vị trí rất thấp, vì không làm nên núi, không làm nên sông thì cũng chẳng lộ ra khuyết điểm của mình. Phải như vậy thì người khác mới không coi ông ta là kẻ thù. Ông ta thật sự rất thông minh, nhưng dù thông minh đến mấy thì ông ta vẫn có những chuyện cần phải lo lắng. Ngôn Dương đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy. Cố Gia Huy, cậu và tôi là cùng một loại người, nhưng cậu mạnh hơn tôi một điểm, trừ việc cậu không bao giờ buông bỏ Hứa Minh Tâm thì cậu còn không chịu bỏ việc báo thù cho anh hai nữa. Vậy nên cậu nhất định phải đứng trên tất cả mọi người thì mới có đủ thực lực để báo thù cho anh trai mình. Cậu đã đi lên con đường này rồi thì sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Chuyện ngày hôm nay là do tôi tạo ra, bởi vì tôi đã nhìn trúng cậu có thể giúp tôi, là người duy nhất được tôi lựa chọn. Vậy nên tôi mới để cho Thẩm Thanh cứu Hứa Minh Tâm, khiến quan hệ giữa con bé và nhà họ Ngôn trở nên bền chặt, không thể chia cắt được. Nhờ Hứa Minh Tâm thì tất nhiên là cậu sẽ phải hợp tác với nhà họ Ngôn chúng tôi, vậy là chúng ta sẽ trở thành châu chấu trên cùng sợi dây thừng. Nếu cậu muốn trở thành thế lực đứng đầu Đà Nẵng thì nhà họ Cố sẽ là chướng ngại vật. Cậu cũng biết đấy, tên Cố Triệt đó có dã tâm rất lớn, còn mắc bệnh đa nghi nặng, không thể để mặc cho cậu tự tung tự tác được. Cậu cũng đoán được phụ tá đắc lực của cậu ta là ai rồi chứ? Bây giờ La Thanh Nhã dính vào vụ án giết người, bố cô ta là quan lớn, tất nhiên sẽ bị liên lụy theo. Dù miễn cưỡng bảo vệ được bản thân thì cũng sẽ bị thần hồn nát thần tính, không dám giở trò gì đâu. Ít nhất là trong vòng một năm tới, ông ta sẽ không dám làm việc vênh váo nữa, cũng không dám giúp đỡ Cố Triệt ngang nhiên như trước, nếu không thì ông ta cũng chẳng giữ nổi cái ghế của mình đâu. Bây giờ Cố Triệt không thể làm ra được chuyện lớn gì thì cũng là lúc để chúng ta liên thủ với nhau để chèn ép cậu ta. Bước tiếp theo, Cố Tử Vị, phải từ từ phá hủy nội tâm của cậu ta, tôi cũng cho người đi điều tra về con riêng của anh trai cậu rồi, tôi cam đoan là những ngày tới cậu ta sẽ không sống yên ổn nổi đâu. Mà cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện ở công ty nữa. Cố Gia Huy nghe vậy thì nhíu chặt mày lại. Dù không muốn nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng tâm tư của Ngôn Dương rất kín đáo, tất cả đều là do ông ta bày mưu tính kế. Mặc dù Cố Gia Huy hận Cố Triệt vì cái chết của anh hai chắc chắn có dính dáng đến anh ta, nhưng anh còn chưa độc ác đến mức phải cắt đứt hết đường lui của Cố Triệt. Làm như vậy sẽ khiến Cố Gia Bảo thất vọng và đau khổ. Anh nheo mắt lại, ánh mắt sắc lẹm. Ngôn Dương ngửa đầu lên, cười lớn, nụ cười đó xen lẫn vài phần âm tàn độc ác, lại có vẻ tà ác lạ thường, giống như một con quái vật khát máu vậy. Sao nào, mềm lòng rồi à? Ngôn Dương, mục đích của anh là gì? Sao lại phải tốn công tốn sức đến vậy để giúp tôi? Thậm chí còn dùng cả chợ đen. Tại sao, anh có năng lực như vậy thì cần gì đến sự giúp đỡ của tôi nữa? Tôi cần, tôi không thích hợp để ra mặt. Tôi thích cảm giác đứng phía sau để bày mưu tính kế hơn. Tôi vẫn chưa thể nói cho cậu biết mục đích của tôi, cậu biết càng ít thì sẽ càng có lợi cho tôi, vậy nên. Tôi không thể nói. Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng vào một đối tác như vậy à? Cố Gia Huy, cậu chỉ có thể tin thôi. Vì, tôi dễ dàng làm những chuyện này cũng chỉ là vì Thẩm Thanh, chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi thì tôi chẳng cần gì cả, tôi cũng không có hứng thú gì về những chuyện đấu đá danh lợi này. Tôi nghĩ nếu như cô không cần báo thù cho anh hai mình thì chắc cũng chẳng muốn sống một cuộc sống lừa dối lẫn nhau, rồi lục đục nội bộ thế này đâu nhỉ. Tôi biết, với cách của cậu thì cũng có thể từ từ lật đổ được Cố Triệt, nhưng quá chậm, quá lâu. Bây giờ tôi có thể giúp cậu lật đổ được Cố Triệt trong vòng một năm, cậu ta sẽ không còn là chướng ngại vật của cậu nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ tập trung tinh thần để từ từ giải quyết Lucia. Lúc nhắc đến Lucia, ánh mắt của Ngôn Dương lộ rõ vẻ điên cuồng. Cố Gia Huy nghe vậy thì cảm thấy hơi rùng mình, chẳng lẽ giữa Ngôn Dương và Lucia cũng có một mối thù rất sâu đậm. Ngôn Dương, tôi không có hứng thú muốn biết xem sau lưng anh có gì. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, nếu còn dám động vào Hứa Minh Tâm một lần nữa thì tôi sẽ giết anh. Thù của anh hai tôi đúng là quan trọng, nhưng đối với tôi thì Hứa Minh Tâm còn quan trọng hơn cả tính mệnh của tôi. Nếu anh còn dám động vào cô ấy thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
chuyện của cánh đàn ông thì đừng có kéo phụ nữ vào cuộc. Anh có biết là nếu tôi không về kịp thì cô ấy đã mất mạng rồi không hả? Anh túm lấy cổ áo của Môn Dương, âm trầm nói. Được. Môn Dương nói một câu rất chắc nịch. Ông ta cũng biết là việc làm của mình rất hèn hạ, nhưng ông ta phải làm vậy. Ông ta đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy, Hứa Minh Tâm là nhân vật quan trọng nhất, ông ta không thể từ bỏ được. Ông ta đã lợi dụng Hứa Minh Tâm để hợp tác với Cố Gia Huy, để đẩy mâu thuẫn lên cao trào, ông ta đã dùng danh nghĩa của Cố Yên để hủy mối hợp tác của Cố Triệt. Đồng thời ông ta cũng cho người theo dõi Hứa An Kỳ từ lâu rồi, vậy nên khi họ vừa đến bệnh viện khám thì Ngôn Dương cũng đã nhận được tin luôn. Đứa bé này là thai chết. Nếu Hứa An Kỳ không ra tay thì ông ta vẫn sẽ tạo ra một chuyện gì đó ngoài ý muốn, để Hứa An Kỳ hiểu nhầm rằng người ra tay là Hứa Minh Tâm, sau đó lại bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Tất cả đều trong tầm khống chế của ông ta. Ông ta bỏ đồ trên tay xuống, chính vì chúng ta là cùng một loại người nên tôi mới dốc hết sức ra để giúp cậu. Nhà họ Hứa có thể thoát ly hoàn toàn rồi, những chuyện sau đó tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Dù sao thì thân phận của tôi cũng là bố nuôi của Hứa Minh Tâm. Chuyện này coi như tôi đền bù cho cậu một chút, dù tôi biết là cậu cũng không cần. Ngôn Dương bình tĩnh nói xong, quay người rời đi. Cố Gia Huy nhìn ông ta rời đi, âm thầm siết chặt nắm đấm lại. Anh đang cố kiềm chế. Ngôn Dương đáng sợ hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều đúng lúc này. Lệ Nghiêm cũng đã tới, anh ta nói là đã tìm được chuyên gia thôi miên rồi. Hứa Minh Tâm vừa tỉnh lại. Đầu óc vấp còn mơ màng thì nghe thấy một giọng nói già nua, trầm đục vang lên bên tai, cô đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó. Đầu óc Hứa Minh Tâm dần trở nên mơ hồ, cuối cùng thì cô chẳng thể phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu là cảnh trong mơ nữa.